Lão cây liễu chậm rãi nói, đầu tiên tỷ tỷ kêu ngươi thần đạo công pháp chính xác hành cung phương thức, lúc sau sao, ngươi đi một chút tu luyện dung hợp nói nguyên trung lực lượng, cuối cùng hóa thành thần đạo chi lực, vấn đề tự nhiên liền giải quyết, đến lúc đó tiểu tử ngươi liền biết thần đạo chi lực uy lực, cũng không phải là tiên giới cái này trình tự có thể so sánh với. Thần đạo kia chính là cao hơn tiên giới trình tự, là thiên giới Nga, đương nhiên chuyển hóa hoàn thành lúc sau, ngươi thần đạo chi lực cường đại nhỏ yếu, quyết định bởi với ngươi sở tu luyện công pháp càng là cao giai, chuyển hóa lúc sau thần đạo lực lượng tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Dương Nghị Vân nghe xong không ngừng gật đầu, hắn nhưng thật ra không chờ mong chuyển hóa thần đạo chi lực, có bao nhiêu cường đại, hắn chỉ hy vọng có thể biến thể nội tập trung lực lượng tai họa ngầm toàn bộ hóa giải, này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi thần đạo lực lượng mạnh yếu vấn đề, thuận theo tự nhiên đó là, dù sao nghĩ đến thế nào, đều phải so tiên lực cường đại hơn đi. Chỉ nghe lão cây liễu tiếp tục nói, tầm thường tiên giới mới vừa phát bao quát hạ giới vận công lộ tuyến đều là lớn nhỏ chu thiên trở lại đan điền hoặc là nói nguyên chiêu số, mà thần đạo lại là bất đồng. Nghe được lão cây liễu nói tới đây, Dương Nghị Vân nhìn không được ngắt lời nói, không đúng a, ta cho tới nay đều là như thế tu luyện cũng không có gì vấn đề a. Hắn cảm giác lão cây liễu có phải hay không ở hố hắn, muốn nói ra tới một bộ hại người vận công phương pháp. Nếu là dựa theo lão cây liễu cách nói, hắn vẫn luôn gần nhất tu luyện chẳng phải là từ căn nguyên thượng liền sai rồi. Tiểu đệ đệ ngươi sốt ruột cái gì, có thể hay không nghe tỷ tỷ nói xong, ta có chưa nói ngươi tu luyện sai lầm, chỉ là ở trình bày khách quan sự thật mà thôi. Lão cây liễu có chút u oán. Ách thực xin lỗi ngài tiếp tục, là ta quá sốt ruột. Dương Nghị Vân có chút ngượng ngùng, đích xác quá sốt ruột, tùy tiện đánh gãy nhân ra, thực không lễ phép, vội vàng xin lỗi. Này còn kém không nhiều lắm, lão cây liễu u oán một chút, mới tiếp tục nói, thần đạo tu luyện là lớn nhỏ chu thiên vận chuyển cơ sở thượng, còn muốn nhiều ít một vòng, nghịch chuyển, như thế mới là âm dương cân bằng chi đạo, ở trả lời nguyên liền có thể luyện hóa xuất thần nói chi lực. Nghịch chuyển, Dương Nghị Vân kêu sợ hãi. Tu sĩ hạng người ai không biết nghịch chuyển công pháp hậu quả. Tức khắc nhìn lão cây liễu vẻ mặt ngươi có phải hay không khi ta ngốc biểu tình. Hành công nghịch chuyển, khí huyết chảy ngược, pháp lực ở trong cơ thể không nổ tung mới là lạ, đây là mưu sát sao? Dương Nghị Vân trừng mắt nhìn về phía lão cây liễu. Ha ha, không tin. Lão cây liễu ha ha cười hỏi. Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến, ngươi nói đi. Liền biết tiểu tử ngươi không tin, nói cho thần đạo công pháp vận chuyển chính là như thế, thuận kim đồng hồ vận hành lớn nhỏ chu thiên. Rồi sau đó ở ngươi nghịch chuyển lớn nhỏ chu thiên, lực lượng lại trả lời nguyên, như thế mới có thể sinh ra thần đạo chi lực, đương nhiên nghịch chuyển là có tiểu bí quyết, chính ngươi đi nghịch chuyển tự nhiên không được. Tỷ tỷ ta hôm nay khiến cho ngươi được thêm kiến thức, tỉnh ngươi nói tỷ tỷ mưu sát ngươi, hảo hảo xem tỷ tỷ vận chuyển công pháp, có phải hay không ở lừa ngươi, đương nhiên tỷ tỷ ta là cây liễu hành công lộ tuyến cùng các ngươi nhân tộc có chút bất đồng, nhưng thời gian vạn pháp cuối cùng đều là vạn pháp quy tông kết cục, nghịch chuyển giống nhau. Ta thả vận chuyển công pháp ngươi hảo hảo xem, đến lúc đó tỷ tỷ giáo ngươi nghịch chuyển thời điểm pháp quyết, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch tỷ tỷ có hay không lừa ngươi. Lão cây liễu dứt lời, Dương Nghị Vân lại là nhìn đến nàng bản thể lão cọc cây bỗng nhiên phát ra xanh biếc quang mang. Ngay sau đó chỉ thấy lão cọc cây thượng xuất hiện từng điều xanh biếc đường cong, giống như là từng điều huyết quang giống nhau, nhìn qua thật đúng là chính là công pháp vận hành tuyến lộ. Tức khắc sáu xoay lên. Quả nhiên đầu tiên là thuận kim đồng hồ vận chuyển, lúc sau là nghịch kim đồng hồ vận chuyển. Vài phút lão cọc cây quang mang chợt lóe dừng lại. Chỉ nghe lão cây liễu nói, cái này biết tỷ tỷ không lừa ngươi đi. Dương Nghị Vân không tự chủ được gật gật đầu, hắn cũng là tu luyện người, tự nhiên có thể nhìn ra tới, lão cây liễu đích xác không lừa hắn. Chẳng lẽ thần đạo công pháp quả thực nhiều một cái nghịch chuyển phân đoạn. Đến đây đi, ngươi thả thử xem. Tỷ tỷ ta truyền cho ngươi nghịch chuyển bí pháp khẩu quyết. Lão cây liễu dứt lời lúc sau, một đạo bảy màu cành liễu chợt lóe ở Dương Nghị Vân giữa mày một chút, tức khắc Dương Nghị Vân trong óc nhiều nghịch chuyển công pháp bí pháp. Hắn hiện tại tin tưởng đây là được không, mặc kệ thế nào thử xem liền biết, nếu có cái gì không đúng, vội vàng dừng lại đó là. Ngay sau đó Dương Nghị Vân khoanh chân ngồi xuống lão cây liễu hạ, bắt đầu thúc giục càn khôn tạo hóa công, đầu tiên là thuận kim đồng hồ vận chuyển lớn nhỏ chu thiên. Rồi sau đó chậm rãi bắt đầu nghịch kim đồng hồ nghịch chuyển hành công, đương nhiên đồng thời hắn vận chuyển lão cây liễu truyền thụ nghịch chuyển bí pháp. Quả nhiên không xuất hiện cái gì không thích hợp. Đương nhiên lớn nhỏ chu thiên nghịch chuyển hoàn thành lúc sau, hướng về càn khôn nói nguyên đi vào.
Nháy mắt toàn bộ nói nguyên đều vì này chấn động, lại là tại hạ một khắc hắn lực lượng quả nhiên tiến hóa. Cái này Dương Nghị Vân hoàn toàn tin lão cây liễu, không lừa hắn. Nói nguyên trong vòng sinh ra một tia hoàn toàn mới lực lượng, rõ ràng vô cùng, hắn biết này hẳn là chính là lão cây liễu nói chân chính thần đạo chi lực. Ở Dương Nghị Vân cảm giác chung có rất lớn khác biệt, trước kia càn khôn tạo hóa công tu luyện ra tới pháp lực, hắn biết so tiên giới tiên nhân tiên nguyên lực muốn cao một bậc, nhưng là... chung quy là hữu hạn, tựa hồ trong mấy năm nay tới trong chiến đấu, cũng không có chiếm được cái gì ưu thế. Nhưng hiện tại hắn cảm giác, dựa theo lão cây liễu phương pháp tu luyện ra tới lực lượng, so với phía trước lực lượng cường đại không chỉ có chất lượng vấn đề, quả thực là huyết thống vấn đề, nói nguyên trong vòng này một tia lực lượng cùng trước kia pháp lực so sánh với, giống như là bình dân cùng hoàng tộc khác biệt, hoàn toàn không hề một cái trục hoành thượng. Là một lần đến bay vọt. Lúc này chỉ nghe lão cây liễu nói, tiểu đệ đệ liền dựa theo loại này tu luyện phương thức tiếp tục vận chuyển tu luyện. Đem ngươi trong cơ thể những cái đó tạp bảy loạn tám lực lượng tất cả đều đi đồng hóa tu luyện một bên, đến lúc đó ngươi sẽ có được không tầm thường thần đạo chi lực, pháp lực tinh thuần trình độ sẽ cho ngươi mang đến không tưởng được kinh hỉ, làm ngươi biết cái gì là thần đạo chi lực. Dương Nghị Vân nghe vậy, cũng là tin tưởng tăng nhiều, tiếp tục tu luyện đi xuống, dựa theo lão cây liễu cách nói, chờ lần này tu luyện hoàn thành, trong thân thể hắn lực lượng hỗn độn tai họa ngầm vấn đề cũng sẽ hoàn toàn giải quyết. Hắn pháp lực sẽ tiến hóa đến một cái hoàn toàn mới trình tự. Tu luyện vô năm tháng, Dương Nghị Vân này một tu luyện thời gian bay nhanh sói mòn, chỉ chớp mắt đi qua 10 năm thời gian. Khoanh chân ngồi trên lão cây liễu hạ, có điểm tham thiền ngộ đạo ý tứ. Ngày này Dương Nghị Vân rốt cuộc kết thúc tu luyện. Lại là nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. A, à, mở to mắt lúc sau, mới phát hiện trên người hắn đã lạc sơn thật dày một tầng cho bụi, hoàn toàn trở thành một tôn tượng đất. Trên tóc cũng không biết thích hợp, xuất hiện một cái tổ chim, đáng tiếc bên trong chi điểu đã sớm không biết đổi mới nhiều ít đại. Cả người pháp lực chấn động, lại là cho bụi toàn khẩn tan đi. Trong lòng tính toán thời gian đã qua đi 10 năm. Thật sự là tu luyện vô năm tháng A. Hắn chỉ là cảm giác tu luyện trong chốc lát, thời gian liền đi qua 10 năm. Nơi xa hồng y như cũ như là một tôn tượng đá giống nhau đứng thẳng, trên người nàng cũng xuất hiện một tầng thật dày cho bụi. Đương nhiên 10 năm thời gian hiện tại đặt ở tiên giới cũng chính là nháy mắt sự, không có gì ngạc nhiên, trọng điểm là hắn lần này tu luyện thu hoạch đích xác với hắn mà nói vô cùng thật lớn. Tuy rằng tu vi không có đột phá, nhưng thần đạo công pháp vận chuyển lại là thành công, hoặc là nói hắn rốt cuộc đi lên chân chính thần đạo tu luyện chính xác con đường. Cũng cảm nhận được càn khôn tạo hóa công thần kỳ cường đại chỗ. Trong cơ thể vài loại lực lượng dung hợp một lần nữa luyện hóa. Hóa thành chân chính thần đạo công pháp mới có thể sinh ra lực lượng. Bao gồm thanh liên tiên hỏa đều dung nhập ở thần đạo lực lượng chung, đương nhiên không phải biến mất, mà là hoàn toàn dung nhập, sau này hắn vận chuyển pháp lực lúc sau sẽ mang lên thanh liên tiên hỏa thuộc tính. Còn có hàn băng căn nguyên thuộc tính cũng như cũ tồn tại. Muốn khống nước lạnh băng, chỉ cần trong lòng vừa động liền nhưng, tùy tâm sở dục. Song trưởng mở ra, hắn điều động nói nguyên chung thần đạo chi lực. Ngay sau đó lòng bàn tay ngưng tụ ra đạm kim sắc pháp lực, trong lòng vừa động, ngay sau đó tay trái thành thủy, lại động kết băng, hữu trưởng màu xanh lá ngọn lửa nhảy lên. Dung hợp luyện hóa lúc sau thuộc tính thực phương tiện. Hắn cảm giác hiện tại hắn liền tính là đối thượng lúc trước Bắc Minh ma đế kia mấy cái ma đế thủ hạ, đều có thể nháy mắt hạ gục bọn họ, đương nhiên chân chính nếu chỉ có thực chiến lúc sau mới biết được, dù sao hiện tại pháp lực hoặc là nói thần đạo chi lực đích xác cho hắn một loại bá đạo giống nhau tự tin. Loại này thần đạo chi lực, kiêm dung tính phi thường cường hãn, hàn băng căn nguyên, hoa sen đen hồng hoang chi lực, thanh liên tiên hỏa đều bị hắn ở nghịch chuyển tu luyện vận hành chung dung hợp, hóa thành đạm kim sắc độc nhất vô nhị thần đạo chi lực. Đương nhiên xét đến cùng vẫn là càn khôn tạo hóa công cường đại. Trong cơ thể lực lượng liền không nói, hắn nếm thử thả ra thần thức đi, lại là bá một chút tới rồi vạn dặm ở ngoài, Dương Nghị Vân cảm giác tu vi ở tiến thêm một bước, thần thức cường độ sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần tăng trưởng. Đều có đáng sợ. Vừa mới hoàn thành tu luyện dung hợp, kỳ thật còn có rất nhiều đồ vật đều yêu cầu chính hắn đi thể ngộ. Chuyện này không nóng nảy, về sau có rất nhiều thời gian. Hắn tỉnh lại lúc sau một tiếng thét dài, cũng làm lão cây liễu tỉnh lại. Tiểu đệ đệ như thế nào? Tỷ tỷ không lừa ngươi đi. Lão cây liễu mang theo ý cười. Dương Nghị Vân cái này đối với lão cây liễu ôm quyền nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo, vãn bối đã dung hợp trong cơ thể chi lực. Đích xác thần đạo chi lực thực đặc biệt.
đều nói kêu tỷ tỷ sao lão cây liễu mang theo u oán. Nhưng là làm Dương Nghị Vân lại cả người không được tự nhiên, hắn chính là kêu tiền bối, không tính toán sửa miệng. Lão cây liễu tiếp tục nói, ngày sau ngươi liền dựa theo nghịch chuyển phương thức tu luyện, công pháp của ngươi rất cao giai, luyện hóa hàn băng căn nguyên lực lượng, cư nhiên đều nhanh như vậy, lại là không biết tu luyện chính là kiểu gì công pháp. Dương Nghị Vân đôi mắt nhíu lại, lại là bất động thần sắc nói, là sư phụ ta truyền thụ, ta cũng không biết. Càng là tu luyện hắn liền càng là cảm giác càn khôn tạo hóa công không giống bình thường, tự nhiên sẽ không nói cho lão cây liễu quá nhiều. Không nói đánh đổ, tỷ tỷ cũng không hỏi, ha ha, thần đạo truyền thừa có rất nhiều, tỷ tỷ ta không để bụng, ha ha, bất quá tiểu đệ đệ a, nếu ngươi hiện tại hoàn thành thần đạo chi lực chuyển hóa, có phải hay không nên thực hiện lời hứa, tỷ tỷ ta nhưng yêu cầu ngươi thần đạo lực lượng trợ giúp nga. Chỉ chớp mắt lão cây liễu khiến cho Dương Nghị Vân thực hiện lời hứa. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, cứ như vậy cấp, bất quá hắn cùng lão cây liễu phía trước có thần đạo khế ước ở, chuyện này tự nhiên sẽ không chơi xấu. Hơn nữa lần này lão cây liễu đối hắn chỉ điểm ý nghĩa phi phàm, ngày sau hắn còn sẽ có rất nhiều tu luyện thượng vấn đề tìm lão cây liễu, trợ giúp lão cây liễu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Mở miệng nói, lý nên như thế, ta yêu cầu như thế nào làm? Khanh khách sảng khoái. Kỳ thật tiền đề ta chỉ cần ngươi một chút thần đạo chi lực chữa trị ta bản thổ miệng vết thương, chuyện này cũng không phải một lần hai lần có thể làm thành, trọng điểm là về sau chờ ngươi cường đại lúc sau, ta yêu cầu ngươi nguyên thần trợ giúp. Lần này ngươi liền ở ta miệng vết thương thượng độ nhập thần nói chi lực liền hảo, đúng rồi, chính là đỉnh bị lôi đỉnh phách quá địa phương, ngươi ở nơi nào bàn tay dán lên đi độ nhập thần nói chi lực. Lão cây liễu nói ra mục tiêu. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại. Chính là hắn lần đầu tiên nhìn đến lão cây liễu bị sét đánh địa phương, hiện tại nghĩ đến cũng không phải đơn giản sét đánh, nếu là đơn thuần sét đánh, lấy lão cây liễu bản lĩnh, sợ là đã sớm thu phục, cần gì chính mình hỗ trợ. Nàng chính mình là có thể thu phục. Bất quá hắn nếu đã đáp ứng rồi lão cây liễu, mặc kệ thế nào đều sẽ thực hiện lời hứa, liền tính mệt chết cũng sẽ giúp lão cây liễu, hơn nữa giai đoạn trước lão cây liễu đều nói, chỉ cần hắn thần đạo chi lực, hậu kỳ chờ hắn tu vi cao thời điểm. Nguyên thần trợ giúp mới là trọng điểm. Nghĩ đến hiện tại chỉ là thần đạo chi lực trợ giúp, cũng không khó khăn. Theo sau Dương Nghị Vân nhảy dựng lên, đi tới lão cây liễu chỉ định địa phương. Hắn quả nhiên thấy được bị lôi đỉnh quá địa phương, cháy đen vô cùng, có một cổ xám xịt dòng khí ở vần quanh, Dương Nghị Vân nghĩ đến có lẽ lão cây liễu thương thế chính là này đó xám xịt khí đi. Ở hắn cảm giác chung hắn cảm nhận được chính là tĩnh mịch hơi thở, có điểm nguy hiểm cảm giác. Lúc này chỉ nghe lão cây liễu nói, thấy được đi, những cái đó xám xịt khí đoàn, chính là trở ngại tỷ tỷ ta khôi phục niết bàn căn nguyên, đó là đại đạo tử khí, tầm thường sinh linh căn bản chịu không nổi, ngươi hiện tại nhìn đến này một đoàn chỉ có bàn tay lớn, trước kia chính là trên cơ bản che kín tỷ tỷ ta bản thể trên dưới, tỷ tỷ ta hao phí trăm vạn năm mới tiêu trừ tới rồi như vậy tiểu. Nhưng ở như thế lớn lên năm tháng chung, cũng trên cơ bản hao hết tỷ tỷ sức lực, cho nên không thể không tìm người tới hỗ trợ. Sư phụ ngươi trời cao tà kia tiểu tử, trở về sau, tìm được ta, cầm đi ta tam phiến bản mạng lá cây, nói là đi đánh nhau, làm hồi báo hắn nói có thể cho ta tìm tới một cái thần đạo người thừa kế, không nghĩ tới chính là tiểu tử ngươi, ha ha. Dương Nghị Vân nghe xong thẳng trợn trắng mắt, liền biết là chết lão nhân hố ta, bất quá ngươi này đó lá cây có thể hay không cho ta vài miếng. Lão cây liễu cùng nhị sư huynh phía trước đã không ngừng một lần nhắc tới lão cây liễu lá cây, ở bọn họ nói chuyện chung. Lão cây liễu lá cây cư nhiên là chết lão nhân muốn đi đánh nhau dùng, như thế nghĩ đến tất nhiên là cái gì khó lường bảo bối. Hơn nữa phía trước lão cây liễu chính mình đều nói là hắn bản mạng lá cây, mọc ra một mảnh lá cây, phải tốn phí rất dài thời gian, nhất định là chí bảo. Sợ là so với hắn ngũ lôi tím lá cây đều cường hãn đi. Cho nên Dương mẫu nhân người sau ra mặt trực tiếp mở miệng muốn. Nhưng là... Ngay sau đó lão cây liễu cự tuyệt dứt khoát lưu loát nói, tưởng đều không cần tưởng, tổng cộng 9 phiến bản mạng lá cây, đã bị sư phụ ngươi muốn đi tam phiến, dư lại 6 phiến lá cây, là tỷ tỷ ta mệnh căn tử, tiểu tử ngươi đừng ảo tưởng. Keo kiệt Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng, hắn biết lão cây liễu sẽ không cấp, chỉ là thử một chút, không nghĩ tới phản ứng kịch liệt trình độ so tưởng tượng còn mạnh hơn. Như thế đánh mất ý niệm đi. Bất quá Dương mẫu nhân trong lòng lại là ở tính toán. Ngày sau tìm cơ hội nhất định phải từ phía trên tháo xuống một hai mảnh tới, lão cây liễu lá cây nhất định là chí bảo. Hảo, bắt đầu đi, ngươi chỉ cần ở có tử khí địa phương rót vào pháp lực của ngươi,
dư lại giao cho tỷ tỷ ta liền hảo. Lão cây liễu thúc giục nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, lập tức một tay dán ở lão cây liễu bị sét đánh quá địa phương, vận chuyển pháp lực tức khắc thần đạo chi lực đưa vào đi vào. Pháp lực tiến vào lão cây liễu bản thể, Dương Nghị Vân cảm nhận được tức khắc liền có một cổ bàng bạc lực lượng vận chuyển dựng lên, hội tụ ở xám xịt tử khí thượng, lão cây liễu đỉnh kia một chi nho nhỏ cành liễu cũng tản mát ra nhàn nhạt bảy màu vầng sáng, hắn biết đây là lão cây liễu ở phát lực. Ngay từ đầu Dương Nghị Vân cũng không có cảm giác có cái gì, chỉ là đưa vào pháp lực cấp lão cây liễu không có gì khó khăn, cũng không có gì không khỏe, nhưng mà theo thời gian kéo trường, Dương Nghị Vân liền cảm giác không thích hợp, hắn bắt đầu có cố hết sức cảm. Thời gian này đảo mắt liền đi qua hơn một tháng, Dương Nghị Vân cái chán thấy hãn, nhịn không được nói, tiền bối hảo không có, ta mẹ nó chịu đựng không nổi. Kiên trì, lúc này mới tiến hành rồi một nửa, người nếu là từ bỏ chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lão cây liễu thanh âm vang lên, Dương Nghị Vân nghe được ra tới, lão cây liễu chính mình thanh âm cũng có chút phát run, nghĩ đến cũng là trả giá rất lớn nỗ lực. Dương Nghị Vân nếu không phải nghe được lão cây liễu phát run thanh âm, hắn nhất định dừng lại, khá vậy biết nếu dừng lại, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nỗ lực uổng phí. Hắn cùng lão cây liễu chi gian khế ước là trợ giúp giải quyết vấn đề, cho nên cuối cùng đều phải hóa giải lão cây liễu bản thể tức chết, lúc này liền tính là mệt chết cũng đến kiên trì. Thời gian từng ngày qua đi, Dương Nghị Vân từ mệt mỏi, đến cuối cùng thân thể đều run rẩy lên, hắn cơ hồ hao hết trong cơ thể pháp lực, đều mau thoát hư, còn có thể kiên trì là toàn dựa ngoan cường ý chí lực. Toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Một ngày nào đó rốt cuộc có biến hóa. Lão cây liễu bản thể thất thải quang mang bỗng nhiên đại tác phẩm. Mơ hồ trung Dương Nghị Vân phát hiện lão cây liễu kia một cành hoàn toàn mới cây liễu chi thất thải quang mang lộng lẫy tỏa sáng, tựa hồ trưởng thành một chút. Trong tai cũng truyền đến lão cây liễu suy yếu nhưng lại mang theo kích động thanh âm nói, hảo tiểu đệ đệ có thể dừng. Dương Nghị Vân nghe được lão cây liễu nói chuyện, nháy mắt dừng lại, thả lỏng toàn bộ, lại là một trận trời đất quay cuồng choáng váng đầu, ngay sau đó một đầu từ trên cao rơi xuống đi xuống. Một cái pháp lực ngưng tụ cành liễu chợt lóe, nâng hắn chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Dương Nghị Vân suy yếu vô cùng, nhưng cũng may còn không có hoàn toàn ngất xỉu đi, cường chống thân thể khoanh chân làm tốt, một viên cực phẩm tiên thạch nơi tay, bắt đầu điều trị khôi phục pháp lực. Chỉ là hư thoát kỳ thật cũng không lo ngại, chỉ cần pháp lực khôi phục lại chính là. Trong mông lung Dương Nghị Vân nghe được lão cây liễu kích động nói, tiểu đệ đệ tỷ tỷ bản thể tử khí tiêu trừ 1%, đây là một cái thực tốt bắt đầu, đa tạ. Dương Nghị Vân nghe được 1%, thiếu chút nữa không khí vựng, mẹ nó tiện tay trưởng lớn nhỏ một đoàn tử khí, hắn đều hư thoát, cư nhiên chi tiêu trừ 1%, ngẫm lại về sau còn muốn tiếp tục loại này lôi người chết không đền mạng tiểu nhị, hắn khóc tâm đều có. 3 ngày lúc sau Dương Nghị Vân khôi phục lại đây, nhìn lão cây liễu có chút tâm khiếp nói, tiếp theo khi nào? Khanh khách yên tâm không thể nhanh như vậy, tỷ tỷ ta cũng yêu cầu thời gian đi khôi phục, lần sau một giáp tử lúc sau đi. Cũng không cụ thể thời gian, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Lão cây liễu mở miệng nói. Dương Nghị Vân nhẹ nhàng thở ra, không cần hợp với làm liền thành, bằng không hắn cũng thật ăn không tiêu, quá mẹ nó khiến người mệt mỏi. Không có việc gì ta liền đi rồi a. Nói chuyện Dương Nghị Vân đứng lên, chuẩn bị rời đi, ở lão cây liễu nơi này đi qua 10 năm thời gian, cũng không biết nhiếp hồn lão tổ bọn họ đi ra ngoài đã trở lại không có. Từ từ lão cây liễu mở miệng kêu to. Dương Nghị Vân cả người đều là run lên, không phải nói lần sau một giáp tử lúc sau sao. Khanh khách, xem ngươi cũng vất vả, tỷ tỷ ta là có chút đối với ngươi thực lực có trợ giúp nói muốn nói, thoạt nhìn ngươi không có hứng thú, vậy quên đi đi. Lão cây liễu trêu ghẹo cố ý nói chuyện. Dương Nghị Vân vừa nghe lão cây liễu nói lời này, lập tức dừng lại, mang lên gương mặt tươi cười, hắn biết này cây lão biến thái chính là chân chính thần đạo sinh linh, chẳng qua là niết bàn trùng tu, nhưng là cùng thần ma điểu. Lạc Dương trong cơ thể ma thần ý thức kia trung thần đạo sinh linh bất đồng, lão cây liễu phải nhớ nhớ có ký ức, muốn pháp lực có pháp lực. Mà hắn tu luyện thần đạo không vài người có thể chỉ điểm, nhưng phàm là lão cây liễu có thể chỉ điểm, với hắn mà nói đều là được lợi không ít cơ duyên, há có thể bỏ lỡ. Có thể được đến này cây biến thái lão cây liễu chỉ điểm, cũng coi như là không bạch bận việc trận này. Vội vàng mang lên gương mặt tươi cười nói, có hứng thú, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm. Ha ha, tiểu tử ngươi vô sỉ ra mặt dày cùng sư phụ ngươi trời cao tà có đến liều mạng, xem ở ngươi lần này bị liên lụy phân thượng tỷ tỷ liền cho ngươi lại nhải lại nhải.
Lão cây liễu nói tới đây dừng một chút tiếp tục nói, có biết hay không thần đạo cùng tiên đạo lớn nhất khác nhau là cái gì? Dương Nghị Vân sửng sốt nói, thần đạo tu luyện công pháp càng thêm cao cấp a. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi quả nhiên một chút cũng không biết. Lão cây liễu ha ha cười sau, tiếp tục nói như thế, thần đạo cùng tiên đạo lớn nhất khác nhau có thể dùng hai câu lời nói khái quát, tiên đạo nhưng dùng phi thiên độn địa rời non lấp biển tới hình dung, mà thần đạo tắc có thể dùng hóa hủ bại vì thần kỳ, không gì làm không được tới hình dung. Đương nhiên hiện tại cho ngươi nói này đó ngươi cũng lý giải không được, tỷ tỷ ta nói thông tục điểm, ngươi có thể nghe hiểu đi, nếu không thấy nhìn lầm, ngươi đến nay mới thôi tu luyện đều là người khác tu luyện thần thông chiến kỹ này đó đi. Dương Nghị Vân sửng sốt, tưởng tượng chính mình trước kia cũng tựa hồ ở ngộ đạo lâm lĩnh ngộ ra nhất chiêu phá không chạm, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp đó là từ ngộ đạo lâm ba đạo kiếm khí thượng lĩnh ngộ ra tới, chỉ là hơn nữa chính mình lý giải, kỳ thật cũng không xem như chính mình sáng tạo ra tới. Như vậy tưởng tượng nói, thật đúng là vẫn luôn đều ở tu luyện người khác thần thông chiến kỹ từ từ. Bất quá mỗi người không đều là như thế này sao? Gật gật đầu nói, đúng vậy, nhưng này có vấn đề sao? Mỗi người đều có sư thừa truyền thừa, đều tu luyện chính là bị người thần thông chiến kỹ a. Dương Nghị Vân cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Chính là chỉ nghe được lão cây liễu ha hả cười nói, ngươi nếu là như vậy tưởng nói, đã có thể đánh sai đặc sai rồi. Tiểu đệ đệ ngươi phải nhớ kỹ, thế gian bất luận cái gì một cường giả tất nhiên đều có chính mình sáng tạo thần thông chiến kỹ thậm chí là công pháp, chỉ có chính mình sáng tạo mới là nhất thích hợp chính mình, cũng là cường đại nhất, càng là nhất tiếp cận đại đạo, thậm chí là cuối cùng có thể thành tựu đại đạo. Tu luyện người khác đồ vật, người chung quy cũng chỉ là ở đi người khác đường xưa, sống ở người khác bóng dáng chung, cường giả đều có con đường của mình phải đi, đều có chính mình độc đáo đại đạo chi lộ. Cho nên ngươi ngày sau muốn đi chậm rãi hiểu được đi sáng tạo thuộc về chính ngươi thần thông chiến kỹ bí pháp từ từ, như thế ngươi mới có thể trở thành cường giả chân chính. Cường giả chân chính không phải nhìn qua ngươi tu luyện cảnh giới có bao nhiêu cao, mà là ngươi có hay không chính mình đại đạo, đây mới là cường giả chi lộ. Liền tỷ như ngươi cái kia nhị sư huynh sao trời tử, sư phụ ngươi trời cao tà, bọn họ đều đi ra chính mình đại đạo chi lực, ngươi mà nhị sư huynh đi chính là kiếm đạo, sáng tạo ra sao trời kiếm đạo. Cho nên ngươi xem hắn tuy là tiên đế cảnh giới, chính là tầm thường thiên tôn hắn đều giết được, đây là cường giả. Còn có sư phụ ngươi trời cao tà kia tiểu tử, sáng tạo ra một bộ cái gì 12 chí tôn thần thông, khoảng thời gian trước tựa hồ một người độc chiến tán tiên tam đại chí tôn, còn chiếm cứ thượng phong, đều đúng vậy sáng tạo ra thuộc về chính mình đại đạo bí pháp, đi ra con đường của mình. Đây mới là cường giả, tiểu tử ngươi thiên tư kỳ thật là không tồi, nhưng lại đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở tu luyện hiểu được người khác thần thông bí pháp thượng, như thế tuy nói càng thêm dễ dàng tăng lên thực lực, nhưng tỷ tỷ muốn nói cho ngươi chính là, ngươi vĩnh viễn trở thành không được cường giả chân chính, nếu không sáng tạo chính mình thần thông bí pháp ra tới, liền tính ngươi tu luyện trời cao tà kia tiểu tử thần thông từ từ, căng chết ngươi chính là cái tiên tôn đỉnh, liền tính là tu luyện thần đạo. Ngươi cũng bước vào không được chân chính thần đạo. Dương Nghị Vân nghe lão cây liễu nói chuyện, hắn há có thể không rõ đạo lý này, nhưng lại cười khổ nói. Đạo lý ai đều hiểu, nhưng sáng tạo thần thông bí pháp, há là dễ dàng như vậy làm được. Nếu là ai đều có thể khai sáng thần thông bí pháp ra tới, đều thành tựu vô hạn. Ha ha, tiểu đệ đệ người khác được chưa tỷ tỷ ta không biết, nhưng là ngươi nếu là không được, kia đã có thể thật phế vật. Lão cây liễu ha ha cười nói. Ngươi, Dương Nghị Vân bị lão cây liễu câu này thiếu chút nữa sặc tử. Vừa muốn phản bác hết sức, lại nghe lão cây liễu sâu kín nói. Đừng quên tiểu tử ngươi tu luyện chính là thần đạo công pháp, khởi điểm tiềm lực liền so người khác đại ra một mảng lớn, lý luận thượng ngươi so người khác thành tựu thần đạo đại, công pháp đầu tiên không cần lo lắng, tiểu tử ngươi tu luyện công pháp tỷ tỷ ta tuy rằng không biết lai lịch, nhưng lại có thể cảm nhận được, tuyệt đối không phải tầm thường thần đạo công pháp. Mà tu luyện thần đạo công pháp lớn nhất bất đồng, đó là có thể hấp thu luyện hóa tiên giới bất luận cái gì trình tự lực lượng chuyển hóa thành thần đạo chi lực. Cùng là ở đại đạo hiểu được thượng muốn so tiên đạo tu luyện công pháp hiểu được cao siêu một tầng, cho nên ngươi là có rất lớn khả năng sáng tạo ra thuộc về chính ngươi thần thông bí pháp chiến kỹ từ từ. Thần đạo truyền nhân tại hạ giới khai tông lập phái, lập cũng không phải là đơn giản một cái tông môn truyền thừa, càng là muốn khai sáng một cái đại đạo truyền thừa. Như thế mới không phụ ngươi thần đạo truyền thừa, đây mới là chân chính khai tông lập phái. Mặt khác còn cho ngươi một chút nhắc nhở, sau này chiến đấu muốn ở ngươi thần thức cùng pháp lực thượng. Đồng thời hạ công pháp, thần thức ở nào đó góc độ tới nói, chính là đại đạo pháp tắc môi giới, chính là tiên giới pháp tắc lôi kéo,
nếu là ngươi có thể ở trong chiến đấu dùng hảo thần thức cùng pháp lực kết hợp, có khả năng phát huy ra uy lực cùng huyền diệu, há có thể là tiên giới sinh linh có thể ngăn cản có thể lý giải. Cái gọi là tiên giới pháp tắc, chính là đại đạo vô hình lực lượng, mà nhất cảnh giới đại đạo chính là thần đạo, người ngày sau tu luyện cần phải tìm đúng phương hướng, nhưng đừng đông một búa tây một cây gậy, người mang vô thượng thần đạo công pháp, người lại hoàn toàn không có đem thần đạo chi lực phát huy ra tới, nếu là bị truyền thụ ngươi người thừa kế, chẳng phải là phải bị tức chết. Dương Nghị Vân bị lão cây liễu nói sửng sốt, nhưng là ngẫm lại tựa hồ có đạo lý nga. Ý của ngươi là làm ta về sau không cần tu luyện người khác thần thông chiến kỹ từ từ, chính mình đi khai sáng. Nếu đúng là như vậy, Dương Nghị Vân liền cảm giác thực không đáng tin cậy. Tiểu tử ngươi có thể hay không đầu linh hoạt điểm, lão cây liễu cũng không tự xưng tỉ tỉ, nói chuyện có điểm không kiên nhẫn nói, không phải làm ngươi hiện tại cũng đừng tu luyện, là cho ra ngươi một cái ngày sau tu luyện mục tiêu đường bộ, đi sáng tạo thuộc về chính mình đồ vật, đi tìm đạo của mình, người khác thần thông chiến kỹ có thể dùng để phụ trợ, nhưng đừng trở thành toàn bộ. Lại nói đơn giản điểm, tiểu tử ngươi tu luyện thần đạo dễ dàng hiểu được sáng tạo ra thuộc về chính mình đồ vật, đây là thần đạo cao hơn tiên đạo căn bản, hiện tại nghe minh bạch không có. Mặt sau một câu lão cây liễu giống lên. Dương Nghị Vân nếu là còn nghe không rõ, đánh giá lão cây liễu liền phải tấu hắn, vội vàng gật đầu nói, minh bạch, minh bạch. Minh bạch còn chưa cút trứng, đừng quấy rầy tỉ tỉ thanh tu. Quả nhiên lão cây liễu táo bạo lên. Dương Nghị Vân vèo một chút, tiếp đón Hồng Y một tiếng, bay vọt hạ sơn điên, lại không đi hắn thật đúng là sợ lão cây liễu đánh, cái này lão biến thái kỳ thật thực khủng bố. Đi qua 10 năm nhiều, cũng không biết nhiếp hồn lão tổ bọn họ kiến tạo tiến hành thế nào. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, cùng Hồng Y cùng nhau hạ sơn. Nhưng là một sơn liền thấy được Yến Xích Hà ở dưới chân núi, thấy được Dương Nghị Vân xuất hiện vội vàng kêu lớn lên, chủ nhân ngài nhưng xuống núi, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Yến Xích Hà kêu to làm Dương Nghị Vân trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhiếp hồn lão tổ cùng Bảo Thuận Quang đâu? Chủ nhân nhiếp hồn lão tổ cùng Bảo Thuận Quang một cái bị thương một cái bị người bắt đi. Yến Xích Hà vẻ mặt sốt ruột nói. Dương Nghị Vân đôi mắt nhíu lại nói, rốt cuộc sao lại thế này, đừng có gấp nói rõ ràng. Yến Xích Hà hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu nói, chủ nhân là có chuyện như vậy, năm đó chúng ta sau khi ra ngoài, liền đi hỗn loạn tiên thành tìm kiếm kiến tạo cung điện nhân thủ, ngay từ đầu rất thuận lợi, tìm hơn 30 người, hơn nữa đều giao phó tiền trả trước. Chính là nhiếp hồn lão tổ nói, còn kém một cái chủ yếu kiến tạo thiết kế người, lúc sau chúng ta nghe được có một cái kêu Lục Bằng Bân là một cái cung điện kiến tạo đại sư, cấp rất nhiều tông môn kiến tạo quá cung điện, cho nên nhiếp hồn lão tổ liền chuẩn bị đi thỉnh cái này Lục Bằng Bân. Nhưng ai biết, chúng ta đi lúc sau, đụng phải đến từ một nhà đến từ hỗn loạn lĩnh vực ở ngoài người cũng không biết cái gì đường xưa, dù sao tự xưng là đến từ cái gì tiên giới đoạn cái gì gia tộc, nhưng là cũng không nghe Thái Thanh Sở. Tu vi là tiên vương hậu kỳ, nhưng bên người mang theo hai cường giả, nhìn không thấu cái gì tu vi, bọn họ cũng tới mời Lục Bằng Bân đi kiến tạo cung điện. Cố tình cái kia Lục Bằng Bân là cái tính cách cổ quái người, ngay từ đầu ai đến mặt mũi đều không cho, nhiếp hồn lão tổ trực tiếp liền lấy ra 5.000 cực phẩm tiên thạch, Lục Bằng Bân động tâm, đương trường đáp ứng đi theo chúng ta đi. Nhưng là lúc này cái kia họ Đoạn tiên nhân đột nhiên liền làm khó dễ, trực tiếp hạ lệnh bên người hai cái cao thủ. Mạnh mẽ bắt đi Lục Bằng Bân, hơn nữa nhiếp hồn lão tổ cũng bị cùng nhau chảo, một hồi chém giết nhiếp hồn lão tổ hắc giáp con rối cũng không ngăn trở, bị đối phương bị thương nặng bắt lấy. Bảo Thuận Quang cùng ta cũng hỗ trợ, kết quả Bảo Thuận Quang trực tiếp bị đối phương nháy mắt hạ gục ta. Ta tu vi thật sự quá thấp đối phương cũng chưa nhìn ở trong mắt, vung tay lên liền đem ta đánh bay trọng thương. Nhiếp hồn lão tổ cũng cho ta tới tìm chủ nhân, nửa đường đụng phải Phương Đông người sắt thiếu gia. Đem việc này nói cho Phương Đông thiếu gia lúc sau, hắn nói hắn đuổi theo cha, để cho ta tới tìm ngươi bảo tin, nửa tháng trước sự tình, ta rốt cuộc chờ đến chủ nhân ngươi xuất quan, chủ nhân hiện tại làm sao bây giờ? Yến Xích Hà tuy rằng nói chuyện sốt ruột có điểm loạn, nhưng là Dương Nghị Vân như cũng nghe minh bạch. Dựa theo Yến Xích Hà ý tứ, này 10 năm chung bọn họ vẫn luôn ở hỗn loạn tiên thành tìm kiếm kiến tạo cung điện các phương diện thợ thủ công, cũng tìm kiếm không sai biệt lắm, có 20-30 cái. Nhưng nhiếp hồn lão tổ lại nói yêu cầu một cái chủ yếu kiến tạo đại sư, Dương Nghị Vân lý giải chính là tổng thiết kế sư. Đến lúc đó tìm được rồi một cái kêu Lục Bằng Bân, nhưng kết quả gặp phải một cái ngoại lai họ Đoạn, đến từ hỗn loạn tiên vực ở ngoài tiên giới gia tộc người, cũng tới thỉnh Lục Bằng Bân,
ngay từ đầu Lục Bằng Bân đều cự tuyệt, nhưng là Nhiếp Hồn lão tổ sốt ruột lúc sau trực tiếp dùng tiền Nga không, là dùng tiên thạch tạp Lục Bằng Bân. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, 5.000 cực phẩm tiên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, Lục Bằng Bân đáp ứng rồi. Nhưng là, tài không ngoài lộ, Nhiếp Hồn lão tổ cố tình lộ tài. Chuyện này liền phức tạp. Kết quả chính là bị họ đoạn người, trực tiếp cướp bóc, cuối cùng tính cả Lục Bằng Bân Nhiếp Hồn lão tổ cùng nhau cấp bắt đi. Trọng điểm là, Bảo Thuận Quang bị đối phương đánh chết. Cái này làm cho Dương Mẫu Nhân rất tốt tâm tình, một chút rơi xuống đáy cốc. Lúc trước cùng Bảo Thuận Quang nhận thức, là bởi vì luyện đan đánh đố hắn thắng Bảo Thuận Quang nhìn lầm, tự nguyện nói là đi theo hắn trở thành hắn người hầu. Năm đó hắn tu vi còn không có Bảo Thuận Quang cao, nhưng ở tiên đan thành luyện tạo tiên minh thời điểm, Bảo Thuận Quang đối hắn cái này chủ nhân còn thật sự là thực không tồi, làm việc nhi tận tâm tận lực. Lần này càng là đi theo nhị sư huynh vượt qua ngàn năm mà đến, chủ động lưu tại bên người, phải cho hắn cái này chủ nhân xuất lực kiến tạo vân môn. Mà hắn đâu? Kỳ thật không đối Bảo Thuận Quang cái này trung thành tận lực người hầu đã làm chuyện gì, hiện tại. Bảo Thuận Quang lại bị người giết. Dương Mẫu Nhân cả người đều là che giấu không được sát ý phát ra. Hắn Dương Nghị Vân không phải cái gì tiên giới đầu sỏ, nhưng hắn người, không phải người nào đều có thể tùy tiện chảo tùy tiện giết. Yến Xích Hà xem như ba cái người hầu trung tu vi thấp nhất, còn hảo ôm lấy mệnh, nhưng nhìn qua Yến Xích Hà sắc mặt trắng bệch cũng có thể sợ, hắn bị thương không nhẹ, chạy về tới bảo tin. Hít một hơi thật sâu, Dương Nghị Vân hỏi, những cái đó tìm tốt thợ thủ công đâu? Đụng tới Phương Đông Thiếu Gia sau, Phương Đông Thiếu Gia đều an bài đến Đông Phương gia tộc đi, nói là chờ chủ nhân ngươi tới định đoạt. Yến Xích Hà nói, ngươi thả tu dưỡng chữa thương đi, ta đi một chuyến hỗn loạn tiên thành. Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian, một giọt sinh mệnh chi thủy cấp Yến Xích Hà ăn vào, chúc hắn chữa thương. Chủ nhân ta cùng ngươi cùng đi đi nuốt vào sinh mệnh chi thủy sau, Yến Xích Hà nói. Không cần, ngươi hảo hảo chữa thương, dư lại sự đừng động, ta đi hỗn loạn tiên thành. Nga đúng rồi, đem cái kia Lục Bằng Bân hoàn còn có họ đoạn mấy người hình ảnh cho ta ngưng tụ ra tới. Dương Nghị Vân ngẫm lại bổ sung, hắn muốn đi tìm người tính sổ, tự nhiên muốn nhận thức nhân tài hành. Ngưng tụ một người bộ dạng hình ảnh, đối tiên nhân tới nói một bữa ăn sáng. Chủ nhân ta đã sớm chuẩn bị tốt, nơi này còn có 38 cái kiến tạo thợ thủ công hình ảnh. Yến Xích Hà nói chuyện chung giao cho Dương Nghị Vân một khối ngọc giản. Dương Nghị Vân tiếp nhận thần thức đảo qua, liền thấy được mấy chục nhân ảnh giống, ghi lại trong óc sau, đối với Hồng Y tiếp đón một tiếng, Hồng Y đi rồi. Một bước bước ra biến mất ở Yến Xích Hà trong tầm mắt. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thần thức chung phát hiện, ở một gốc cây cổ thụ thượng ngủ gật Tuyết Miêu cùng thần ma điểu. Quả đen, Tuyết Miêu rời núi. Tiểu tử ngươi cuối cùng muốn rời núi, lão tử mỗi ngày ngốc tại nơi này đều mau mốc meo, đi đi đi, chạy nhanh đi ra ngoài đi một chút thần ma điểu toái toái niệm lên. Tuyết Miêu phát ra một tiếng miêu kêu, lại là nhảy dựng lên, dừng ở Hồng Y trên vai. Mà Hồng Y như cũ là giống một tôn điêu khắc, không hề gợn sóng. Vung tay lên, Dương Nghị Vân đem răng cưa điểu triệu hoán ra tới, hắn dù sao cũng phải có cái tọa kỵ mới được. Có thể so với tiên vương răng cưa vương đang ngồi cơ, tự nhiên thực thích hợp, hơn nữa phi hành tốc độ cũng mau. Tiếp đón Hồng Y cùng nhau ngồi ở răng cưa vương trên lưng, Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng, răng cưa vương phát ra một tiếng thét dài, bay lên phía chân trời. Ba ngày lúc sau Dương Nghị Vân đến hỗn loạn tiên thành, Đông Phương gia tộc. Dương Nghị Vân tới rồi Đông Phương gia tộc cổng lớn, liền thấy được Phương Đông người sắt hấp tấp chạy ra tới. Đây là Đông Phương gia địa bàn, hắn vừa xuất hiện trước tiên đã bị phát hiện, này không kỳ quái. Vân tử, Phương Đông người sắt chào hỏi. Người sắt có cái gì manh mối? Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng hỏi chuyện. Phương Đông người sắt biết Dương Nghị Vân hỏi cái gì, sắc mặt có chút lúng túng nói, đi thôi, đi vào trước lại nói, ta cũng là vừa trở về. Đang nghĩ ngợi tới đi tìm ngươi, hiện giờ ngươi đã đến rồi cũng hảo, ta đại sảnh tới rồi một ít tin tức, bất quá ra ra nói chuyện này nhi vẫn là làm ngươi quyết định, ngươi cũng đi vào nghe một chút ông nội của ta ý kiến lại nói. Hảo Dương Nghị Vân gật gật đầu, cũng không có ở truy vấn đi xuống, hắn hiện giờ cũng không phải mao đầu tiểu tử, hành sự ổn trọng rất nhiều, hơn nữa từ hắn ở lão cây liễu chỉ điểm hạ, thuận lợi thông trong cơ thể vài cổ lực lượng. Thần đạo chi lực luyện thành sau, khống chế năng lực mặc kệ trong ngoài đều cường rất nhiều. Hiện giờ sự tình đã xuất hiện, một chốc một lát sốt ruột cũng vô dụng, còn không bằng đi vào nghe một chút Phương Đông hảo ngọt ý kiến lại nói.
đi theo Phương Đông người sắt đi vào Đông Phương gia tộc đại sảnh, Phương Đông Hạo sáng sớm liền đang đợi chờ. Dương Nghị Vân bái kiến Phương Đông gia gia, nhìn thấy Phương Đông Hạo Thiên, Dương Nghị Vân như cũ cung cung kính kính hành lễ. Hảo hảo hảo, Vân tử tu vi đại tiến, thật đáng mừng, ở Đông Phương gia liền không cần khách khí, trở thành chính mình gia đó là, mau ngồi xuống đi. Ở Phương Đông Hạo Thiên nhãn chung, càng thêm đối Dương Nghị Vân thưởng thức, nguyền rủa nơi một hàng, hắn đã nghe tôn nhi Phương Đông người sắt giảng thuật qua, Dương Nghị Vân quả nhiên không phải phàm tục nhân vật, đi nguyền rủa nơi ngắn ngủn ngàn năm liền tu vi liền đạt tới tiên vương đại viên mãn chi cảnh, như vậy tốc độ tu luyện ở toàn bộ tiên giới cũng là lông phượng sừng lân. Trọng điểm là Phương Đông Hạo Thiên nghe tôn nhi Phương Đông người sắt nói qua Dương Nghị Vân nhị sư huynh thế nhưng là tiên giới tiên đế phong hào trung đệ nhất tồn tại kiếm đế sao trời tử sau, hắn chính là thực sự chấn động một đống. Hắn Phương Đông Hạo Thiên tuy rằng cũng là tiên đế phong hào trung nhân vật, nhưng tự nhiên cùng kiếm đế sao trời tử là vô pháp so, kiếm đế sao trời tử ở toàn bộ tiên giới kia cũng là vang dội nhân vật. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên là sao trời tử tiểu sư đệ. Nghe tôn nhi Phương Đông người sắt nói, dựa theo cách nói, Dương Nghị Vân còn có cái đại sư huynh cùng tiểu sư tỷ, như thế nghĩ đến, nhị sư huynh đều kiếm đế sao trời tử là tiên đế phong hào trung đệ nhất nhân, hắn đại sư huynh cùng tiểu sư tỷ tự nhiên cũng không phải là vô danh hạng người. Nghĩ lại Dương Nghị Vân sư phụ đâu? Lúc ấy nghe xong, Phương Đông Hạo Thiên tâm quả thực ở sông cuộn biển gầm. Quá không bình tĩnh, không nghĩ tới Dương Nghị Vân bối cảnh đại dọa người. Hiện tại đối Dương Nghị Vân liền càng thêm nhiệt tình, đặc biệt là Dương Nghị Vân vừa tiến đến trước tiên đối hắn hành trưởng bối lễ, làm Phương Đông Hạo Thiên tâm trung phi thường thoải mái, cười ha hả làm Dương Nghị Vân nhập tòa. Ba người nhập tòa sau, Dương Nghị Vân nhìn về phía Phương Đông người sắt, ý bảo hắn nói truy tia, a nhiếp hồn lão tổ bị trào tình huống. Phương Đông người sắt mở miệng nói, Vân tử ngày đó đụng tới Yến Xích Hà sau, liền đuổi theo đuổi, vẫn luôn đuổi tới hỗn loạn tiên vực ở ngoài hổ gầm tiên sơn. Tứ phương hỏi thăm rốt cuộc tia, a được, bắt đi Lục Bằng Bân cùng nhiếp hồn lão tổ chính là kêu Đoạn Làm gào thét, là tiên giới 10 đại gia tộc chi nhất Đoạn Làm việc nhà tộc hạch tâm đệ tử, tên đã kêu Đoạn Làm gào thét, tu vi nhưng thật ra không cao là tiên vương hậu kỳ. Nhưng hắn là Đoạn Làm việc nhà tộc tộc trưởng Đoạn Làm chữ nổi con thứ ba, bên người có hai cái tiên đế tồn tại, cho nên ta lui trở về tiến đến tìm ngươi thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Còn có Đoạn Làm việc nhà tộc là đại gia tộc. Có thể trở thành tiên giới 10 đại gia tộc chi nhất gia tộc, đều không phải đơn giản, một cái gia tộc chiếm cứ một cái tiên vực tiên sơn chính là không ít a, thế lực rất là khổng lồ, đối với Đoạn Làm việc nhà tộc gia gia tương đối hiểu biết, chuyện này gia gia ngươi cấp phân tử nói. Phương Đông người sắt nhìn về phía Phương Đông Hạo Thiên. Dương Nghị Vân nhìn về phía Phương Đông Hạo Thiên, chuẩn bị nghe một chút Phương Đông Hạo Thiên giảng thuật, nghe tới cái này Đoạn Làm việc nhà tộc đích xác không đơn giản. Một cái gia tộc có thể chiếm lĩnh một cái tiên vực, này đến là bao lớn gia tộc. Đích xác có chút khó giải quyết. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà lùi bước, bắt người của hắn, giết người của hắn, chuyện này tự nhiên không thể liền như vậy tính. Hiện tại nghe một chút Phương Đông Hạo Thiên giảng thuật, cũng là đối hắn kế tiếp hành sự một loại trợ giúp, biết người biết ta bách chiến bách thắng, cái này Đoạn Làm việc nhà tộc hắn là dỗi định rồi. Bảo Thuận Quang không thể bạch chết. Nói lên Đoạn Làm việc nhà tộc sau, Phương Đông Hạo Thiên cũng khó được ngồi thẳng thân mình, buông thu tay lại chén trà nói, Đoạn Làm việc nhà tộc xem như cự hỗn loạn tiên vực hàng xóm, dựa gần hỗn loạn tiên vực, người sắt trong miệng gào thét tiên sơn chính là hỗn loạn tiên vực cùng Đoạn Làm tiên vực chi gian giảm sóc mang, khoảng cách cũng liền 3.000 dặm. Tiên giới 10 đại gia tộc Đoạn Làm việc nhà tộc không tính dựa trước, nhưng cũng không rơi sau, danh liệt thứ 6, một cái gia tộc thành tựu một cái tiên vực. Ở tiên giới cũng liền 10 đại gia tộc có thể làm được. Hơn nữa không giống nhau chính là, Đoạn Làm việc nhà tộc đương đại tộc trưởng đó là phong hào tiên đế trung danh liệt thứ 5 tồn tại, cho nên Đoạn Làm việc nhà tộc không phải dễ chọc, càng có nghe đồn này đó tiên giới cổ xưa gia tộc nội tình không ngừng tại đây. Liền nói Đoạn Làm việc nhà tộc đi, theo ta được biết, chỉ cần tiên đế cấp bậc cường giả chính là vượt qua 20 người, tiên vương cấp bậc giả càng hơn lợi, thật đánh thật tiên giới đại tộc. Giống chúng ta Đông Phương gia bực này chỉ có thể xem như tiểu gia, cũng chính là ở hỗn loạn tiên thành có điểm danh khí, sau khi rời khỏi đây phóng nhãn toàn bộ tiên giới, Đông Phương gia tộc liền không đủ nhìn. Chính là Đoạn Làm việc nhà tộc lại là danh nghe toàn bộ tiên giới 10 đại liền ở chi nhất, quản lý một cái tiên vực, cung cấp với có được toàn bộ tiên vực lực lượng, một cái tiên vực đại tiên sơn vô số, lý luận thượng mỗi một tòa tiên sơn đều có tiên nhân tồn tại,
đều có môn phái tồn tại, như thế đó là có được toàn bộ tiên vực thế lực. Đương nhiên nói như vậy lên là có chút khoa trương, thật tính lên đoạn làm liền ở hạch tâm đệ tử là không nhiều lắm, phần lớn đều là bám vào đoạn làm việc nhà tộc lớn nhỏ thế lực, tự nhiên mà vậy liền xưng là đoạn làm việc nhà tộc thế lực, đắc đạo đoạn làm việc nhà tộc che chở, chờ đến đoạn làm việc nhà tộc dùng người thời điểm, bọn họ tự nhiên muốn xử lý, như thế nào cộng lại lên chính là khổng lồ vô cùng thế lực. Vân tử bắt đi người người hầu đoạn làm hổ gầm là đoạn làm việc nhà tộc tộc trưởng con thứ ba, bên người có hai cái tiên đế lúc đầu cao thủ bảo hộ, người tính toán làm sao bây giờ. Nếu là lấy ta xem, người đang ở thành lập vân môn lúc đầu, không bằng tạm thời nhẫn nhẫn, rốt cuộc. Hiện tại liền đối thượng không thích hợp. Phương Đông Hạo Thiên cuối cùng nói tương đối hàm xúc, kỳ thật chính là đang nói, không phải ta khinh thường ngươi, ngươi hiện tại tu vi còn chưa đủ tư cách cùng đoạn làm việc nhà tộc đối kháng. Dương Nghị Vân vừa muốn mở miệng, lại nghe Phương Đông Hạo Thiên tiếp tục nói, đương nhiên ngươi nếu có thể mời đến ngươi sư môn người hỗ trợ, vậy không thành vấn đề không lớn. Phương Đông Hạo Thiên bổ sung một câu, bởi vì hắn biết Dương Nghị Vân sau lưng đều là đại nhân vật, chỉ cần một cái kiếm đế sao trời tử đều đã là tiên giới vang dội một nhân vật, còn có những người khác đâu. Cho nên Phương Đông Hạo Thiên câu này bổ sung xem như cho Dương Nghị Vân một cái kiến nghị. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, lại một lần vừa muốn mở miệng hết sức, Phương Đông Hạo Thiên lại mở miệng nói, Nga đúng rồi, nếu là ngươi khăng khăng muốn đi đoạn làm tiên vực, lão phu liền bồi ngươi đi một tạo, đối thượng toàn bộ đoạn làm việc nhà tộc lão đầu lĩnh ta không phải đối thủ, nhưng nếu là đi gào thét tiên sơn, ta còn là không thành vấn đề. Phương Đông Hạo Thiên cũng biểu đạt ra chính mình thái độ. Dương Nghị Vân nghe xong là thực cảm động, Phương Đông Hạo Thiên ở rõ ràng biết đoạn làm việc nhà tộc cường đại dưới tình huống, vẫn là nói ra bồi chính mình cùng đi hổ gầm tiên sơn, tuy rằng nhằm vào chính là đoạn làm gào thét, không phải toàn bộ đoạn làm việc nhà tộc, cũng đủ để thuyết minh Phương Đông Hạo Thiên thành ý. Đủ Dương Nghị Vân cảm động. Bất quá hắn có chính hắn tính toán. Vân tử ngươi làm cái gì quyết định ta cũng duy trì, ta phía trước nói ngươi sáng tạo vân môn cho ta lưu vị trí, ta cũng chính là vân môn một phần tử, ta bồi ngươi đi. Phương Đông người sắt cũng đi theo nói ra. Một màn này Dương Nghị Vân phát hiện nghe vào Phương Đông Hạo Thiên trong tai sau, khóe miệng thẳng trừ trừ. Đối này Dương Nghị Vân kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, Phương Đông người sắt là Đông Phương gia tộc độc đinh, nếu là Phương Đông người sắt đi theo hắn đi hổ gầm tiên sơn chiêu chọc đoạn làm việc nhà tộc, Phương Đông Hạo Thiên là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hơn nữa hắn cũng sẽ không làm như vậy, hắn đem Phương Đông người sắt đương huynh đệ, Phương Đông Hạo Thiên đối hắn càng là có đề điểm chiếu cố tri ân, tự nhiên không thể làm Đông Phương gia tộc cái này độc đinh đi theo hắn đi mạo hiểm. Thật muốn là Phương Đông người sắt xảy ra chuyện gì, hắn đầu tiên trong lòng băn khoăn, cũng thực xin lỗi Phương Đông Hạo Thiên. Lại nói, hắn Dương Mỗ Nhân cũng là có ngạo cốt người, nếu là tiên giới một cái gia tộc hắn đều trị không được, còn nói cái gì sáng tạo tiên giới đệ nhất tông môn. Nhị sư huynh Ngưu Ích, đại sư huynh, tiểu sư tỷ đều sẽ không kém, ta cái này làm tiểu sư đệ, tự nhiên không thể lạc hậu. Phương Đông Hạo Thiên kiến nghị hắn viện binh, Dương Nghị Vân tạm thời là không nghĩ, còn không có chiến đấu liền viện binh. Hắn còn sợ sư huynh đám người chê cười hắn cái này tiểu sư đệ. Mới sẽ không đi viện binh. Ở hắn nghĩ đến, hắn ngay từ đầu lại không phải trêu chọc toàn bộ đoạn làm việc nhà tộc, chỉ là đi tìm giết Bảo Thuận Quang, bắt đi nhiếp hồn lão tổ đoạn làm hổ gầm tính sổ, còn không đến mức không có đánh trả nông nỗi. Đích xác nghe tới đoạn làm gào thét bên người có hai cái tiên đế lúc đầu cường giả bảo hộ, tiên đế nghe thực nghiêu, ở tiên giới tiên đế cấp bậc tiên nhân thật là cường giả, xem là hắn sợ sao. Hiện tại hắn để ý đều không để bụng sơ cấp tiên đế. Phương Đông Hạo Thiên lúc ban đầu kiến nghị là tạm thời ẩn nhẫn, nhưng hắn tính tình nhẫn được mới là lạ. Bảo Thuận Quang đều bị người bắt, nhiếp hồn lão tổ cũng bị bắt đi, bộ dáng này như thế nào nhẫn? Dương Nghị Vân trong lòng có tính toán. Cười cười mở miệng nói, Phương Đông gia gia yên tâm ta sẽ không sằng bậy. Nói xong nhìn về phía Phương Đông người sắt nói. Người sắt phía trước nhiếp hồn lão tổ bọn họ ở hỗn loạn tiên thành hoa tiên thạch tìm một ít kiến tạo cung điện người ở Đông Phương ra đi. Ngày đó gặp phải Yến Xích Hà sau hắn cho ta nói qua tình huống, những người này đều lấy quá tiên thạch, ta sợ không ai ước thúc bọn họ sẽ rời đi, liền an bài ở Đông Phương ra, tất cả đều ở, kỳ thật đều ký tiên hồn khế ước, những người này sẽ không đi. Phương Đông người sắt nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, như thế nói, cho ngươi một cái quan trọng nhiệm vụ. Mang theo những người này đi chúng ta vân môn căn cứ, ngươi thả chỉ huy bọn họ trước tiến hành cơ sở vân môn đại trận đã thành,
người cũng có, cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Dương Nghị Vân sau khi nói xong, lại nhìn về phía Phương Đông Hạo Thiên nói, Phương Đông gia gia nếu có thể, còn thỉnh hộ tống người sắt cùng những cái đó công kiên đi trước ta Vân Môn căn cứ, ta sẽ đi ra ngoài một đoạn thời gian, có không làm phiền ngươi tọa trấn một đoạn thời gian. Hảo, ngươi yên tâm ta tọa trấn nhất định sẽ không làm người quấy rầy Vân Môn xây dựng. Phương Đông Hạo Thiên một ngụm đáp ứng rồi, trong ánh mắt mang theo cảm kích chi tình, kỳ thật hắn minh bạch Dương Nghị Vân nơi đó là yêu cầu hắn tọa trấn, đã có đại trận, tự nhiên không cần người tọa trấn. Dương Nghị Vân nói như vậy chính là muốn cho hắn đi nhìn hắn tôn nhi Phương Đông người sắt mà thôi, đứa nhỏ này là cái giảng nghĩa khí người, Dương Nghị Vân muốn đi mạo hiểm, hắn tất nhiên đi theo đi, Đông Phương gia liền một cái độc đinh, hắn nhưng không hy vọng mất đi Phương Đông người sắt. Cho nên một ngụm đáp ứng, đối Dương Nghị Vân tràn ngập cảm kích. Ngay sau đó bổ sung nói, ta sẽ mang theo Đông Phương gia tộc một ít nhân thủ tiến đến, đảo cũng có thể giúp đỡ điểm vội. Như thế rất tốt. Vậy đĩa Dương Nghị Vân cảm tạ. Vân tử ngươi có phải hay không muốn một người đi đối phó Đoạn Làm Hổ Gầm, cố ý bỏ xuống ta? Phương Đông người sắt trừng mắt hỏi. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt tự làm chấn định nhẹ nhàng nói, ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Ta hiện tại một cái tiên vương như thế nào đi trêu chọc tiên giới 10 đại gia tộc chi nhất Đoạn Làm việc nhà tộc? Kia không phải đi tìm chết sao? Ta chỉ là đi hỏi thăm tin tức mà thôi, đến lúc đó ta sẽ đi sư môn viện binh. Mời ta nhị sư huynh tiến đến, so sánh với tới, ngươi nhiệm vụ nhưng thực trọng, Vân Môn cơ sở xây dựng liền giao cho ngươi, ta không hề ngươi nhưng đừng lười biếng, ha ha ha. Thật sự, Phương Đông người sắt vừa nghe, có chút tin. Dương Nghị Vân cố ý lộ ra ngươi ngốc tử biểu tình nói, lừa ngươi làm cái gì? Ta mới sẽ không đi chịu chết, chính là đi tìm hiểu một chút tình huống, đúng rồi đem gào thét tiên sơn địa phương cho ta xem. Phương Đông người sắt lúc này mới tin. Lấy ra bản đồ cấp Dương Nghị Vân xem. Ngày hôm sau Dương Nghị Vân mang theo Hồng Y Tuyết Miêu thần ma điểu rời đi, Đông Phương gia tộc đi trước Hổ Gầm Tiên Sơn, mà Phương Đông Hạo Thiên cùng Phương Đông người sắt mang theo những cái đó thợ thủ công cùng với Phương Đông liền ở thượng trăm hào người đi trước Hỗn Loạn Tiên vực trung tâm Vân Môn căn cứ. Dương Nghị Vân thừa kỵ răng cưa vương phi thiên dựng lên, ra Hỗn Loạn Tiên vực, tiến vào sao trời hải, trực tiếp đi trước Hổ Gầm Tiên Sơn. Hắn rời đi Đông Phương gia tộc sau sắc mặt liền âm trầm đáng sợ. Trên thực tế ở Đông Phương gia tộc thời điểm, chính là sợ Phương Đông người sắt lo lắng, hết thảy ý cười đều là ra vẻ nhẹ nhàng giả vờ, nhưng là hiện tại đã không có người, hắn cả người sắt y tán phát ra tới. Đoạn Làm việc nhà tộc. Trong lòng ở nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói ngươi là tiên giới 10 đại gia tộc, chính là tam đại thiên tôn thế lực, giết tiểu gia người, tiểu gia ta cũng muốn đem cho các ngươi chôn cùng. Ba ngày lúc sau Dương Nghị Vân dựa theo Phương Đông người sắt chỉ thị bản đồ đến, Hổ Gầm Tiên Sơn. Phi tiến Hổ Gầm Tiên Sơn lúc sau, Dương Nghị Vân thẳng đến đồi gió hú. Dựa theo Phương Đông người sắt điều tra, bắt đi Nhiếp Hồn Lão Tổ cùng Lục Bằng Bân, giết hại Bảo Thuận Quang Đoạn Làm Hổ Gầm liền tại đây tòa Tiên Sơn thế giới trung tâm Hổ Gầm Sơn Trang. Thân là Đoạn Làm việc nhà tộc trung tâm con cháu, Đoạn Làm việc nhà tộc tộc trưởng con thứ ba, Đoạn Làm Hổ Gầm độc chiếm một tòa Tiên Sơn cũng không kỳ quái. Đương nhiên ở Dương Nghị Vân xem ra bực này Tiên Sơn so với Tiên Đan Thành nơi kia chờ muốn tiểu sơn nhất hào, nội loại cũng là có thành trì tồn tại. Một đường phi hành mà đi, hắn thấy được rất nhiều thành trì. Tiên giới chính là như thế một tòa Tiên Sơn nhất thế giới. Tiên Sơn trong vòng chính là độc lập một phương thế giới, một tòa Tiên Sơn tự nhiên không tính cái gì, nhưng toàn bộ Đoạn Làm việc nhà tộc lại là có được toàn bộ tiên vực, một cái tiên vực Tiên Sơn đã có thể nhiều. Tiểu tiên vực mấy chục tòa tiên sơn là có, đại tiên vực mấy trăm hơn 1000 tòa tiên sơn cũng có. Ở tiên giới thành tựu tiên đế giả, đều có thể ở cuồn cuộn vô cùng biển sao chung kiến tạo thuộc về chính mình tiên vực, chẳng qua có thể sinh tồn tu luyện tiên sơn rất ít, phần lớn đều là hoang dã tiên sơn, không nói đến tiên nguyên thưa thớt, nội loại cho dù có sinh linh tồn tại cũng có cường đại hoang thú, rất nhiều kỳ thật đều là vô pháp sinh tồn sinh linh hoang phế tiên sơn. Như thế liền có rất nhiều tranh đoạt chém giết bùng nổ. Tranh đoạt tiên sơn, mở rộng sàn xe. Cái này tranh đoạt cũng là tranh đoạt tu luyện tài nguyên, bởi vì nhưng phương là tiên sơn trong vòng, có thể thích ứng sinh tồn sinh linh có tiên nguyên lực tiên sơn tất nhiên có thiên tài địa bảo. Cho nên chém giết chiến đấu rất nhiều. Mà toàn bộ tiên giới tới nói, được xưng có 3000 tiên vực, vô số tiên sơn, sinh linh đếm không hết, địa vực cuồn cuộn vô biên, nhưng như cũng có rất nhiều chém giết tồn tại, vì tu luyện tài nguyên chém giết. Lần này Nhiếp Hồn Lão Tổ bị bắt đi,
Dương Nghị Vân nghĩ đến thực hiển nhiên là bại lộ tài lực, không có bị giết chỉ là bị bắt đi, hiển nhiên đối phương mưu đồ chính là rất nhiều tiên thạch. Mặc kệ nói như thế nào lần này đều phải trước thu thập rớt cái này đồ bỏ đoạn làm hổ gầm xử lý hắn bên người hai cái tiên đế, lão bảo không thể bạch chết, Nhiếp Hồn lão tổ muốn cứu, Lục Bằng Bân cũng đều muốn. Đến nỗi bởi vậy mà trêu chọc toàn bộ đoạn làm việc nhà tộc, ha ha. Nhị sư huynh kia một phen lời nói đến nay rõ ràng trước mắt, sư phụ nói, muốn làm cái gì liền đi làm, chúng ta đều duy trì ngươi. Hiện giờ đi, tuy rằng lão nhân chưa thấy được nhưng hắn cũng coi như là có chỗ dựa người, sợ cái gì quỷ đoạn làm việc nhà tộc. Trong lòng nghĩ những việc này nhi, Dương Nghị Vân rốt cuộc nhìn đến tới rồi một tòa lâu đài giống nhau kiến trúc, hoàn toàn là kiến tạo ở một tòa núi lớn trên đỉnh lâu đài cổ, liếc mắt một cái nhìn lại cung điện thành đàn, hảo không khí phái. Dương Nghị Vân biết nơi này chính là lần này mục đích địa, hổ gầm sơn trang, phương đông người sát điều tia, a rành mạch. Hắn vốn dĩ muốn trực tiếp vọt vào đi, nhưng lại là cảm nhận được có đại trận bảo hộ, như thế lại cũng không thể tùy tiện xông vào. Vũ lực không thành vậy văn kiện đến đi. Chưa chừng tòa sơn trang này trong vòng còn có mặt khác cường giả đâu. Trà trộn vào đi đó là. Ý bảo răng cưa vương đi xuống, dừng ở một mảnh rừng rậm. Dương Nghị Vân đem răng cưa vương cùng Hồng Y Thu vào càn khôn hồ không gian, bằng không quá chói mắt. Bên người chỉ mang lên Tuyết Miêu cùng thần ma điểu liền hảo. Tuyết Miêu là có thể che giấu hơi thở cùng thân ảnh, tạp mao điểu nhìn qua chính là vẫn luôn không có bất luận cái gì hơi thở hắc quả đen, sẽ không khiến cho người lưu ý, thời điểm mấu chốt còn có thể tìm tạp mao điểu thương lượng một chút chú ý gì đó. Đến nỗi phương đông người sắt trong miệng lời nói, hổ gầm sơn trang gác nghiêm mật dễ dàng vào không được vấn đề. Với hắn mà nói nhưng thật ra không tồn tại. Tưởng đi vào một cái sơn trang mà thôi, cũng không khó. Hơn nữa hắn còn chuẩn bị đường đường chính chính đi vào. Dựa theo phương đông người sắt cung cấp tin tức, đoạn làm hổ gầm ở xây dựng thêm sơn trang, đồng dạng cũng ở đại lượng tuyển nhận kiến tạo đại sư, nếu không hắn cũng sẽ không tự mình chạy tới hỗn loạn tiên thành tìm Lục Bằng Bân. Cũng không biết đoạn làm hổ gầm ở kiến tạo cái gì, cư nhiên muốn đích thân chạy tới hỗn loạn tiên vực tìm Lục Bằng Bân. Dù sao Dương Nghị Vân biết chính mình có nắm chắc trà trộn vào đi. Ngẫm lại đảo cũng rất thú vị, đi vào tiên giới lúc sau, hắn kỳ thật đều không có chân chính ý nghĩa thượng cùng tiên giới tiên nhân đánh quá giao tế, không đi tiên giới du lịch quá, lần này trà trộn vào hổ gầm sơn trang đảo cũng coi như là một phen thể nghiệm. Thực bình dân có mễ có. Trong lòng như vậy tưởng tượng, Dương Mỗ Nhân cảm giác nhẹ nhàng nhiều, huýt sáo đi ra rừng cây nhỏ, hướng về hổ gầm sơn trang mà đi. Tiếp cận hổ gầm sơn trang đại môn 100 mét lúc sau, Dương Nghị Vân lại là thấy được phía chân trời phía trên không ngừng có cưỡi tàu bay, tỏa kỵ người một đội đội từ từ trên trời giáng xuống, đều dừng ở cổng lớn. Mà thông hướng đại môn đại đạo thượng cũng lục tục có người, thoạt nhìn còn không ít, liếc mắt một cái đảo qua đi hổ gầm sơn trang cổng lớn liền hội tụ 200-300 hào người bộ dáng. Trong tai cũng nghe tới rồi một ít nhỏ giọng nghị luận. Lưu môn chủ cũng tới. Đúng vậy. Gặp qua Dương môn chủ. Ai nha, Hoa cốc chủ, Đường đại gia, đều tới. Chư vị không thể tưởng được 3 năm trước đây từ biệt nhanh như vậy lại gặp mặt. Cũng không phải là sao, ai? Các ngươi nói ở như vậy đi xuống, chúng ta này đó tiểu môn tiểu phái nhưng làm sao bây giờ? Trước kia 10 năm bắt đầu làm việc một lần tiên thạch, hiện tại đều biến thành 3 năm thượng cống, hơn nữa một lần so một lần thượng cống muốn nhiều, còn như vậy đi xuống chúng ta tông môn đều liền phải phong sơn. Ai nói không phải, nghe nói đoạn làm hổ gầm ở sơn trang sau núi phát hiện một ngụm nhiệt linh tuyền thủy, này không cần bốn phía tu sửa một tòa thượng thừa tu luyện nhiệt linh tuyền thủy cung, các ngươi nói, hắn đoạn làm hổ gầm kiến tạo cung điện hưởng thụ, dựa vào cái gì muốn cho chúng ta đào tiên thạch, thích hợp đạo lý a. Hư, nhỏ giọng điểm đi, ai làm ta chờ là cửa nhỏ tiểu tông ở nhân gia đoạn làm việc nhà tộc phù hộ dưới đâu. Tình thế so người cường a, có thể có biện pháp nào? Đúng vậy. Lưu môn chủ nói cẩn thận, nghe nói lần trước, phía nam 10 tông liên hợp chống lại không thượng cống, bị đoạn làm hổ gầm trực tiếp phái ra đoạn làm việc nhà tộc thần hổ vệ đội cấp diệt tông, suốt 10 cái tông môn A, mấy chục vạn người bị thần hổ vệ đội cấp diệt sạch sẽ, cướp sạch không còn. Tê thần hộ hổ đội, kia không phải đoạn làm việc nhà tộc tổng bộ mới có sao? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi đừng quên, đoạn làm hổ gầm chính là đoạn làm việc nhà tộc trung tâm con cháu. Là đoạn làm việc nhà tộc tộc trưởng Tam Tử, nghe nói lần này hổ gầm sơn trang phát hiện nhiệt linh tuyền kinh động đoạn làm việc nhà tộc tổng bộ,
tổng bộ bên kia đều duy trì đoạn làm hổ gầm tu sửa một tòa tu luyện linh tuyển cung điện, cấp đoạn làm việc nhà tộc trung tâm hậu bối con cháu tu luyện chi dùng. Nhiệt linh tuyển thủy, chính là rèn luyện thân thể thượng thừa linh tuyển, nhưng tẩy tủy phạt mau, lợi hại hơn chính là, nghe nói linh tuyển bị phát hiện thời điểm, một chút toát ra tiên linh khí che kín toàn bộ đồi gió hú, nồng đậm trình độ, liền tính là hô hấp thượng một ngụm đều để được với 10 ngày tu luyện, bực này bảo địa bảo tuyển. Tự nhiên có thể được đến đoạn làm việc nhà tộc tổng bộ coi trọng, cho nên trực tiếp cấp đoạn làm hổ gầm phái tới một đôi thần hổ vệ đội, trấn thủ hổ gầm sơn trang. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua, đoạn làm việc nhà tộc thần hổ vệ đội nhưng bất phàm a, các đều là tiên vương đại viên mãn tu vi, càng có một đầu thần hổ làm bạn, có bí pháp khả nhân hổ nhất thể, tu vi thực lực bạo tăng, thẳng tới đế cảnh, lần này tới một tiểu đội tuy rằng chỉ có 12 danh, nhưng ở chúng ta nơi này xem như vang dội. Hơn nữa thần hổ vệ đội trưởng tất nhiên là tiên đế chi cảnh, này đó sát thần chính là đoạn làm việc nhà tộc trung kiên lực lượng, đều là từ thây sơn biển máu trung sát ra tới sát thần, so với cùng cảnh giới bản thân liền cao cường, nhưng vượt cấp chiến đấu, không dễ chọc không dễ chọc, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn đi kêu tiên thạch, coi như hao tiền miễn tai đi. Đừng nói nữa, tới cửa. Những người này thực hiển nhiên là hổ gầm tiên sơn các nơi tông môn chi chủ. Nhưng nghe lên bị đoạn làm hổ gầm liên tục trưng thu thượng cống ăn không tiêu, oán giận rất lớn, xem đoạn làm việc nhà tộc thế lực quá lớn, bọn họ chính là cừu không thể trêu vào, chỉ có thể nhắm mắt lại nhận. Này nhất ba người nhỏ giọng nghị luận kết thúc, tới rồi cửa thành lại là bị người đón đi vào. Dương Nghị Vân nghe được rõ ràng, trong lòng lại là ám niết một phen kêu, may mắn không tùy tiện vọt vào đi, nếu không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ cần những người này trong miệng thần hổ vệ đội tựa hồ liền không hảo chống đỡ. Càng đừng nói, hổ gầm sơn trang phát hiện nhiệt linh tuyển thủy, kinh động đoạn làm việc nhà tộc tổng bộ, tất nhiên sẽ phái tới cao thủ tọa chấn. Chính mình lần này chuẩn bị điệu thấp trà trộn vào đi xem ra là chính xác. Dương Nghị Vân đi đến cổng lớn, thấy được trên cửa lớn có dán ra tới bố cáo, tuyển nhận các loại kiến tạo thợ thủ công, kỳ thật chính là trận pháp sư, đoán tạo sư từ từ, rất nhiều người đều ở nhận lời mời, bởi vì đối bọn họ tới nói đổi gió hú khai ra giá cả rất cao. Những người này phần lớn đều là tán tu, tu vi cũng không cao không thấp, có kim tiên, đại la, hỗn nguyên, tiên quân tiên vương đâu có, chỉ là người sau tương đối thiếu điểm. Đương Dương Nghị Vân quan khán thời điểm một thân bạo a vang lên, hắc cái kia tóc bạc, người nhận lời mời cái gì lại đây bên này xếp hàng báo danh. Dương Nghị Vân chỉ chớp mắt lại là một người thân xuyên khôi giáp thượng có đầu hổ biểu thị đại hán mang theo duy trì trật tự, hướng hắn giống to đặt câu hỏi. Có lẽ là hắn một đầu tóc bạc quá chói mắt xuyên cớ, bị người theo dõi. Dương Nghị Vân sửng sốt, phục hồi tinh thần lại là cười cười mở miệng nói, ta là một người luyện đan sư, lại là không biết Quý Sơn Trang có cần hay không luyện đan sư. Luyện đan sư, thiệt hay giả, tiểu tử nơi này là hổ gầm Sơn Trang, đừng nhưng nói mạnh miệng, nếu không đánh cho tàn phế ngươi tin hay không. Tên này đại hán trừng mắt Dương Nghị Vân bộ mặt dữ tợn. Dương Nghị Vân không thèm quan tâm. Cũng không có cố ý che giấu chính mình tu vi, hắn chính là tiên vương đại viên mãn tu vi, nhưng nơi này là đoạn làm việc nhà tộc địa bàn, một cái tiên vương đại viên mãn đoạn làm việc nhà tộc nghĩ đến còn không bỏ ở trong mắt. Điểm này từ tên này đại hán gần là tiên vương đi ra ngoài liền dám đối với hắn gầm rú là có thể nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân cũng không trả lời, cười cười trong tay một phen, lại là lấy ra năm đó ở tiên đan thành luyện tạo tiên minh đinh hòa bình đám người thông qua khảo hạch sau. Từ luyện tạo tiên minh tổng bộ cho hắn xin tới luyện đan đại tông sư lệnh bài. Hắn nghĩ nếu nhị sư huynh đều nói luyện tạo tiên minh ở toàn bộ tiên giới đều nổi danh hào, cái này luyện đan sư lệnh bài hẳn là vẫn là dùng được đi. Quả nhiên, ngay sau đó đại hán nhìn đến Dương Nghị Vân trong tay lệnh bài sau, xin một túc, kết quả lệnh bài nghiệm chứng một phen, rồi sau đó cung kính vài phần còn cấp Dương Nghị Vân nói, tại hạ hổ gầm sơn trang hộ vệ đội trưởng đoạn làm mạnh mẽ, gặp qua Dương tiên sinh, vừa rồi mạo phạm. Còn thỉnh Dương tiên sinh thứ lỗi, thật sự là sắp tới chúng ta sơn trang đại lượng tuyển nhận nhân tài, tiến đến giả mạo người quá nhiều, cho nên nhiều có mạo phạm, Dương tiên sinh thứ lỗi. Lệnh bài thượng có tên, đoạn làm mạnh mẽ cũng gặp qua luyện tạo tiên minh lệnh bài, tự nhiên sẽ không sai, không thể tưởng được thật là luyện đan sư, vẫn là đại tông sư cấp bậc luyện đan sư, bực này nhân vật đi đến nơi nào đều là thượng tân, tự nhiên không dám chậm trễ. Dương Nghị Vân nhìn đoạn làm mạnh mẽ khách khí rất nhiều. Ha hả cười nói, không sao người không biết không tội, ta cũng là khắp nơi du lịch, nghe nói các người hổ gầm sơn trang ra hiếm thấy nhiệt linh tuyền, chính là nghĩ đến xem náo nhiệt,
lại là không biết các ngươi nhưng yêu cầu luyện đan sư. Đoạn Làm mạnh mẽ liên tục gật đầu nói, Dương tiên sinh nói đùa, bất luận cái gì thời điểm bất luận cái gì địa phương hướng ngài như vậy luyện đan đại tông sư đều là khan hiếm, chúng ta trang chủ đang lo mấy ngày nay không luyện đan sư đâu, mỗi ngày thúc giục ta tuyển nhận luyện đan sư đâu, ngài được đến tới chính là chúng ta Sơn Trang phúc tinh a, Dương tiên sinh mau mau tùy ta tiến Sơn Trang đi. Vậy làm phiền. Dương Mỗ Nhân vẻ mặt hiền lành cười, đi theo Đoạn Làm mạnh mẽ nghênh ngang tiến vào hổ gầm Sơn Trang. Đoạn Làm mạnh mẽ lại là không biết, hắn lần này chính là cho bọn hắn hổ gầm Sơn Trang mang vào được một cái sát tinh, mà không phải phúc tinh. Dương Nghị Vân đi theo Đoạn Làm mạnh mẽ đi vào hổ gầm Sơn Trang sau, Đoạn Làm mạnh mẽ mang theo Dương Nghị Vân đi vào một chỗ chỗ ở nói, Dương tiên sinh nơi này là Sơn Trang luyện đan điện, từ thượng một cái luyện đan sư đi ra tộc tổng bộ lúc sau, nơi này liền không xuống dưới, Dương tiên sinh ngài ở chỗ này chờ một lát, ta muốn đi cấp trang chủ bẩm báo một tiếng. Ngài vẫn là trăm năm tới cái thứ nhất tiến đến Sơn Trang luyện đan, tin tưởng nhất định sẽ được đến trang chủ hậu đãi. Đi thôi, có thể trông thấy hổ gầm Sơn Trang trang chủ phong thái tự nhiên là cực hảo cực hảo. Dương Mỗ Nhân cười tủm tỉm nói chuyện, chính là trong lòng lại là ở ấp ủ ý nghĩ xấu, hắn ước gì có thể nhìn thấy Đoạn Làm hổ gầm, đến lúc đó tìm cơ hội xuống tay gì đó chẳng phải là càng tốt. Hắn không nghĩ tới luyện đan sư cái này thân phận còn khá tốt dùng. Lần này nói không chừng có thể sử dụng luyện đan sư cái này thân phận, ở chỗ này làm một vụ lớn. Hổ gầm Sơn Trang nghe đồn là xuất hiện nhiệt linh tuyền thủy, ở Dương Nghị Vân xem ra khả năng chính là suối nước nóng đi. Điểm này nhưng thật ra có chút hâm mộ. Suối nước nóng a, trước kia chỉ có ở trên địa cầu mới có đồ vật, ngẫm lại thật là hoài niệm. Trong lòng tính toán không biết tiên giới suối nước nóng là cái bộ dáng gì, nếu có thể dọn đi. Hắn nhất định dọn đi Vân Môn, về sau mỗi ngày phao suối nước nóng, tìm tới mấy cái tiên nữ nhi cùng nhau chạy, tư. Ngẫm lại như vậy nhật tử mới là chân chính thần tiên nhật tử đi. Đầu óc ý, chờ Đoạn Làm mạnh mẽ sau khi rời khỏi đây, Dương Nghị Vân ngồi ở cung điện, vừa muốn thả ra thần thức xem xét một phen thời điểm, bỗng nhiên lại là vang lên bước chân thượng. Vừa nhấc đầu, Dương Mỗ Nhân tức khắc trong lòng một tiếng ngọa tào. Chỉ thấy tương lai hai cái tiên nữ. Một cái trong tay bưng mâm đựng trái cây, một cái bưng tiên tử, uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến. Hai cái tiên nữ thân xuyên màn lụa giống nhau quần áo, nào đó địa phương như ẩn như hiện, xem đến Dương Mỗ Nhân nói thẳng nước miếng. Lúc này trong đó một cái hơi hơi mỉm cười buông trong tay rượu bàn ở trên bàn nói, đại nhân thỉnh dùng. Nói chuyện trung cấp Dương Nghị Vân rót rượu. Ngạch, a, hào tích cảm ơn phản ứng lại đây Dương Mỗ Nhân vội vàng nói lời cảm tạ. Lại là làm thân xuyên màu xanh lá quần áo tiên nữ sợ hãi lên, vội vàng nói, đại nhân không cần khách khí, đều là thị vệ đội Đoạn Làm mạnh mẽ phân phó, muốn chúng ta tỉ muội chiếu cố thật lớn người, chúng ta tỉ muội chỉ là Sơn Trang hạ đẳng người hầu, đại nhân trăm triệu chớ có khách khí, nếu như bị thị vệ trưởng đại nhân biết được chúng ta tỉ muội đã có thể mất mạng. Dương Nghị Vân cái này có chút kinh ngạc, trong lòng nguyền rủa Đoạn Làm gào thét, tùy tiện ra tới hai cái mỹ diễm tiên nữ cư nhiên còn chỉ là Sơn Trang hạ đẳng người hầu. Bực này diễm phúc hắn cũng chưa hưởng qua, hạ đẳng người hầu đều như vậy mỹ diễm, cao đẳng sẽ trường gì dạng. Dương Nghị Vân tưởng tượng không ra. Hắn là người địa cầu, lớn lên ở Hồng Kỳ hạ, nhưng cho tới bây giờ không có gì quan niệm không đem ai đương người, liền tính là hắn trên danh nghĩa nhận lấy người hầu cũng trước nay không chân chính trở thành quá là nô bộc, không thói quen. Chính nói chuyện chung, một cái khác mặc quần áo trắng tiên nữ, xác thật cầm lấy một viên tiên quả. Trong tay quang mang chợt lóe lại là hơi nước xuất hiện đem tiên quả giặt sạch một bên cấp Dương Nghị Vân đưa qua, kỳ thật vốn dĩ chính là sạch sẽ, chẳng qua xem nàng thuần thục pháp lực động tác, hiển nhiên là thường xuyên rèn luyện kết quả, vì có thể là lễ nghĩa đi. Đại nhân thỉnh dùng, nhu nhược thanh âm truyền đến, làm Dương Mỗ Nhân xương cốt đều có thể mềm mại ba phần. Bên trái tiếp được tiên tử, bên phải tiếp được hoa quả tươi, một tả một hữu hai cái tiên nữ hầu hạ, thật sự là có chút không thích ứng. Bất quá cái này hiện tại không phải trọng điểm là Dương Nghị Vân vừa mới cảm ứng được tẩy tiên quả cái này tiên nữ phóng xuất ra pháp lực cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ, khống thủy thuật bất luận cái gì tiên nhân đều có thể làm được. Dương Mỗ Nhân phát hiện chính là cái này tiên nữ pháp lực không phải tiên lực, mà là yêu lực, hơn nữa không phải thú loại yêu lực, là cỏ cây yêu tu hơi thở. Một ngụm uống sạch tiên tử, buông chén rượu, cắn một ngụm vô danh tiên quả, nếm thử cũng chính là giống nhau tiên quả mà thôi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân híp mắt lại lần nữa đánh giá hai cái tiên nữ,
Trong mắt hắn này hai cái tiên nữ chính là thượng phẩm thiên tiên thực lực, xem như tiên giới thấp nhất cảnh giới, trách không được ở chỗ này làm người hầu nha hoàn nhân vật. Mở miệng hỏi, các ngươi không phải nhân tộc, là cỏ cây tinh quái một mạch đi. Thanh y tiên nữ mở miệng nói, hồi bẩm đại nhân, chúng ta thật là cỏ cây một mạch tu đạo thành tiên, ta là hoa lan thảo, hắn là bạch mộc thảo thành tiên. Dương Nghị Vân gật gật đầu, quả nhiên là như thế này. Có thuận miệng hỏi, lẽ ra tiên giới bất luận cái gì chủng tộc đều sẽ về cơ bản cố định địa vực tu luyện, cỏ cây tinh quái cũng coi như là yêu tộc, các ngươi như thế nào không đi yêu giới địa bàn, ngược lại ở nhân tộc Sơn Trang làm người hầu đâu. Dương Nghị Vân lời này một chỗ, hai cái tiên nữ đều là cả người run lên, sắc mặt đều vì này tối sầm lại là không có trả lời, màu xanh lá quần áo một cái dục muốn mở miệng, lại là bị một bên màu trắng một bộ một cái âm thầm lắc đầu ngăn lại. Dương Nghị Vân quan sát đến một màn này, lại là trong lòng sáng tỏ, xem ra có khác ẩn tình. Vừa muốn hỏi lại lời nói hết sức, ngoại môn lại là truyền đến một tiếng, cười ha ha nói chuyện thanh nói, ha ha. Dương tiên sinh ở xa tới đoạn làm gào thét chậm trễ thất lễ. Mà lúc này cấp Dương Nghị Vân rót rượu thanh y tiên nữ, lại là cả người đại chấn một chút, một không cẩn thận đem rượu sái lạc ở Dương Nghị Vân trên người. À đại nhân chớ trách. Nô tỳ đáng chết đại kinh thất sắc thanh y tiên nữ vội vàng cấp Dương Nghị Vân ý đổ sát quần áo. Dương Nghị Vân cười cười dừng tay nói, không sao không sao. Nói chuyện chung đứng lên, không để ý, hắn đứng dậy nháy mắt hai tròng mắt chung lại là sát ý chợt lóe rồi biến mất. Làm thanh y tiên nữ đem rượu chiếu vào trên người hắn đầu sỏ gây tội, hiển nhiên là bên ngoài vang lên tiếng cười to. Nhìn ra được tới, hai cái tiểu tiên nữ thực sợ hãi. Đoạn làm hổ gầm, đã sợ đến nghe tiếng biến sắc độc bộ. Dương Nghị Vân thấy được hai cái tiểu tiên nữ đứng ở một bên phát run bộ dáng, có chút đáng thương. Cùng thời gian theo thanh âm lạc bế, đoạn làm mạnh mẽ cung cung kính kính mang theo hai người đi đến, một già một trẻ. Niên thiếu nhìn qua chính là hơn 20 tuổi bộ dáng, trên mặt mang theo vui mừng cùng kiệt ngạo khó thuần, liền kém đôi mắt trường trán bộ dáng, thực hiển nhiên từ vừa rồi tự báo ra môn tới xem. Hắn chính là đoạn làm hổ gầm không thể nghi ngờ. Bởi vì dẫn đường đoạn làm mạnh mẽ cúi đầu khom lưng cung kính, mặt sau lão giả hơi thở cường đại lại là tiên đế lúc đầu tu vi, đi theo phía sau một bộ bảo tiêu tay đấm bộ dáng. Dương Nghị Vân híp mắt đôi mắt, chính là hai người kia a. Yến Xích Hà cho hắn hình ảnh đối thượng, chắp tay sau lưng đi vào tới thanh niên đúng là Yến Xích Hà hình ảnh trung đoạn làm hổ gầm, mà phía sau hắc y lão giả là hắn hai cái tiên đế thủ hạ một trong số đó. Còn có một cái lại là không có tới. Giết hại Bảo Thuận Quang hung thủ xuất hiện, bắt đi Nhiếp Hồn lão tổ cùng Lục Bằng Bân người. Ha ha! Dương Nghị Vân nhìn lại, đoạn làm hổ gầm quả nhiên chính là cái tiên vương hậu kỳ mà thôi. Giờ phút này giữa sân liền một cái tiên đế lúc đầu lão giả xem như cái đối thủ, Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ nếu không trực tiếp động thủ xử lý bọn họ. Trong lòng tính toán hết sức, lại là chi gian đoạn làm hổ gầm thân hình chợt lóe. Bá một chút nói thẳng thanh y tiên nữ trước người, giơ tay chính là một bạt tai. Bang! A! À, tiện tì, Dương tiên sinh là bản trang chủ khách quý, người như thế nào hầu hạ? Sái Dương tiên sinh một thân rượu. A! À, lại là đoạn làm hổ gầm động thủ một cái tát đem thanh y tiên nữ đánh ngã xuống đất. Trang chủ tha mạng, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ biết sai rồi. Ngay sau đó thanh y tiên nữ cùng bạch y quỳ xuống tiền chiết khấu xin tha. Hừ, nếu không phải xem ở mẫu đơn còn không có hóa hình, yêu cầu các ngươi này đó tiện tỷ phụng dưỡng, đã sớm cho các ngươi đương phân hóa học, bưng trà đổ nước tiểu nhị đều làm không tốt, muốn các ngươi gì dùng. Đoạn làm hổ gầm nói chuyện âm trầm trầm, làm Dương Nghị Vân nghe ra biến thái hương vị. Hắn nhìn ra được tới đoạn làm hổ gầm đây là cố ý tự cấp hắn lấy lòng, ngẫm lại trước kia Đinh Hòa Bình nói qua luyện đan sư ở tiên giới địa vị, hẳn là đoạn làm hổ gầm muốn mượn sức hắn hiệu lực. Cho nên thanh y đem rượu chiếu vào hắn trên quần áo, liền phải nổi trận lôi đình đi. Chính là làm như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm ác ngôn đoạn làm hổ gầm. Ngay sau đó lại nghe được đoạn làm hổ gầm lớn tiếng nói, thị vệ trưởng đem này hai cái tiện tỳ kéo xuống đánh chết làm phân hóa học, quét Dương tiên sinh hưng, đáng chết. Là, trang chủ, đoạn làm mạnh mẽ tức khắc tiến lên liền phải động thủ. Giờ phút này hai cái tiểu tiên nữ đều đã sắc mặt trắng bệch lên. Dương Nghị Vân lại là đôi mắt mị càng ngày càng cười, đem trong lòng sát ý đè ép đi xuống, cười ha ha nói, trang chủ cần gì tức giận, chỉ là sái chút rượu thủy mà thôi, cũng là Dương mẫu nhân nghe được vừa rồi trang chủ thanh âm,
trong lòng kích động muốn gặp đến trong truyền thuyết hổ gầm sơn trang trang chủ đoạn làm hổ gầm, trong lòng kích động đứng dậy, lúc này mới làm thị nữ sái lạc rượu trong người, mặc kệ các nàng sự, còn thỉnh trang chủ vòng qua các nàng một lần, nếu không ta Dương mẫu nhân chẳng phải là tạo sát nghiệt. Đoạn làm hổ gầm nghe được Dương Nghị Vân nếu này vừa nói, trong lòng phi thường thoải mái, ha ha cười nói, hảo, nếu Dương tiên sinh cấp hai cái tiện tỳ cầu tình, bản trang chủ liền vòng qua các nàng. Nói xong quát, hai cái tiện tỳ còn không cảm tạ Dương tiên sinh, sau này các ngươi hai cái liền lưu tại Dương tiên sinh bên người hầu hạ, không được chậm trễ, có nghe hay không? Là, nô tỳ biết được, cảm ơn Dương tiên sinh, tạ trang chủ. Hai cái tiểu tiên nữ cảm kích nhìn Dương Nghị Vân giống nhau, cuối cùng là tránh được một kiếp. Mà đoạn làm hổ gầm lúc này lại là nở nụ cười, thân thiết nhìn Dương Nghị Vân nói, Dương tiên sinh mau mau mời ngồi, đường xa mà đến, thật là chậm trễ, nghe thị vệ trưởng nói, Dương tiên sinh cố ý tới ta hổ gầm sơn trang hiệu lực. Đoạn làm hổ gầm phía trước nghe xong thị vệ trưởng đoạn làm mạnh mẽ hồi báo tới một cái luyện đan đại tông sư, nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi, luyện đan sư vốn là thưa thớt, đặc biệt là vẫn là luyện đan đại tông sư, ở tiên giới chính là hoa đánh đại giới cũng thỉnh không tới, hiện giờ cư nhiên chính mình chạy tới cửa tới một cái, đoạn làm hổ gầm tự nhiên cao hứng. Hắn là đoạn làm việc nhà tộc dòng chính con thứ ba, tự nhận là tự cho mình siêu phàm, đoạn làm việc nhà tộc tương lai tộc trưởng vị trí hắn mới là nhất thích hợp, đáng tiếc là con thứ ba, mặt trên còn có đại ca nhị ca, nhưng hắn cũng không phải không cơ hội, nếu là hắn bên người có thể có một cái luyện đan đại tông sư hiệu lực, tranh đoạt tộc trưởng bảo tỏa hy vọng đã có thể đại đại có hy vọng. Dương Nghị Vân không nghĩ tới đoạn làm hổ gầm như vậy trực tiếp liền hỏi ra tới, trong lòng cho hắn ba chữ đánh giá, nhị thế tổ. Nguyên bản hắn tính toán đương trường liền bạo khởi giết người, chính là đương hắn nhìn đến hai cái tiểu tiên nữ nhu nhược đáng thương bộ dáng, lại nghe được đoạn làm hổ gầm nói cái gì mẫu đơn, hơn nữa đoạn làm hổ gầm đối hắn không chút nào che giấu mời chào chi tâm sau, Dương mẫu nhân liền thay đổi chủ ý. Có lẽ lưu lại ở hổ gầm sơn trang bồi cái này nhị thế tổ chơi chơi, cũng là cái không tồi lựa chọn, chưa chừng còn sẽ có kinh hỉ chờ hắn. Dương Nghị Vân nghe được đoạn làm hổ gầm cuối cùng một câu nói chính là hiệu lực hai chữ, tức khắc cười, trong lòng âm thầm nói, cái này nhị thế tổ còn cùng tiểu gia song tâm nhãn tử. Ha ha, vậy chơi chơi lại như thế nào? Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân mở miệng nói, hổ gầm trang chủ khả năng hiểu lầm, ta chính là khắp nơi du lịch. Nghe nói hổ gầm sơn trang có cái gì nhiệt linh tuyền thủy, lúc này mới đến xem, đương nhiên cũng là nghĩ nếu có thể có cơ duyên ngôn tình thấy đó là tốt nhất bất quá, ta cấp thị vệ trưởng đề nghị là, nếu có thể làm ta nhìn xem nhiệt linh tuyền, ta nguyện ý vì quý sơn trang luyện chế đan dược. Dù sao Dương Nghị Vân cũng chưa nói hiệu lực hai chữ, xem như đánh thái cực, cấp đoạn làm hổ gầm lưu một cái chỉ hoãn đi, đương nhiên hắn cũng biết muốn đạt được đoạn làm hổ gầm tiên nhân sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tạm thời cùng cái này nhị thế tổ đánh đánh lời nói sắc bén đang xem. Ha ha ha, đoạn làm hổ gầm tức khắc cười ha hả, ngay sau đó nói, giống Dương tiên sinh bực này luyện đan sư, ta đoạn làm hổ gầm là cầu còn không được, đến nỗi tiên sinh trong miệng nhiệt linh tuyền, thật không dám giấu giếm, xác có việc này, nếu là tiên sinh có thể vì sơn trang luyện đan, làm tiên sinh tự mình đi thể nghiệm một phen đều là việc rất nhỏ. Hơn nữa, bất mãn tiên sinh nói, nhiệt linh tuyền chỉ là ta hổ gầm sơn trang một bảo chi nhất mà thôi, Dương tiên sinh nếu là có thể trường kỳ lưu tại sơn trang, vì sơn trang hiệu lực, đừng nói nhiệt linh tuyền, ta đến lúc đó sẽ cho tiên sinh chuyên môn tu sửa một tòa nhiệt linh tuyền điện, cùng tiên sinh tu luyện chi dùng, ta sơn trang nhiệt linh tuyền chi thủy tiên khí nồng hậu, nhưng rèn luyện nhưng tẩy tủy từ từ đối với ta bị tu luyện diệu dụng vô cùng, quả thật là thế gian chí bảo. Đương nhiên so sánh với nhiệt linh tuyền suối nguồn có một loại thế gian chân bảo. Kia mới là chân chính bảo vật, đối tiên sinh bực này luyện đan người tới nói, quả thực chính là vật báu vô giá, nếu là tiên sinh có thể lưu lại hiệu lực, ta nhưng đáp ứng tiên sinh đem kia chí bảo mỗi năm đưa tặng tiên sinh một phần, lại là không biết tiên sinh ý hạ như thế nào. Dương Nghị Vân nghe đoạn làm hổ gầm nói xong, trong lòng đại động, lại là không biết cái này nhị thế tổ nói chính là cái gì bảo vật. Bưng lên một ly tiên tử uống sạch một ngụm, rất có hứng thú hỏi, lại là không biết hổ gầm trang chủ lời nói thích hợp chí bảo. Đối chúng ta luyện đan sư tới nói vật báu vô giá, thứ ta mạo muội thật đúng là không nghe nói qua. Đoạn làm hổ gầm vẻ mặt tự hào đắc ý chi sắc, cười cười nói, liền biết tiên sinh không tin, tục ngữ nói tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, ta liền cấp tiên sinh nhìn xem, vật ấy rốt cuộc có thể hay không nhập tiên sinh pháp nhãn. Đoạn làm hổ gầm nói chuyện chi gian, trong tay một phen,
lại là có thổ hoàng sắc vầng sáng lập lòe một chút, ngay sau đó trong tay xuất hiện một viên ngón cái lớn nhỏ kết tinh, nhìn chính là trạng thái dịch ngưng tụ. Giờ khắc này, Dương Nghị Vân cảm thấy trên vai ngủ gật thần ma điểu chấn động, lại là truyền âm nói, thổ mộc kết tinh nhược kê đây chính là thứ tốt a, đích xác đối với luyện đan sư tới nói là vật báu vô giá, nghĩ cách lộng tới tay đi. Thần ma điểu truyền âm cũng có kích động. Dương Nghị Vân lại là trước nay chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua cái gì thổ mộc kết tinh. Nhịn không được truyền âm hỏi, nói rõ ràng điểm, này ngoạn ý có ích lợi gì? Thiên địa ngũ hành chi lực chính là đại đạo chi hòn đá tảng, là vạn vật cấu thành kịp thời, này thổ mộc kết tinh chính là ngũ hành chi thổ mộc tinh hoa, đại địa lực lượng tinh hoa chi thổ cùng cỏ cây tinh hoa chi mộc, muốn hình thành thổ mộc chi tinh thể, tất nhiên là phong thủy bảo địa, hội tụ đại địa chi lực cùng cỏ cây chi lực, dựng dục trăm vạn ngàn vạn năm thậm chí càng lâu mới có thể hình thành, trùng hợp cùng hai người kết hợp ở cùng nhau, này liền càng thêm không dễ dàng. Cho nên cực kỳ không dễ, này đã không phải bao lâu thời gian mới có thể hình thành vấn đề, yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa từ từ điều kiện mới có thể ở một phần vạn dưới tình huống hình thành thổ mộc kết tinh chi bảo. Thổ vì đại địa chi trung tâm, chủ vạn vật mà sinh, bao dung tâm cực kỳ cường đại, nói cách khác chính là kiêm dung hết thảy, mộc thuộc tính chính là sinh mệnh lực, tẩm bổ vạn vật đổi phát sinh cơ, khó được chính là hai người kết hợp ở cùng nhau, liền hình thành thế gian cường đại hoàn mỹ tổ hợp. Thổ mộc kết tinh sở dĩ nói đúng luyện đan sư tới giảng là vật báu vô giá, là bởi vì thổ mộc kết tinh bao dung tính không những có thể trung hòa hết thảy tiên dược thuộc tính, càng thêm có thể tăng lên đan dược thành suất, liền tính luyện chế bình thường nhất tầm thường đan dược cũng có thể chống rỗng đề cao tam thành phẩm chất, đích xác có thể nói đúng luyện đan sư tới nói thổ mộc kết tinh là chí bảo. Vứt bỏ luyện đan điểm này, trên thực tế có thổ mộc kết tinh nơi tay, đối với luyện khí chi đạo tới nói cũng đồng dạng sử dụng, luyện khí chi đạo mọi người đều biết. Khó nhất chính là luyện khí sư đụng tới tốt nhất tài liệu luyện hóa lại là xương cứng, thường thường rất nhiều luyện khí sư ngọn lửa hòa tan không được một ít kỳ thạch tài liệu, yêu cầu tiêu phí rất lớn sức lực cùng thời gian mới có thể hòa tan, nhưng một khi gia nhập một chút thổ mộc kết tinh vậy không giống nhau. Có thể nhẹ nhàng hòa tan chi, này ngoạn ý hoàn toàn có thể nói là giàu cao vạn kim, khả ngộ bất khả cầu bảo vật, cái này đoạn làm hổ gầm vì mượn sức ngươi, cư nhiên dễ dàng liền đem vật ấy lấy ra tới. Còn nói cho ngươi hổ gầm sơn trang có bực này chí bảo, quả nhiên là cái nhị thế tổ. Nếu là làm ngoại giới biết hổ gầm sơn trang xuất hiện thổ mộc kết tinh, cho dù là hắn là đoạn làm việc nhà tộc dòng chính con cháu, cũng sẽ đưa tới cường giả cướp đoạt nhìn trộm. Tiểu tử nghĩ cách đem này ngoạn ý lộng tới tay đi, hiếm có, nếu không có đoán sai, hổ gầm sơn trang tất nhiên còn có thổ mộc kết tinh, hơn nữa hẳn là còn không ít, hiện tại thoạt nhìn cái gì thu sửa nhiệt linh tuyển cung điện, đều là ngụy trang. Tám phần xây dựng rầm rộ, cái này đoạn làm hổ gầm là vì, cấp thổ mộc kết tinh nơi ra cố phòng ngự. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu truyền âm nói chuyện, ánh mắt càng ngày ánh trăng, trong lòng nhịn không được gật đầu, chuyện này cần thiết a. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân ra vẻ kinh ngạc thất thanh nói, thổ mộc kết tinh. Đoạn làm hổ gầm đối Dương Nghị Vân thất thố thực vừa lòng, cười gật đầu nói, Dương tiên sinh quả nhiên kiến thức bất phàm, không sai đúng là thổ mộc kết tinh. Hiện tại tiên sinh có bằng lòng hay không lưu lại cho ta sơn trang hiệu lực? Dương Nghị Vân cười cười nói, thổ mộc kết tinh đối chúng ta luyện đan sư tới nói, chính là tha thiết ước mơ bảo vật, có vật ấy ta luyện đan chi đạo tất nhiên có thể ở tiến nhanh một bước, còn có cái gì lý do không muốn đâu. Ha ha ha, hảo đoạn làm hổ gầm phá lên cười, thật cao hứng. Bất quá, ta chỉ đáp ứng làm sơn trang khách khanh, nhưng không làm người hầu. Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng bổ sung một câu. Tuy rằng là tạm thời tính chất ứng phó, còn là không hy vọng đoạn làm hổ gầm đối hắn khoa tay múa chân, khách khanh chính là cung phụng, chỉ xuất lực, có thể không nghe một ít vi phạm tâm nguyện mệnh lệnh, hơn nữa địa vị cũng cao. Nếu là người hầu vậy không giống nhau, phải bị trở thành cầu sai sử. Hắn xem đoạn làm hổ gầm bộ dáng, chính là muốn cho hắn bán mình giống nhau, này tự nhiên là không làm. Mà đoạn làm hổ gầm cũng thật là nghĩ như vậy, nghe được Dương Nghị Vân bổ sung. Hắn ngây ra một lúc trong lòng có chút không mừng, hắn yêu cầu tự nhiên là nguyện trung thành. Nhưng Dương Nghị Vân hiển nhiên không muốn, chỉ đáp ứng làm khách khanh. Lấy hắn đoạn làm việc nhà tộc thế lực thực lực, mời chào khách khanh không nói chơi, cũng không thiếu khách khanh, nhưng là Dương Nghị Vân là luyện đan sư, hơn nữa là đại tông sư cấp bậc, cái này bất đồng, tuy rằng không mừng, nhưng cũng không có biện pháp, hắn yêu cầu một vị cường đại luyện đan sư tại bên người. Đoạn làm hổ gầm nheo lại đôi mắt. Nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, thổ mộc kết tinh giá trị, tiên sinh hẳn là biết,
hơn nữa ta còn có thể cấp tiên sinh mỗi 5 năm vạn thượng phẩm tiên thạch bổng lộc. Di tích đi phía trước ta đoạn làm việc nhà tộc công pháp các xem công pháp 3 lần cơ hội, tiên sinh suy xét suy xét. Nếu chỉ là khách khanh nói, nhiều nhất cấp tiên sinh một viên thổ mộc kết tinh, mỗi năm 2 vạn thượng phẩm tiên thạch, đi trước ta đoạn làm việc nhà tộc công pháp các một lần cơ hội Nga. Dương Nghị Vân trên mặt cười, nhưng trong lòng lại là mắng, tiểu gia mới giá trị như vậy điểm tiên thạch a. Nhưng là ngoài miệng lại nói, trước làm khách khanh, mặt khác ngày sau đang nói, rốt cuộc ta cùng đoạn làm trang chủ ngươi cũng là vừa gặp mặt không phải. Đoạn làm hổ gầm biết luyện đan sư bực này người, đều có cổ quái xú tính tình, đang ngẫm lại Dương Nghị Vân nói cũng đúng, mới gặp mặt khiến cho nhân ra bán mình, có điểm không hiện thực, là chính hắn quá sốt ruột, trước làm khách khanh cũng hảo. Hắn tin tưởng ngày sau cái này Dương Nghị Vân sẽ từ khách khanh chuyển hóa thành hắn đoạn làm hổ gầm bên người một cái trung thực cầu, hắn có cái này tự tin. Nghĩ đến đây đoạn làm hổ gầm thoải mái, ha ha cười nói, hảo, liền y tiên sinh lời nói, từ giờ trở đi Dương tiên sinh chính là ta hổ gầm sơn trang khách khanh, kế tiếp hết thảy sự tình tiên sinh chỉ lo tìm thị vệ trường, có cái gì yêu cầu đều thỏa mãn tiên sinh, như thế tốt không? Dương Nghị Vân cười cười, rất tốt, vậy đa tạ trang chủ. Lại là không nghĩ tới đoạn làm hổ gầm cười khanh khách nói, tiên sinh trước đừng có gấp tạ, nếu tiên sinh là luyện đan đại tông sư, đoạn mỗ lại là muốn kiến thức tiên sinh luyện đan chi thuật, dùng tới này nhưng thổ mộc kết tinh luyện chế, cũng làm cho đoạn mỗ mở mắt, này thổ mộc kết tinh rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, không biết tiên sinh nhưng phương tiện. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh, hắn biết cái này nhị thế tổ đây là muốn khảo nghiệm chính mình luyện đan chi thuật, trên mặt mang theo tự tin, hơi hơi mỉm cười nói. Như thế cũng hảo, ta cũng muốn nhìn một chút này thổ mộc kết tinh không có không trong lời đồn đề cao phẩm cấp năng lực, lại là không biết trang chủ tưởng luyện cái gì đan dược. Nói chuyện bên trong Dương mẫu nhân bày ra vô cùng tự tin, ý tứ là luyện chế cái gì đan, ngươi đoạn làm hổ gầm định đoạt, tiểu gia ta làm ngươi tâm phục khẩu phục. Đoạn làm gào thét vừa thấy Dương Nghị Vân này cổ tự tin, cũng là sửng sốt, vốn dĩ hắn tới phía trước liền chuẩn bị tốt một đan phương, muốn khảo giáo Dương Nghị Vân. Rốt cuộc có phải hay không luyện đan đại tông sư? Hiện tại xem ra có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, ngẫm lại luyện tạo tiên minh ban phát luyện đan đại tông sư lệnh bài, thật đúng là không có người dám giả mạo. Nhưng là nên thử vẫn là muốn thăm dò thử, cười lớn một tiếng, vung tay lên một khối ngọc giản xuất hiện nơi tay nói, tiên sinh thỉnh xem, cái này đan phương chi đan, có không luyện chế ra tới. Dương Nghị Vân bất động thần sắc tiếp nhận ngọc giản, trong lòng mắng, ngươi thật đúng là không khách khí a. Giờ phút này lại là cũng phạm nói thầm, vạn nhất nếu là cái gì cổ quái đan phương, hắn luyện chế không ra đâu. Bất quá nói như thế nào, đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cũng chỉ có căng ra đầu xem ngọc giản. Thần thức đảo qua ngọc giản, Dương Nghị Vân lại là cả người chấn động, trong lòng sát ý chợt lóe rồi biến mất. Đều không phải là luyện chế không ra, mà là nội loại đan phương chính là ác độc vô cùng độc đan đan phương. Dương tiên sinh như thế nào? Có không có thể luyện chế ra tới? Đoạn làm hổ gầm hỏi. Không có vấn đề, chẳng qua Dương mỗ xem ra, bực này độc đan quá mức ác độc, luyện chế ra tới có thương tích thiên lý, trang chủ thật muốn luyện chế. Dương Nghị Vân híp lại đôi mắt hỏi. Ha ha ha, tiên sinh cứ việc luyện chế, thứ độc đan luyện chế ra tới, không phải dùng ở người một nhà trên người, khoảng thời gian trước chảo một cái xương cứng, bên người mang theo một cái thân thể vô cùng cường đại con rối, ta dùng này đan đi thử bọn họ. Hắc hắc, á thánh thân thể, lại là không biết này độc đan có không hòa tan được. Đoạn làm hổ gầm trong ánh mắt mang theo biến thái điên cuồng hòa hảo chơi quang mang từ nói. Dương Nghị Vân lúc này hai tròng mắt chung sát ý chợt lóe rồi biến mất, hắn một chút nghĩ tới nhiếp hồn lão tổ cùng hắc giáp, á thánh con rối, nhưng còn không phải là hắc giáp sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Nghị Vân không nghĩ tới đoạn làm hổ gầm luyện chế bực này độc đan thế nhưng là dùng để đối phó nhiếp hồn lão tổ cùng hắc giáp con rối, thật sự là làm hắn trong lòng sát ý nguyệt càng thêm tràn đầy. Chẳng qua lúc này hắn biết còn không thể cùng đoạn làm hổ gầm trở mặt, không phải thời cơ tốt nhất, còn không biết nhiếp hồn lão tổ bọn họ thế nào tình huống, muốn đem này đó hiểu biết rõ ràng mới được. Tiên sinh khả năng luyện chế ra tới, đoạn làm gào thét lại hỏi một câu. Dương Nghị Vân mở miệng nói. Tự nhiên không thành vấn đề, bất quá này chờ độc đan là cao giai đan dược, đều không phải là một chốc là có thể luyện chế ra tới, hơn nữa có vài loại độc thảo dược cũng là khan hiếm. Nói còn chưa dứt lời đã bị đoạn làm hổ gầm cấp ngắt lời nói, sở cần tài liệu tất cả đều bị tề, điểm này tiên sinh không cần lo lắng,
tiên sinh liền nói bao lâu thời gian nhưng luyện chế ra tới. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh một chút nói, độc đan không cần mặt khác đan dược, này đan nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể luyện chế mà thành, bất quá nếu là trang chủ trước mắt chỉ muốn nhìn một chút Dương Mỗ luyện đan chi thuật, đường trường ta liền trước cấp trang chủ luyện chế một lò bổ sung pháp lực tiên nguyên đan, một canh giờ đủ để, đến lúc đó trang chủ xem đan dược phẩm cấp tự nhiên là có thể biết được Dương Mỗ cái này luyện đan đại sư hư thật, đến nỗi độc đan cho ta một tháng thời gian. Một tháng lúc sau luyện chế mà thành, giao cho trang chủ, ý hạ như thế nào? Cái gì một tháng, kỳ thật đều là Dương Mỗ nhân thuận miệng nói bừa mà thôi, chân chính đi luyện chế, một ngày liền nhưng luyện chế mà thành, chỉ là hắn nhưng không nghĩ luyện chế ra độc đan sau bị đoạn làm hổ gầm cầm đi tai họa nhiếp hồn lão tổ cùng hắc giáp, cố ý kéo dài một tháng, tại đây một tháng trong vòng hắn cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Đối Dương Nghị Vân đề nghị, đoạn làm hổ gầm ngẫm lại cũng là, hắn lại không phải luyện đan sư. Tự nhiên không biết luyện đan yêu cầu bao lâu thời gian, nhưng là cũng biết một ít luyện đan sư luyện chế một lò đan dược có chút là phải tốn phí thời gian rất lâu, liền ở có cái đại tông sư cấp bậc luyện đan sư, lại một lần luyện đan rằng có suốt 3 năm, này cũng không kỳ quái. Dương Nghị Vân lời nói luyện chế độc đan một tháng, vậy một tháng đi, mở miệng nói, Đoạn Mỗ không phải không tin Dương tiên sinh, thật sự là muốn nhìn một chút đại tông sư luyện đan phong thái, một khi đã như vậy vậy y Dương tiên sinh lời nói. Trước luyện chế một lò tiên nguyên đan đi, cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nói xinh đẹp nhưng như cũ vẫn là muốn khảo giáo Dương Nghị Vân luyện đan bản lĩnh, rốt cuộc có phải hay không nguyên liệu thật. Hảo, nếu như thế, ta đây liền cấp luyện chế một lò tiên nguyên đan, Hảo kêu trang chủ chỉ điểm. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh, trước làm ngươi sống lâu mấy ngày, tiểu gia ta tưởng thỏa mãn ngươi dục vọng, đến lúc đó đánh bạo ngươi. Dương Nghị Vân dứt lời, trong lòng vừa động quá thượng đan lô xuất hiện. Trong tay một phách mở ra đan lô, ngọn lửa nơi tay bậc lửa đan lô. Ngay sau đó từng cây luyện chế tiên nguyên đan tiên dược tiến vào đan lô, bắt đầu luyện hóa lên. Một đầu đầu luyện đan pháp quyết hoa cả mắt đánh ra đi, làm một bên xem đến đoạn làm gào thét xem đến ánh mắt sáng lên, tuy rằng không hiểu đan đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra được tới Dương Nghị Vân là cái cao thủ, bởi vì hết thảy thủ pháp đều là liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi. Này cũng không phải là sớm chiều là có thể làm được. Nhất định là luyện tập không biết bao nhiêu lần mới có thể hình thành một loại bản năng. Cái này Dương Nghị Vân là cái luyện đan cao thủ. Đoạn làm hổ gầm trong lòng nói thầm. Ngắn ngủn không đủ 10 phút, Dương Nghị Vân liền đem tiên dược tinh luyện hoàn thành, đem đoạn làm hổ gầm cấp một viên thổ mộc kết tinh đầu nhập vào đan lô luyện hóa. Lúc sau bắt đầu ngưng kết. Kỳ quân đan đạo cường đại nhất chính là rèn luyện, Dương Nghị Vân có thể rèn luyện 9 lần, đem tiên dược tạp chí rèn luyện đến cơ hồ hoàn mỹ trình độ. Phẩm chất tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa một viên thổ mộc kết tinh kiêm dung tính trung hòa phương nào dược hiệu thuộc tính cân bằng độ, lại một lần làm phẩm chất tăng lên, đạt tới cực hạn trình độ. Mấy trăm nói thành đan tay quyết đánh xong, Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, đan thành, thu. Oanh! Nháy mắt 9 viên chói mắt vô cùng đạm kim sắc tiên dược từ quá thượng đan lô trung bay ra tới, Dương Nghị Vân sớm đã có chuẩn bị, vung tay lên đem 9 viên đan dược thu ở trong tay. Đan dược nơi tay trước tiên, Dương Nghị Vân chính mình đều là sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới bình thường nhất thiên nguyên đan cư nhiên lại một lần đã tăng lên phẩm chất. Bản thân ta có kỳ quân đan đạo chi thuật là có thể đem thiên nguyên đan phẩm chất rèn luyện đến lớn nhất hóa, nhưng hiện tại lại tăng lên, hiện tại nghĩ đến chính là thổ mộc kết tinh công hiệu. Vốn dĩ thiên nguyên đan tới lớn nhất hóa nhan sắc là thuần tịnh màu trắng ngà không có một tia tạp chí tồn tại, nhưng hiện tại là có đạm kim sắc cơ hồ là trong suốt giống nhau. Mặt trên còn xuất hiện cuốn vân giống nhau đan hỏi văn, đây là như thế nào phẩm cấp Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết. Bất quá tất nhiên là tốt phương hướng, là siêu cực phẩm thiên đan. Tổng cộng 9 viên, Dương Nghị Vân lấy ra một viên đưa cho đoạn làm hổ gầm, dư lại 8 viên tất cả đều cất vào đan dược phẩm chung. Trang chủ thỉnh xem qua Dương Nghị Vân nhìn đã mở to hai mắt nhìn đoạn làm hổ gầm, cười khanh khách đưa qua đi nói. Đoạn làm hổ gầm nhìn Dương Nghị Vân đưa qua thiên đan. Duỗi tay run rẩy kết quả, hắn tuy rằng là nhị thế tổ, nhưng lại là xuất thân tiên giới 10 đại gia tộc con cháu, kiến thức bất phàm, tự nhiên nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân luyện chế tiên nguyên đan đã siêu cực phẩm. Này trong đó cố nhiên có thổ mộc kết tinh công lao, khá vậy đầy đủ thuyết minh Dương Nghị Vân thật là chân chính luyện đan đại tông sư, thậm chí là đại gia. Hắn thủ hạ người cũng dùng thổ mộc kết tinh luyện chế quá tiên nguyên đan, xem căn bản là không đạt được bực này phẩm chất. So sánh với tới quả thực chính là rác rưởi.
Đoạn Làm Hổ gầm biết hắn gặp phải chân chính luyện đan đại gia, ấn tiên đan nuốt khẩu nước miếng trực tiếp một ngụm nuốt đi xuống. Oanh! Thuần tịnh đến có thể trực tiếp hấp thu đều không cần luyện hóa đan dược chi lực, ở trong cơ thể nổ tung, ba lượng hạ đã bị hấp thu, tuy rằng chỉ là bổ sung pháp lực đan dược, nhưng Đoạn Làm Hổ gầm lại là cảm nhận được hắn tu vi thế nhưng có ẩn ẩn tăng trưởng, này quả thực là nghe sợ nghe hỏi sự. Trong lòng nghĩ nếu cấp Dương Nghị Vân cung cấp cũng đủ tiên dược cùng đan phương, hắn có lẽ có thể hai nơi càng thêm cao cấp tăng lên tu vi tiên đan tới. Đoạn Làm Hổ gầm trong lòng thực khiếp sợ, một lát sau, bỗng nhiên mở hai mắt, đình chỉ trong cơ thể pháp lực vận chuyển, nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm, lại là hai tròng mắt trung tràn ngập cực nóng tinh quang. Dương tiên sinh thật là, luyện đan đại gia, Đoạn Làm Hổ gầm phía trước nhiều có mạo phạm, còn thỉnh Dương tiên sinh thứ lỗi. Ngày sau tiên sinh chính là ta Hổ Gầm Sơn Trang đệ nhất khách khanh, trừ bỏ ta ở ngoài, tiên sinh đương vì Sơn Trang đệ nhất nhân, có cái gì yêu cầu tiên sinh cứ việc mở miệng, quá mấy ngày ta sẽ tìm người đưa tới tiên dược cùng đan phương, còn muốn làm phiền tiên sinh hỗ trợ luyện chế tiên đan. Đoạn Làm Hổ Gầm cái này đem Dương Nghị Vân coi là thiên nhân, hắn cảm giác có Dương Nghị Vân, hắn khoảng cách tộc trưởng vị trí một chút kéo vào một mảng lớn. Muốn cho Dương Nghị Vân cho hắn luyện chế tăng lên tu vi tiên đan. Làm hắn đột phá đến tiên đế, đến lúc đó hắn nhưng thật ra muốn nhìn lão đại cùng lão nhị còn lấy cái gì tới cùng hắn tới tranh tộc trưởng vị trí. Đoạn Làm việc nhà tộc có một đế cấp cổ xưa đan phương, đáng tiếc vẫn luôn không ai có thể luyện chế ra tới, Dương Nghị Vân lại làm hắn thấy được hy vọng, không được, muốn lập tức phái người đi gia tộc đem đan phương từ phụ thân trong tay muốn tới. Trang chủ khách khí, ngày sau còn cần trang chủ chiếu cố nhiều hơn mới là. Dương mẫu nhân hư tình giả ý một phen. Tiên sinh, không biết ngài trong tay dư lại tiên đan, Đoạn Làm Hổ gầm biết bực này tiên đan là thứ tốt, cầm đi một viên cấp gia tộc, phụ thân mới có thể đem cái kia đan phương cho hắn, cái này tự nhiên đem chủ ý đánh vào Dương Nghị Vân trên người. Đối này, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, sâu kín nói, trang chủ này một lò đan dược chính là Dương mẫu nhân ta chính mình xuất tiền túi luyện chế mà thành, đương nhiên dùng hết một viên trang chủ thổ mộc kết tinh, ta cũng cho trang chủ một viên đan dược, cũng coi như huề nhau đi. Dương mẫu nhân ý tứ thực minh bạch, ta chính mình tiêu hao tiên dược cũng không thể bạch tiêu hao, muốn nói, người dù sao cũng phải có điều tỏ vẻ đi. Ta là ta hồ đồ, tiên sinh lời nói cực kỳ, không thể làm tiên sinh có hại, nơi này là trước mắt thu thập ra tới 6 viên thổ mộc kết tinh, còn hy vọng tiên sinh đem dư lại tiên đan một trọi một đổi với ta 6 viên. Đoạn Làm Hổ gầm trong tay một phen lấy ra 6 viên ngón cái tiểu nhân thổ mộc kết tinh. Dương Nghị Vân tức khắc cười. Hắn biết này bút mua bán kiếm lớn, vung tay lên 6 viên tiên đan xuất hiện cùng Đoạn Làm Hổ gầm trao đổi thổ mộc kết tinh. Trong lòng lại là cười lạnh nói, chờ tiểu gia thăm dò rõ ràng tình huống sau, tất nhiên tận diệt ngươi sở hữu thổ mộc kết tinh. Mà Đoạn Làm Hổ gầm cũng nở nụ cười, hai tròng mắt trung tinh quang lấp lánh, lại là cũng ở tính toán cái gì. Hai người xem như các mang ý xấu. Một cái ở tính kế một cái, bất quá kết quả là rốt cuộc là ai tính kế ai. Thật đúng là khó mà nói, nhìn qua đều cười ha hả giai đại vui mừng, không nghĩ tới đều có tính toán. Trong tay còn dư lại 2 viên, Dương Nghị Vân chính là không nhiều lắm cấp Đoạn Làm Hổ gầm, hai người cười ngâm ngâm hoàn thành một lần giao dịch. Theo sau Đoạn Làm Hổ gầm nói, nếu như thế Dương tiên sinh, ta còn có việc liền cáo lui trước, có cái gì yêu cầu cứ việc cấp thị vệ trưởng nói, tháng này liền làm phiền tiên sinh trước luyện chế độc đan. Dương Nghị Vân cười cười, hảo thuyết hảo thuyết. Đoạn Làm Hổ gầm xoay người rời đi sau, giữa sân dư lại thị vệ trưởng cùng hai cái tiểu tiên nữ, đương nhiên Đoạn Làm Hổ gầm để lại luyện chế độc đan tài liệu. Đến nỗi thị vệ trưởng lại nói tiếp là lưu lại cho chính mình trợ thủ, nhưng Dương Nghị Vân biết càng nhiều có lẽ là Đoạn Làm Hổ gầm an bài xuống dưới giám thị chính mình. Này không thể được, trong mắt vừa chuyển, Dương Nghị Vân nhìn về phía thị vệ trưởng Đoạn Làm mạnh mẽ, phiên tay cầm ra một viên vừa rồi luyện chế tiên nguyên đan đạo, mạnh mẽ huynh đệ. Hôm nay ở đây đều tính có duyên, này viên tiên đan coi như là lễ gặp mặt đi, xin hãy nhận lấy. Đoạn Làm Hổ gầm đôi mắt đại lượng ngơ ngác nhìn Dương Nghị Vân nói, Dương tiên sinh cho ta. Tự nhiên, tuy rằng một viên có điểm thiếu, nhưng còn hy vọng mạnh mẽ thị vệ trưởng không cần ghét bỏ, sau này mọi người đều muốn cùng nhau cộng sự, có cơ hội Dương mỗ đơn độc cấp thị vệ trưởng luyện chế một lò đan dược. Dương mỗ nhân bắt đầu thu mua nhân tâm, trong tay có tiên đan. Hắn tin tưởng không khó. Quả nhiên Đoạn Làm mạnh mẽ sắc mặt mừng như điên lên, lại là có chút ngượng ngùng nói, này. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nói chuyện chung lại là đã vươn tay,
cướp đoạt giống nhau đem này viên tiên đan lấy ở trong tay, sợ Dương Nghị Vân đổi ý. Vừa mới Dương Nghị Vân luyện đan cùng trang chủ đoạn làm hổ gầm chi gian nói chuyện hắn chính là đều xem ở trong mắt, tự nhiên biết Dương Nghị Vân luyện chế ra tới tiên đan bất phàm, đối với tiên đan ai lại không nghĩ muốn. Đặc biệt là Dương Nghị Vân nói về sau còn có thể cho chính mình đơn độc luyện chế một lò đan dược, cái này làm cho đoạn làm mạnh mẽ trong lòng đối Dương Nghị Vân hảo cảm cọ 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 bạo trướng. Ha ha, nhận lấy đi, đừng khách khí. Dương Nghị Vân nở nụ cười. Cảm ơn Dương tiên sinh cảm ơn. Sau này tại đây trong sơn trang có cái gì yêu cầu ta đoạn làm mạnh mẽ làm Dương tiên sinh trực quan mở miệng đó là, tuyệt đối không hai lời. Đoạn làm mạnh mẽ vỗ ngực nói chuyện. Như thế vậy đa tạ Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ, ngay sau đó còn nói thêm, ai nha hôm nay lên đường mà đến cũng có chút mệt mỏi, ta muốn cho các nàng hai cái bồi ta nghỉ ngơi một ngày, dưỡng đủ tinh thần ngày mai ở bắt đầu luyện độc đan, không biết mạnh mẽ thị vệ trưởng cho rằng có không. Dương Nghị Vân nói chuyện ngón giữa chỉ hai cái tiểu tiên nữ. Đoạn làm mạnh mẽ nghe Dương Nghị Vân nói chuyện ngây người, thực mau phản ứng lại đây, ha ha cười nói, Dương tiên sinh dây nhân nhi, minh bạch, tàu xe mệt nhọc lý nên hảo hảo nghỉ ngơi, đến nỗi luyện đan việc tiên sinh tự nhiên nhìn an bài, có cái gì yêu cầu tiên sinh cứ việc tìm ta. Đoạn làm mạnh mẽ cười xấu xa nói xong, quay đầu nhìn về phía hai cái tiểu tiên nữ nói, tiểu thanh tiểu bạch, hảo hảo hầu hạ tiên sinh, nhưng đừng ở sai lầm, nếu không trang chủ không tha cho các ngươi. Là, hai cái tiểu tiên nữ sắc mặt trắng bệch theo tiếng. Dương tiên sinh ta liền không quấy rầy, ngày mai lại đến. Đoạn làm mạnh mẽ được tiên đan trong lòng không tồi, cũng nghĩ trở về dùng thử xem. Đi thong thả Dương mẫu nhân cười nhìn theo đoạn làm mạnh mẽ rời đi. Ngay sau đó hắn đối ẩn thân trung Tuyết Miêu truyền âm hạ lệnh nói, Tuyết Miêu đi tìm ra nhiếp hồn lão tổ giam giữ nơi, tìm được sau không cần rút dây động rừng, trở về nói cho ta. Miêu đã biết chủ nhân, âm thầm ẩn thân Tuyết Miêu truyền âm trả lời một thân đi ra đại môn. Dương Nghị Vân cũng yên tâm Tuyết Miêu, vừa rồi Tuyết Miêu liền giấu ở đại điện chung, nhưng là đoạn làm hổ gầm cùng hắn bên người Thiên Yến Thành không có phát hiện, này thuyết minh Tuyết Miêu ẩn nấp thiên phú rất cường hãn, làm Tuyết Miêu âm thầm đi tìm nhiếp hồn lão tổ nhưng thật ra thực thích hợp. Hô, cuối cùng là chi đi rồi đoạn làm mạnh mẽ. Cái này Dương Nghị Vân mới ngồi xuống, bưng lên chén rượu đi uống rượu, giảm bớt một chút căng chặt thần kinh, nói thật bực này ngụy trang ứng phó rất mệt tâm, kết quả cầm lấy chén rượu lại là không ly. Ngay sau đó nhìn về phía Tiểu Thanh nói, vừa rồi đoạn làm mạnh mẽ kêu các ngươi Tiểu Thanh Tiểu Bạch, ta cũng như vậy kêu các ngươi đi, Tiểu Thanh cho ta đảo chén rượu đi. Đối này hai cái tiểu tiên nữ Dương Nghị Vân vẫn là rất đồng tình, hôm nay nếu không phải hắn ngăn đón nhất định sẽ bị đoạn làm hổ gầm cấp xử tử, bất quá nói trở về, cũng là bởi vì hắn dựng lên. Cứu là hẳn là. Dương Nghị Vân nói một tiếng rót rượu, làm Tiểu Thanh trong lòng phát run vội vàng tiến lên cấp Dương Nghị Vân rót rượu. Trong ánh mắt có chút phức tạp, vừa rồi Dương Nghị Vân đối đoạn làm mạnh mẽ nói những lời này đó nàng lại há có thể nghe không rõ. Các nàng này đó tiểu nữ yêu bị chộp tới hổ gầm sơn trang, hoàn toàn là chính là dùng để giải trí, cho nên đương Dương Nghị Vân đối đoạn làm mạnh mẽ nói ra kia một phen lời nói thời điểm, Tiểu Thanh trong lòng chính là một mảnh tuyệt vọng, tựa hồ đã thấy được chính mình cùng Tiểu Bạch vận mệnh. Lại nói tiếp nàng cùng Tiểu Bạch có thể kiên trì đến bây giờ là bởi vì tu vi quá thấp, nếu không cũng sớm xong rồi. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ vẫn là trốn bất quá đi. Bất quá Tiểu Thanh ngẫm lại Dương Nghị Vân vừa rồi vì các nàng cầu tình, cũng coi như là ân cứu mạng, coi như là báo ân, cũng không có gì, nhìn người khác vẫn là không tồi. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền thoải mái nhiều. Dương Nghị Vân lại là không biết hắn ứng phó đoạn làm mạnh mẽ một phen lời nói, làm Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hai cái tiểu tiên nữ trong lòng hiểu sai, lúc này uống xong một chén rượu. Mới phát hiện Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch trên mặt có chút không thích hợp. Vừa muốn hỏi các ngươi hai cái làm sao vậy? Không nghĩ tới ngay sau đó Tiểu Thanh một cái hành động lại là làm hắn mở to hai mắt nhìn, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tiểu Thanh buông bầu rượu, vung tay lên, trên người quần áo rầm một chút rơi xuống, tức khắc xích quả quả hiện ra ở trước mặt hắn, mang theo vài phần thẹn thùng vài phần đau thương nói, tiên sinh chúng ta hầu hạ ngươi. Đình! Dương mẫu nhân phản ứng lại đây sau vội vàng kêu đình, bằng không bên kia Tiểu Bạch cũng muốn xích quả quả, hắn ngẫm lại liền minh bạch này hai cái tiểu tiên nữ là chuyện như thế nào, tất nhiên là hiểu lầm hắn. Cười khổ nói, các ngươi hai cái hiểu lầm ta vừa rồi kia một phen lời nói là. Nói nơi này Dương Nghị Vân vung tay lên ở đại điện bày ra một đạo cấm, phòng ngừa có người nghe lén,
lúc này mới tiếp tục nói, ta kia một phen lời nói là vì chi khai đoạn làm mạnh mẽ đi ra ngoài, các ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Nghị Vân như vậy đã giải thích, hai cái tiểu tiên nữ tức khắc trong lòng buông lỏng, đối Dương Mỗ Nhân trong lòng hảo cảm liên tục bay lên, hiện tại liền tính là Dương Mỗ Nhân thật muốn các nàng trong lòng cũng tự nguyện. Đương nhiên đối Dương Mỗ Nhân tới nói, tuy rằng hắn phong lưu, nhưng còn chưa tới khi dễ hai cái tiểu thiên tiên cấp bậc nữ yêu tu nông nỗi, nhìn tiểu thanh xích quả quả một mảnh, cứ việc hắn chi nuốt nước miếng, nhưng vẫn như cũ nói, trước mặc xong quần áo lại nói. Bằng không hắn thật sợ làm ra cái gì đại sự tới. Tiểu thanh mặc tốt quần áo, lại là ngay sau đó lôi kéo tiểu bạch cùng nhau quỳ xuống nói, hôm nay đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, chúng ta tỉ muội sau này chính là tiên sinh người, tiên sinh chính là chúng ta tỉ muội chủ nhân, tiên sinh nhưng lại yêu cầu, tuyệt không nói không tự. Tiểu thanh cũng là thông minh nữ yêu tinh, hôm nay hết thảy nàng xem ở trong mắt, nhận định Dương Nghị Vân là cái phi phàm người, nếu là nàng cùng tiểu bạch có thể được đến Dương Nghị Vân thí hồ. Là có thể ở cái này sơn trang sống sót, không bị người khi dễ, không giống những cái đó trước kia tỉ muội giống nhau thê thảm. Ách! Dương Nghị Vân có chút mộng bức, dương miệng nhìn tiểu thanh cùng tiểu bạch lễ bái, được rồi nô phác đại lễ. Nửa ngày mới cười khổ nói, bái đều đã bái, tính gặp phải các ngươi cũng không thể mặc kệ, đứng lên mà nói đi. Là, chủ nhân! Hai cái tiểu tiên nữ nũng nịu theo tiếng, đứng dậy thời điểm trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Chỉ chớp mắt nhiều hai cái nữ yêu tinh người hầu, Dương Mỗ Nhân lại nói tiếp tâm tình là cực hảo, rốt cuộc đây là hai cái thực đẹp mắt nữ yêu tiểu tiên nữ. Tiếp được Dương Nghị Vân đem trong lòng một cái nghi vấn hỏi ra tới. Tiểu thanh phía trước đoạn làm hổ gầm nói cái gì mẫu đơn là chuyện như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi ra những lời này, làm hai nàng sắc mặt tối sầm lại, có chút bi thương, tiểu thanh mở miệng nói, chủ nhân đoạn làm. Trang chủ phía trước nhắc tới mẫu đơn kỳ thật là nhà ta nương nương. Chúng ta nguyên bản là vạn hoa lâm cỏ cây yêu tu, nhà ta nương nương bản thể chính là một gốc cây hoa mẫu đơn. Toàn bộ vạn hoa lâm nguyên bản một mảnh tường hòa, mọi người đều rất vui sướng, có cỏ cây tinh quái, có bách hoa tiên tử. Là cái hòa thuận vui vẻ đại gia đình, nhưng có một ngày chúng ta vạn hoa lâm kết giới đột nhiên bị người phá vỡ, sau đó liền cảm thấy đoạn làm hổ gầm. Ở lúc sau chúng ta tất cả đều bị hắn chộp tới hổ gầm sơn trang, nhà ta nương nương bị đoạn làm hổ gầm thủ hạ tiên đế liên hợp bị thương nặng, cuối cùng nương nương thi triển cấm kỵ chi thuật, làm một bộ phận tỉ muội chạy trốn, nàng chính mình còn lại là bởi vì thi triển cấm kỵ chi thuật đánh trở về bản thể, hóa thành hoa mẫu đơn. Nhưng cho dù là như thế này, đoạn làm hổ gầm vẫn là không có buông tha nương nương, đem nàng bản thể đào tới sơn trang, mà chúng ta có một bộ phận không có thể chạy đi, cùng nhau bị trảo, kết quả rất nhiều tỉ muội đều trở thành đoạn làm hổ gầm tu luyện lô đỉnh, hỗn nguyên cấp bậc trở lên các tỉ tỉ thật nhiều đều bị đoạn làm hổ gầm cấp tai họa, chủ nhân có thể hay không cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta nương nương cùng mặt khác tỉ muội. Tiểu thanh cùng tiểu bạch nói chuyện nước mắt rơi xuống dưới, lại một lần quỳ xuống cầu Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân không nghĩ tới hai cái tiểu tiên nữ trong miệng mẫu đơn sẽ là các nàng nương nương. Mẫu đơn nương nương, nghe tới đảo cũng có hứng thú. Nhưng đối với các nàng càng có rất nhiều đồng tình. Lúc này đây nhìn hai cái tiểu tiên nữ quỳ xuống, Dương Nghị Vân vung tay lên nâng dậy các nàng nói, các ngươi như thế nào liền biết ta có cái kia bản lĩnh cứu người, liền quỳ xuống cầu cứu. Vẫn luôn không nói gì tiểu bạch nhược nhược nói, trực giác. Trực giác, Dương Nghị Vân cảm thấy có ý tứ. Ân, trực giác, tiểu bạch nhược nhược trả lời nói không nhiều lắm. Lúc này tiểu thanh mở miệng nói, hồi bẩm chủ nhân. Tiểu bạch trực giác từ trước đến nay đính chuẩn, chúng ta cỏ cây tinh quái một mạch, trời sinh cảm giác phương diện liền phải so nhân tộc cường, tiểu bạch càng là thiên phú dị bẩm, cùng với nói là trực giác, chỉ bằng nói nàng là một loại thiên phú, tiểu bạch nói nàng trực giác người rất cường đại, cho nên chúng ta liền cầu ngài, như vậy có một đường hy vọng cứu nhà ta nương nương cũng là tốt, hơn nữa tiểu bạch còn nói nàng trực giác chung, ngài. Ngài đối đoạn làm hổ gầm ở phía trước động ít nhất 3 lần sát nghiệp, cho nên chúng ta tin tưởng ngài. Dương Nghị Vân cái này trong lòng là hít hà một hơi, đích xác hắn đối đoạn làm hổ gầm trước sau động quá 3 lần sát nghiệp, nhưng tự hỏi đều che giấu thực hảo, ngay cả đoạn làm hổ gầm bản nhân cùng hắn bên người tiên yến thành không có phát hiện, không nghĩ tới tiểu bạch cái này tiểu nữ yêu dựa vào trực giác đã biết. Này thật là thiên phú dị bẩm. Lúc này Dương Nghị Vân đối hai cái tiểu tiên nữ xem trọng liếc mắt một cái, trong lòng cũng âm thầm báo cho chính mình, ở tiên giới bất luận cái gì thời điểm đều không thể khinh địch. Đều không thể khinh thường bất luận cái gì tu vi sinh linh,
nếu không khả năng nào đó thời điểm chết cũng không biết chính mình sẽ là chết như thế nào. May mắn này hai cái tiểu tiên nữ lại nói tiếp là đoạn làm hổ gầm chộp tới, cùng đoạn làm hổ gầm là kẻ thù, nếu là các nàng hai cái cùng đoạn làm hổ gầm là cùng nhau, đem hắn trong lòng sát niệm nói cho đoạn làm hổ gầm, sợ là đã sớm đánh nhau rồi, thậm chí còn đoạn làm hổ gầm nếu là âm hiểm hạng người, trái lại đáy chậu hắn một phen, hắn đều sẽ không phát hiện. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân nhìn hai cái tiểu tiên nữ nói, các ngươi hai cái đánh cuộc chính xác. Kỳ thật lần này ta tới chính là tới sát đoạn làm hổ gầm, hắn giết ta một cái người hầu bắt ta một cái khác người hầu, ta là tới tìm đoạn làm hổ gầm báo tính sổ mà đến, chẳng qua ở không có cứu ra ta cái kia thủ hạ phía trước, còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tới, cũng bước đầu đạt được đoạn làm hổ gầm tín nhiệm, ta phải hảo hảo bồi hắn chơi chơi, nếu không chẳng phải là cô phụ hắn đoạn làm hổ gầm, ha ha. Dương Mỗ Nhân giờ phút này cười thực âm lãnh. Làm hai cái tiểu tiên nữ đều cả người lạnh lùng. Rồi sau đó Dương Mỗ Nhân tiếp tục nói nhà ngươi nương nương đi, nàng ở nơi nào? Hiện tại là cái tình huống như thế nào có thể làm đến, ta sẽ giúp các ngươi cứu ra. Hai cái tiểu tiên nữ đại hỉ, tiểu thanh vội vàng nói, hồi bẩm chủ nhân, nhà ta nương nương hiện tại như cũ là bản thể mẫu đơn thụ trạng thái, bị đoạn làm hổ gầm cầm tù ở sơn trang sau núi, nhưng thật ra không chịu khổ. Mỗi ngày có một đám cùng nhau bị chộp tới tỉ muội lẫn nhau chiếu cố, hơn nữa đoạn làm hổ gầm còn bày ra tiên nguyên ngưng tụ đại trận cho nàng. Từ từ, nghe người dụng tâm tư, nhà ngươi nương nương nơi nào là yêu cầu nghĩ cách cứu viện, quả thực chính là ở hưởng phúc a. Dương Nghị Vân nhìn không được đánh gãy Tiểu Thanh nói chuyện. Tiểu Thanh chua xót cười nói, chủ nhân đều không phải là như thế này a, nhà ta nương nương là bản thể là mẫu đơn cũng là thế gian vạn hoa chi vương. Nàng nếu là hóa hình làm người, ở một ít người trong mắt chính là trời sinh cực phẩm tu luyện lô đỉnh. Bởi vậy đoạn làm hổ gầm cho dù là nhà ta nương nương thi triển cấm kỵ chi thuật sau đánh trở về nguyên hình, cũng như cũng bị hắn bắt tới hổ gầm sơn trang, muốn một lần nữa tiêu phí đại lực khí làm nhà ta nương nương một lần nữa niết bàn hóa hình, đến lúc đó hắn liền sẽ dùng nhà ta nương nương bẩm sinh vạn hoa chi thân tới cùng nương nương xong, tu, đánh sâu vào tiên đế chi cảnh. Có nghe đồn cùng vạn hoa chi vương thân thể âm dương hợp tu, tu vi đem có thể thẳng đến tiên đế chi cảnh, cho nên nhà ta nương nương chính là đoạn làm hổ gầm kia đám người trong mắt thế gian cực phẩm tu luyện đỉnh lô. Một khi nhà ta nương nương hóa hình, lấy đoạn làm hổ gầm tên ma đầu kia biến thái thủ đoạn, nhà ta nương nương sẽ thực thảm. Chúng ta bị chộp tới tỷ tỷ chung đã có rất nhiều bị đoạn làm hổ gầm cái kia ác ma cấp tai họa ngã xuống, khẩn cầu chủ nhân phát phát từ bi, cứu cứu nhà ta nương nương, còn có những cái đó bọn tỷ muội. Tiểu Thanh nói chuyện cùng Tiểu Bạch cùng nhau cầu Dương Nghị Vân. Mà Dương Mỗ Nhân nghe hai cái tiểu tiên nữ giảng thuật sau, lại là rốt cuộc minh bạch tiền căn hậu quả, hắn trịnh trọng nói, như thế ta hiểu được, các ngươi yên tâm, chỉ bằng nàng là mẫu đơn, liền đều sẽ cứu nàng. Đối với Dương Mỗ Nhân tới nói, mẫu đơn ở địa cầu ý nghĩa nhưng không giống bình thường, kia chính là quốc hoa, lại là không nghĩ tới ở tiên giới còn có thể đụng tới mẫu đơn, hơn nữa vẫn là vạn hoa chi vương, là mẫu đơn tiên tử. Chỉ bằng điểm này hắn đều sẽ cứu. Chỉ là trước mắt hắn còn cần chờ Tuyết Miêu trở về lúc sau mưu hoa một phen mới được. Hai cái tiểu tiên nữ nghe được Dương Nghị Vân đáp ứng tức khắc đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ. Lúc sau ba người lại nói chuyện phiếm nói chuyện, Dương Nghị Vân hướng hai nàng hiểu biết toàn bộ hổ gầm tiên sơn cùng với hổ gầm sơn trang tình huống từ từ, chẳng qua hai cái tiểu tiên nữ dù sao cũng là tiểu thiên tiên tu vi, ở hổ gầm sơn trang càng là cấp thấp nô lệ tồn tại, biết đến hữu hạn. Nhưng là cũng hiểu biết một cái đại khái. Dựa theo Tiểu Thanh nói, đoạn làm hổ gầm bên người khi trường sẽ có hai cái tiên đế bảo hộ, một cái là tiên đế lúc đầu một cái là tiên đế trung kỳ tu vi. Nhưng ở hổ gầm sơn trang còn có một cái hàng năm bế quan tọa trấn đại tiên đế, chính là tiên đế hậu kỳ cấp bậc, cũng là 30 năm trước xông vào các nàng vạn hoa lâm cùng các nàng nương nương đại chiến bước cho các nàng nương nương thi triển cấm kỵ chi thuật người, cái kia tiên đế mới là cường giả. Dư giả liền tính là bám vào hổ gầm sơn trang một ít thế lực tông môn chung có tiên đế, cũng không nhiều lắm, hơn nữa là cấp thấp tiên đế, không có cao giai tiên đế tồn tại, hơn nữa đoạn làm hổ gầm không ngừng bức bách này đó tông môn thượng cống, đã sớm oán khí tận trời, thật muốn là đánh lên tới, sợ là cũng không có tông môn sẽ chân chính giúp đoạn làm hổ gầm. Đến nỗi nhiếp hồn lão tổ cùng bị đoạn làm hổ gầm chộp tới lục bằng bân các nàng thật ra chưa thấy quá, bất quá Tiểu Thanh nói hổ gầm sơn trang sau núi là cấm địa. Nghe đồn cũng nhà giam, hẳn là bị nhốt ở nơi nào. Điểm này đến lúc đó không lo lắng,
Tuyết Miêu hẳn là sẽ tia, a được. Hiện tại vấn đề là, Dương Nghị Vân nghĩ một khi cùng Đoạn Làm Hổ gầm làm thượng, như thế nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu vấn đề. Thần Hổ vệ đội, hai cái tiên đế lúc đầu cùng trung kỳ hai cái hắn cùng Hồng Y hơn nữa Tuyết Miêu hẳn là không thành vấn đề có thể giải quyết, trọng điểm là tọa trấn cái kia tiên đế hậu kỳ, Dương Nghị Vân trong lòng không đế, thật chém giết lên, lại là không biết có thể hay không ứng phó được. Bất quá cũng may trước mắt Hổ Gầm Sơn Trang liền như vậy một cái tiên đế hậu kỳ tồn tại, cũng không phải không có biện pháp có thể tưởng tượng. Hắn trong mắt vừa chuyển, có chú ý, nghĩ tới Đoạn Làm Hổ Gầm làm hắn luyện chế độc đan. Hắc hắc, có lẽ Đoạn Làm gào thét độc đan có thể xứng với công dụng, đến lúc đó ở hơn nữa chính mình mũ lôi tím lá cây cùng dưa hấu lôi, liền tính là đánh không lại tiên đế hậu kỳ cường giả, đến lúc đó sẽ chạy trốn hẳn là có thể. Nghĩ như thế, Dương Nghị Vân trong lòng có tin tưởng. Lập tức liền chuẩn bị luyện chế độc đan. Nói lên cái này độc đan, Dương Nghị Vân lúc ấy nhìn đến đan phương đều cảm giác là tà ác vô cùng đan phương, cũng không biết Đoạn Làm Hổ Gầm từ chỗ nào được đến đan phương, phi thường ác độc tà ác. Hiện tại cũng hảo luyện chế ra tới lúc sau, liền dùng ở Đoạn Làm Hổ Gầm cùng tên kia tiên đế hậu kỳ cường giả trên người đi, đến lúc đó nhất định sẽ rất có ý tứ. Theo sau hắn đối hai cái tiểu tiên nữ nói, các ngươi hai cái đi ngoại môn thủ, người khác làm tiến vào, ai muốn vào tới liền nói ta ở luyện đan không cho quấy rầy. Là, chủ nhân. Hai cái tiểu tiên nữ thực nghe lời đi ra ngoài. Chờ hai nàng sau khi rời khỏi đây, Dương Nghị Vân chuẩn bị bắt đầu luyện chế độc đan. Cho hắn một ngày thời gian là đủ rồi, luyện chế thành công sau, tự nhiên sẽ không cấp Đoạn Làm Hổ Gầm, chờ Tuyết Miêu Tia, a tìm trở về, hắn liền bắt đầu động thủ. Độc đan sở cần độc dược tài liệu đều ở Đoạn Làm Hổ Gầm lưu lại chứa đựng pháp khí chung, Dương Nghị Vân thần niệm vừa động, đem sở hữu tài liệu đều lấy ra tới. Có độc thảo, độc hoa, nọc độc, còn có tập trung kỳ độc dị trùng từ từ, thêm lên thượng trăm loại độc vật. Cái này độc đan đan phương tên cũng kêu, trăm đầu độc huyết đan. Dựa theo đan phương thượng giảng thuật, đan dược nổ tung có độc vật xuất hiện, đến lúc đó sẽ ở tiêu không một tiếng động chung chúng độc. Vô sắc vô vị, nhìn không thấy sở không được. Dính chi sẽ toàn thân hư thối, nếu không có giải dược hoặc là lực lượng đi khống chế, cuối cùng sẽ tính cả thần hồn cùng nhau hóa thành một bãi máu loãng. Phi thường bá đạo một loại độc đan. Dương Nghị Vân ngẫm lại sau nhưng thật ra không sốt ruột luyện đan, vì để ngừa vạn nhất chính mình trúng độc, vẫn là trước nghiên cứu một chút giải dược vấn đề, tuy rằng hắn không sợ độc, nhưng vạn nhất đâu. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Bất luận cái gì độc đan giải dược đều có thể từ đan phương chung nghiên cứu ra tới, bởi vì vạn vật tương sinh tương khắc, liền xem đối đan đạo lý giải cao không cao vấn đề. Dương Nghị Vân quan khán hơn nửa canh giờ độc đan đan phương, cũng nghiên cứu mỗi loại độc dược tài liệu, lý luận thượng yến thành ra tới giải độc đan, nhưng là trong lòng không xác định, cho nên hắn hỏi trên vai ngủ gật thần ma điểu nói, quả đen nhìn xem ta nghiên cứu cái này giải độc đan phương có không phòng ngự trăm đầu độc huyết đan. Dương Nghị Vân làm thần ma điểu xem hắn suy đoán ra tới giải độc đan phương, tự nhiên cũng là tin tưởng tạp mao điểu kiến thức bất phàm, rất nhiều thời điểm đều có thể giúp đỡ hắn đại ân. Hỏi như vậy ra tới sau, lại rất lần này Dương Nghị Vân không nghĩ tới thần ma điểu nửa ngày không nói chuyện. Quả đen, Dương Nghị Vân lại kêu to một tiếng, lần này thanh âm lớn rất nhiều. Kết quả lại là làm đưa tới thần ma điểu mắng, nhược kê còn có để lão tử ngủ nghỉ ngơi. Như vậy điểm đánh giấm cũng phiền ta. Ngươi là luyện đan sư, lão tử có không phải luyện đan sư, không biết. Tạp mao điểu mắng thực dứt khoát, liền ba chữ không biết. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ cần là này không giống như là tạp mao điểu phong cách a. Dựa theo cho rằng hắn hỏi chuyện thời điểm, tạp mao điểu đều là làm thầy kẻ khác bộ dáng, cũng sẽ nhân cơ hội đả kích một chút Dương Nghị Vân, rất ít còn có không biết. Bất quá nửa ngày sau Dương Nghị Vân cũng bình thường trở lại. Sau đó phát ra cười ầm lên thanh, oa ha ha. Cười chết, còn có người tạp mao điểu không biết sự tình, đây chính là đệ nhất tao a, không dễ dàng a, ha ha ha. Dương Nghị Vân xem như bắt được trào phúng tạp mao điểu cơ hội, kỳ thật lâu dài gần nhất hắn cùng thần ma điểu chi gian cũng đã sớm thói quen loại này khác loại giao lưu phương thức. Người cái nhược kê, lão tử tuy rằng là tam giới đệ nhất thần ma điểu nhưng lại không phải vạn sự thông. Thần ma điểu mắng. Dương Nghị Vân cười cười cũng không hề trêu ghẹo nó, ngẫm lại cũng là luyện đan luyện khí từ từ dù sao cũng là đặc thù chi đạo, không phải tu luyện vấn đề, thần ma điểu không biết cũng là bình thường. Nếu không ai tham khảo, vậy chỉ có thể tin tưởng chính mình,
kế tiếp hắn đem chính mình suy đoán ra tới giải độc đan lại phân tích mấy lần, xác định hẳn là được không lúc sau, chuẩn bị trực tiếp luyện ra tới, ở luyện đan chi đạo hắn cũng coi như là có chút thành tựu, tự tin vẫn là có thể. Phải tin tưởng chính mình mới là vấn đề không lớn. Hắn càn khôn hồ không gian tích lũy tiên dược có không ít, luyện chế giải độc đan tiên dược đều có thể tìm đủ, hơn nữa không xem như quá cao giai tiên dược, vô dụng buổi sáng hắn liền đem giải độc đan luyện chế ra tới. Có ý tứ chính là hắn gia nhập thổ mộc kết tinh lúc sau, liền tính là giải độc đan cũng là gần như trăng hoàn mỹ phẩm chất. Một lò luyện chế ra ước chừng 36 viên, Dương Nghị Vân chính mình dùng một viên sau, lúc này mới bắt đầu luyện chế trăm đầu độc huyết đan. Rốt cuộc ở 3 ngày lúc sau luyện chế mà thành 9 viên trăm đầu độc huyết đan. Dương Nghị Vân cầm ở trong tay quan khán một chút, gia nhập thổ mộc kết tinh độc đan lại cũng đích xác khủng bố, hắn thân thủ luyện chế độc đan tự nhiên biết độc tính bất phàm. Thật cẩn thận đem chi thu lên. Nhưng là đan lô lại không có dừng lại, tùy ý hướng bên trong gia nhập nhớ kỹ độc dược, coi như là làm bộ dáng, vạn nhất đoạn làm hổ gầm hoặc là đoạn làm mạnh mẽ tiến đến, cũng hảo lừa gạt qua đi. Trước mắt liền chờ Tuyết Miêu tin tức, chỉ cần Tuyết Miêu tìm hiểu rõ ràng Nhiếp Hồn lão tổ cùng Lục Bằng Bân vị trí, hắn liền chuẩn bị động thủ. Đến lúc đó cứu người xử lý đoạn làm hổ gầm. Nhoáng lên 4 ngày thời gian trôi qua, Dương Nghị Vân cũng không biết này 4 ngày chung ngoại mặt là cái tình huống như thế nào, đoạn làm mạnh mẽ có hay không tới tia, a quá mới vừa, không biết Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hai cái tiểu tiên nữ có thể hay không ứng phó qua đi. Cũng không biết Tuyết Miêu có hay không trở về. Dù sao mấy ngày nay luyện đan không ai tiến vào quấy rầy quá. Ngay sau đó hắn thần thức đảo qua, lại là phát hiện ngoài cửa có cấm chế, chẳng qua là rất thấp cái loại này cấm chế, nghĩ lại tưởng tượng liền biết chính là hai cái tiểu tiên nữ bày ra cấm chế, có thể là sợ có người quấy rầy hắn. Lại nói tiếp các nàng cũng đủ tận tâm, điểm này làm không tồi. Hơn nữa đoạn làm mạnh mẽ cũng không có mạnh mẽ xông tới, nghĩ đến tất nhiên là sẽ đến. Chẳng qua bị hai cái tiểu tiên nữ cấp ngăn trở xuống dưới. Đương nhiên không phải nói Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch nói ngăn trở là có thể đủ ngăn trở, nhiều nhất là đoạn làm mạnh mẽ giảng nghĩa khí, cũng là cầm hắn chỗ tốt nguyên nhân, không mặt mũi tiến vào. Nếu không Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch há có thể ngăn trở. Nhiều lắm chỉ là lấy lông gà đương lệnh tiễn mà thôi. Cho nên mấy ngày nay mới không ai tới quấy rầy hắn. Như thế ngẫm lại Dương Nghị Vân cũng là cười, bất luận cái gì thời điểm. Ích lợi đều có thể sử dụng nhân tâm, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ, chẳng qua tiên nhân cùng phàm nhân khác nhau là tu luyện tài nguyên mà thôi. Theo sau Dương Nghị Vân mở miệng, Tiểu Thanh Tiểu Bạch tiến vào nói chuyện. Ngoại môn hai cái tiểu tiên nữ nghe được Dương Nghị Vân thanh âm, tức khắc đại hỉ, triệt bỏ các nàng bày ra cấm chế, đẩy cửa đi vào. Tiên sinh, hai nàng đi vào hành lễ. Dương Nghị Vân dừng tay nói, không cần khách khí. Mấy ngày nay đoạn làm mạnh mẽ cùng đoạn làm gào thét không có tới quá. Tiểu Thanh tạp mở miệng nói, hiển nhiên ngày hôm qua đoạn làm mạnh mẽ thị vệ trưởng vừa tới quá, chẳng qua chúng ta nói tiên sinh ở luyện đan không tiện có người quấy rầy, cho nên đoạn làm mạnh mẽ cũng chưa nói cái gì liền đi rồi, đoạn làm hổ gầm bên kia nhưng thật ra không động tĩnh. Tiên sinh đan dược nhưng luyện chế mà thành, giờ phút này Tiểu Bạch lại là nhược nhược nói chuyện, ở Tiểu Bạch trong lòng là thực bức thiết hy vọng vị tiên sinh này thành công. Hơn nữa cứu ra các nàng ra nương nương, ở sau đó đem các nàng mọi người mang đi ra này một mảnh khổ hải bên trong. Ở Tiểu Bạch trực giác thiên phú trung Dương Nghị Vân tựa hồ thành công, cho nên có này vừa hỏi. Dương Nghị Vân nghe được Tiểu Bạch nói chuyện cười cười nói, ngươi trực giác chúng ta luyện chế thành không có. Tự nhiên là thành công Tiểu Bạch một ngụm nói. Ha ha Tiểu Bạch quả nhiên có tiền đồ, không tồi, thành, kế tiếp liền chờ tin tức, sau đó ta sẽ bắt đầu phản kích. Các ngươi hai cái nhiệm vụ vẫn là canh giữ ở cổng lớn, đừng làm cho người tiến vào, ta luyện đan một tháng trong lúc liền nói không thể bị người quấy rầy, tin tưởng bọn họ sẽ tin tưởng, chuyện khác các ngươi liền không cần lo cho. Dù sao đến lúc đó ta sẽ mang đi các ngươi cùng nhau, cũng đáp ứng đem các ngươi nương nương liền đi ra ngoài, nơi này là hai quả giải độc đan dược, các ngươi ăn vào đi, để ngừa vạn nhất đi. Dương Nghị Vân nói xong cấp Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch lấy ra giải độc đan. Này hai cái tiểu tiên nữ hiện tại xem như hoàn toàn ôm chặt Dương mẫu nhân đùi, dù sao Dương Nghị Vân nói cái gì các nàng liền làm cái đó, chung quy là hai cái nho nhỏ thiên tiên cấp bậc tiểu yêu, có thể bị Dương Nghị Vân xem ở trong mắt, đối với các nàng tới nói chính là đại tạo hóa, huống chi Dương Nghị Vân còn nói giúp các nàng cứu ra nương nương sẽ mang theo các nàng đi ra hổ gầm sơn trang này một mảnh hồ khổ hải nơi. Liên tục đáp ứng tạ ơn,
không chút do dự nuốt vào giải độc đan. Đối với này hai cái tiểu tiên nữ tín nhiệm, Dương Nghị Vân cũng là thực vui mừng, trong lòng âm thầm thề, lần này cần giúp các nàng. Ba người chính nói chuyện thời điểm, Dương Nghị Vân cảm ứng được Tuyết Miêu hơi thở xuất hiện, liền đuổi rồi hai cái tiểu tiên nữ. Chờ các nàng sau khi rời khỏi đây, Tuyết Miêu phát ra một tiếng nhẹ giọng tiếng kêu, Miêu. Ngay sau đó đại điện trung ngân quang chợt lóe, quả nhiên là Tuyết Miêu xuất hiện. Chủ nhân, Tuyết Miêu nhưng tìm được rồi Nhiếp Hồn lão tổ giam giữ nơi. Dương Nghị Vân vội vàng hỏi. Tuyết Miêu gật gật đầu nói, hồi bẩm chủ nhân, tìm được rồi, Nhiếp Hồn lão tổ bị giam giữ ở sơn trang sau núi một chỗ nhà giam, ta cũng cùng hắn tiếp xúc đi qua. Dựa theo Nhiếp Hồn lão tổ cách nói, đoạn làm hổ gầm lưu chữ không có giết hắn, chính là tưởng từ trên người hắn đạt được Nhiếp Hồn đại pháp, do đó còn muốn thao tác hắc giáp A Thánh. Bất quá Nhiếp Hồn lão tổ trong đầu có công pháp cấm chế, một chốc đoạn làm hổ gầm còn lấy hắn không có cách, nhưng Nhiếp Hồn lão tổ cũng bị tia, A tấn thảm. Còn có chính là trên người hắn cực phẩm tiên thạch đều bị đoạn làm gào thét lấy mất. Dương Nghị Vân nghe xong gật đầu, này đó cơ bản ở hắn đoán trước bên trong, mở miệng hỏi, Nhiếp Hồn lão tổ tu vi không phế đi. Tuyết Miêu nói, không có, chỉ là bị phong ấn pháp lực, đòn hiểm một đốn, có lẽ là đoạn làm hổ gầm muốn làm Nhiếp Hồn lão tổ mang theo hắc giáp A Thánh thần phục, cho nên còn không có đối hắn hạ sát thủ. Ân, như thế liền hảo, chịu điểm ra thịt chi khổ, đó là xứng đáng. Cái kia lão Đông Tây nếu không phải khoe dầu, như thế nào sẽ bị đoạn làm hổ gầm cấp theo dõi? Làm hắn ăn chút đau khổ cũng là tốt. Dương Nghị Vân nói thầm xong, lại hỏi, trừ bỏ Nhiếp Hồn lão tổ tình huống, cái kia kiến tạo đại sư Lục Bằng Bân nhưng có tìm được. Cái này sơn trang còn có hay không mặt khác phát hiện? Dương Nghị Vân biết lấy Tuyết Miêu bản lĩnh, đi ra ngoài 4 ngày mới trở về, tất nhiên không có khả năng chỉ là tìm kiếm Nhiếp Hồn lão tổ đơn giản như vậy. Nàng băng tuyết thông minh, tất nhiên còn sẽ làm một ít mặt khác sự tình. Quả nhiên chờ hắn hỏi xong, Tuyết Miêu mở miệng nói, có, Lục Bằng Bân bị chộp tới ở phía sau thượng một chỗ sơn bụng nơi, mang theo nhân tu kiến cung điện, nhưng thật ra không có việc gì, ta không cùng hắn tiếp xúc, mặt khác ở sơn trong bụng phát hiện, nhiệt linh tuyền thủy thật là thứ tốt, tu luyện tuyệt đối chi thủy, chính như ngày đó đoạn làm hổ gầm lời nói không sai biệt nhiều. Kiến tạo nhiệt linh tuyển cung điện nơi chấn thủ người là một người tiên đế trung kỳ tu vi người, hẳn là đoạn làm gào thét bên người một cái khác tiên đế. Còn có sơn bụng một chỗ địa phương có cường đại cấm chế tồn tại, ta cảm nhận được rất mạnh hơi thở, không đoán sai nói, hẳn là chính là một người tiên đế đại viên mãn tiên đế ở tọa chấn, hơn nữa bảo hộ nhất định là thổ mộc kết tinh nơi, ta sợ rút dây động rừng không dám xông vào. Tuyết Miêu chậm rãi nói, ngươi làm không tồi, hẳn là chính là như thế. Nghe ngoài cửa hai cái tiểu tiên nữ nói, hổ gầm sơn trang đích xác có một người tiên đế đại viên mãn cường giả tỏa chấn, ngày thường sẽ không dễ dàng xuất hiện, người cảm nhận được hơi thở hẳn là chính là tên kia tiên đế đại viên mãn tồn tại. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói. Tuyết Miêu nhìn thoáng qua cửa, rồi sau đó lại mở miệng nói, còn có một cái phát hiện là, ở sau núi một chỗ sơn cốc đại trận chung, có mấy trăm danh cỏ cây tinh quái nữ tử xử lý một cái tiên khí 10 phần hoa viên. Bên trong có một gốc cây vạn hoa chi vương mẫu đơn. Theo Tuyết Miêu nói chuyện một đám tìm hiểu đến tin tức nói ra, Dương Nghị Vân không ngừng gật đầu, đối Tuyết Miêu trong lòng rất là tán thưởng, quả nhiên đi ra ngoài một chuyến thần không biết quỷ không hay liền tìm hiểu rõ ràng toàn bộ hổ gầm sơn trang tình huống, bao gồm một đôi thần hổ vệ đội, dựa theo Tuyết Miêu tìm hiểu, thần hổ vệ đội kỳ thật tổng cộng có 18 người, so với phía trước nghe được số lượng còn muốn nhiều, hơn nữa có tam đại tiên đế hậu kỳ tồn tại ở thần hổ vệ đội chung. Dư giả đội viên đến đều là tiên vương đại viên mãn cấp bậc. Đích xác đây là một cổ rất cường đại lực lượng tồn tại. Là tuần ti A Sơn Trang trung kiên lực lượng. Trừ cái này ra, lời nói có đoạn làm mạnh mẽ cái này thì vệ trưởng thống lĩnh bình thường vệ đội, lại là có ước chừng hơn 1.000 người, bất quá tu vi nhưng thật ra so le không đồng đều, liền tính là thị vệ trưởng đoạn làm mạnh mẽ cũng mới là tiên vương cấp bậc, cái này đến là không có gì hảo lo lắng. Dương Nghị Vân ngẫm lại sau hỏi Tuyết Miêu nói, mặt khác hết thảy đều không phải quá lớn vấn đề, hiện tại duy nhất lo lắng chính là cái kia tiên đế đại viên mãn tọa chấn người, ta là trong lòng không nắm chắc đối phó, Tuyết Miêu ngươi nhưng có nắm chắc. Chủ nhân không có, Tuyết Miêu trả lời chạy nhanh nhanh nhẹn, nhưng bổ sung một câu nói, nếu đối phương phát hiện không đến ta, ta đánh lén dưới có lẽ có thể được tay, nhưng là tiên đế đại viên mãn cơ bản cường giả, cảm giác đều rất cường đại, rất khó không bị hắn phát hiện. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, bất quá phiên tay cầm ra trăm đầu độc huyết đan, cười hắc hắc nói, đây là trăm đầu độc huyết đan,
có lẽ chúng ta có thể thử xem phóng độc, vạn nhất có thể độc chết cái kia tọa trấn cường giả đâu. Ngắm chủ nhân, ta cảm nhận được ngươi cái này độc đan rất nguy hiểm, có lẽ thật có thể khởi đến đại tác dụng, độc đan giao cho ta, chính diện đánh không lại, ngầm phòng độc, ta có tự tin thần không biết quỷ không hay, chờ hắn phát hiện thời điểm, nhất định làm hắn trúng chiêu. Tuyết Miêu Miêu kêu một tiếng nói. Hắc hắc, liền như vậy làm đi, Dương Mẫu Nhân cũng cười xấu xa lên, hắn phát hiện Tuyết Miêu kỳ thật cũng có phúc hắc một mặt. Tuyết Miêu mang lên một bộ phận trăm đầu độc huyết đan lại một lần ẩn thân, Dương Nghị Vân giao cho Tuyết Miêu nhiệm vụ chính là cấp cái kia đại tiên đế hạ độc, mặc kệ có được hay không dù sao cũng phải thử xem. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến liền tính độc bất tử cái kia đại tiên đế lại cũng muốn làm hắn trúng độc, đảo cũng đủ. Dư lại sự tình liền giao cho hắn. Hai người cùng nhau ra cửa, Dương Nghị Vân cũng là vô thanh vô tức ẩn thân đi ra ngoài. Hắn ẩn thân tuy rằng không có Tuyết Miêu kia trở thiên phú dị bẩm cường đại, nhưng cũng không kém, cũng đủ hắn đục nước béo cò. Đại môn ở ngoài, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hai cái tiểu tiên nữ như cũ ở thủ vững chung, không hề có phát hiện hắn cùng Tuyết Miêu đi ra ngoài. Mặt ngoài xem, hắn còn ở đại điện trung luyện đan, đương nhiên đây là hắn dùng pháp lực ngưng tụ một cái pháp lực phân thân ở làm bộ làm tịch luyện đan, kỳ thật chính là ở làm bộ dáng. Trên thực tế từ giờ trở đi hắn liền bắt đầu làm sự tình. Đi theo Tuyết Miêu một đường mà đi, muốn đi nghĩ cách cứu viện Nhiếp Hồn lão tổ, đây là hàng đầu nhiệm vụ, tiếp được đó là giành thổ mộc kết tinh, nếu có thể Dương Nghị Vân muốn đem nhiệt linh tuyền thủy đều cấp dọn. Theo đạo lý đây là có thể làm được, bởi vì là có linh tính nước suối, hơn nữa có suối nguồn tồn tại, là có thể dọn đi. Còn có chính là nghĩ cách cứu viện Vạn Hoa Chi Vương mẫu đơn, Dương Nghị Vân nếu đáp ứng rồi hai cái tiểu tiên nữ đó chính là nhất định sẽ làm được. Khó khăn là thổ mộc kết tinh. Căn cứ Tuyết Miêu điều tra, thổ mộc kết tinh nơi ở, chính là cái kia tọa trấn đại tiên đế ở đóng giữ. Cũng bởi vì như thế Dương Nghị Vân mới làm Tuyết Miêu mang lên một phân bộ trăm đầu độc huyết đan dược đi cấp cái kia đại tiên đế hạ độc. Đến nỗi đoạn làm hổ gầm, hắn cũng cần thiết chém giết cấp bảo thuận quang báo thù. Chuyện này liền như vậy định ra. Dương Nghị Vân từ đi ra đại điện bắt đầu liền bắt đầu phóng độc, mỗi cái một đoạn đường liền kíp nổ một viên trăm đầu độc huyết đan. Tức khắc liền có nồng đậm độc khí khuếch tán mở ra, trong nháy mắt tiêu tán vô hình, kỳ thật Dương Nghị Vân biết một viên độc đan có thể khuếch tán 3-5 cây em, có 10 viên trăm đầu độc huyết đan là có thể làm cho cả sơn trang bao phủ ở độc vật dưới. Như thế là có thể bỏ bớt rất nhiều sự. Đi theo Tuyết Miêu một đường mà đi, thẳng đến hổ gầm sơn trang sau núi, này một đường Dương Nghị Vân niết bạo 10 viên trăm đầu độc huyết đan, tuy rằng nhìn không thấy cái gì độc vật, nhưng là chính hắn luyện tạo độc đan chính mình trong lòng rõ ràng. Lúc này độc vật đã tràn ngập ở toàn bộ hổ gầm sơn trang trên không. Tin tưởng không dùng được bao lâu toàn bộ hổ gầm sơn trang người đều phải trúng độc, tuy rằng làm như vậy có điểm tàn nhẫn, nhưng Dương Nghị Vân không hối hận, toàn bộ hổ gầm sơn trang đều là đoạn làm việc nhà tộc người, những người này một khi đánh lên tới, đều là hắn địch nhân, có thể độc chết tốt nhất. Đi theo Tuyết Miêu một đường mà đi, đi tới sau núi. Chủ nhân bên kia có cái tiểu sơn cốc, bên trong chính là mẫu đơn nơi. Bất quá có đại trận bảo hộ, chúng ta nếu là đi vào tất nhiên sẽ bị phát hiện. Tuyết Miêu chỉ vào một chỗ tiểu sơn cốc nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại sau mở miệng nói, ta đã niết bạo 10 viên độc đan, chưa chừng sẽ chịu ảnh hưởng, đơn giản liền đi cứu mẫu đơn nương nương, như vậy ngươi vẫn là dựa theo kế hoạch hành sự, đi xuống cấp cái kia tỏa trấn đại tiên đế hạ độc, lúc sau có thể cứu được Nhiếp Hồn lão tổ liền cứu, cứu không được ngươi cũng đừng quản, ta theo sau sẽ cùng ngươi hội hợp. Là, ta hiểu được. Tuyết Miêu theo tiếng, nghĩ nơi xa núi lớn mà đi. Nơi nào có trong sơn động chính là nhiệt linh tuyền, càng sâu chỗ còn lại là thổ mộc kết tinh nơi. Chờ Tuyết Miêu rời đi sau, Dương Nghị Vân hướng về tiểu sơn cốc mà đi. Tới rồi tiểu sơn cốc sau, quả nhiên phát hiện có đại trận bảo hộ. Bất quá đối với loại này cấp bậc đại trận hắn vẫn là có thể ứng phó. Chuẩn bị mạnh mẽ phá trận. Đồ long, bàn long. Song kiếm ra khỏi vỏ mà đi. Dương Mẫu Nhân mạnh mẽ phá trận. Ầm vang. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng động vang vọng ở toàn bộ hổ gầm sơn trang. Dương Nghị Vân thân hình cũng hiện hóa ra tới. Từ công kích bắt đầu một khắc hắn liền không tính toán ẩn tàng rồi. Có lẽ là có đại trận bảo hộ nguyên nhân, nơi này cũng không có người gác. Dương Nghị Vân này một kích động tĩnh rất lớn. Ầm vang lúc sau, trận pháp một trận dung chuyển, pháp lực loãng rất nhiều. Nhưng là Dương Nghị Vân lại là mày nhăn lại, cư nhiên một chút không phá vỡ. Không màng dựa theo loại này tiến độ,
ít nhất còn muốn tam hạ mới được, nhưng hắn làm sao có thời giờ đi hao phí. Trở tay chi gian một mảnh ngũ lôi tím lá cây xuất hiện. Lôi đình. Một mảnh kim loại tính lôi đình lá cây bị dẫn động. Ầm vang, răng rắc. Kim sắc ngũ lôi tím lá cây hóa thành một đạo ngón tay thô tia chớp bổ vào đại trận thượng. Răng rắc. Lần này đại trận phòng ngự tiêu tán vô hình. Dương Nghị Vân một cái lắc mình vọt vào tiểu sơn cốc. Cùng thời gian, hổ gầm sơn trang hổ gầm đại điện trái ôm phải ấp đoạn làm hổ gầm nghe được kinh thiên động địa thanh âm, một phen đẩy ra trong lòng ngực mỹ nữ, vội vàng nói, sao lại thế này? Đại điện trung trống rỗng xuất hiện một người tiên đế lúc đầu tu vi lão giả. Tam thiếu gia tựa hồ là mẫu đơn cốc phương hướng, lão nô đi xem lão giả mở miệng nói. Đoạn làm hổ gầm sắc mặt biến đổi, âm trầm nói, nhanh đi, thông chi thần hổ vệ đội lập tức đi trước sau núi sơn động, nơi nào cũng không thể xảy ra chuyện. Là, lão giả theo tiếng rời đi. Giờ phút này trần trụi thượng thân đoạn làm hổ gầm mày thẳng nhăn, lại là không biết đã xảy ra sự tình gì. Trang chủ lại đến uống một chén sao một người yêu mị nữ tử bưng chén rượu đón nhận đi. Đoạn làm hổ gầm bên người 6-7 cái nữ nhân tồn tại, tranh giành tình cảm, lấy lòng đoạn làm hổ gầm tự nhiên là không thiếu được. Lan oanh. A, à, tên này nữ tử lại là trực tiếp bị đoạn làm hổ gầm một trưởng trục phi, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng hóa thành huyết phụ. A. Còn lại nữ tử dọa thét chói tai. Đều cấp lão tử cút đi, lăn. Đoạn làm gào thét phiền lòng ý táo giống giận, bắt đầu mặc quần áo. Mấy người phụ nhân dọa hồn phi phách tán, té ngã lộn nhào chạy ra đại điện. Đối với đoạn làm hổ gầm tới nói, mẫu đơn cốc tất nhiên là đã xảy ra chuyện, mẫu đơn cốc đó là chính hắn khởi tên, cũng là hắn tưởng bồi dưỡng mẫu đơn nương nương niết bàn hóa hình, đến lúc đó ngoạn vật cùng tu luyện lô đỉnh, đối với mẫu đơn nương nương hắn thực coi trọng. Nhưng là cái này xem ra là đã xảy ra chuyện, mặc tốt quần áo đoạn làm hổ gầm chuẩn bị đi xem. Nhưng lúc này ngoài điện vang lên dồn dập tiếng bước chân. Người còn không có tiến vào, thanh âm lại là truyền đến. Trang chủ không hảo, không hảo. Chỉ chớp mắt lại là thị vệ trưởng đoạn làm mạnh mẽ chạy tiến vào. Đoạn làm mạnh mẽ là đoạn làm việc nhà tộc gia phó, đoạn làm hổ gầm thực coi trọng, cũng hiểu biết hắn làm người, tự nhiên biết hắn tính cách thực trầm ổn, rất ít sẽ có hoảng loạn. Nhưng là hiện tại xem đoạn làm mạnh mẽ cái này thị vệ trưởng cư nhiên sắc mặt mang theo sợ hãi, biểu tình hoảng hốt bộ dáng, đoạn làm hổ gầm không lý do trong lòng lộp bộp một chút. Nhìn đoạn làm mạnh mẽ tiến vào, đoạn làm gào thét một cái trên người xuất hiện ở trước mặt hắn, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Trang chủ toàn bộ sơn trang người đều trúng độc, tu vi thấp một ít nhân thân thượng đều bắt đầu hư thối, cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng a chỉ có tiên vương cấp bậc còn có thể chống cự, nhưng cũng đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Đoạn làm mạnh mẽ vội vàng trả lời. Trúng độc, sao lại thế này, như thế nào trúng độc? Đoạn làm hổ gầm vội vàng truy vấn. Không biết, căn bản không biết như thế nào trúng độc, không thể hiểu được đại gia liền trúng độc đoạn làm mạnh mẽ vẻ mặt đau khổ trả lời. Đi xuống tia, còn có Dương Nghị Vân đang làm cái gì? Nghe được đoạn làm mạnh mẽ miêu tả trúng độc dấu hiệu, đoạn làm hổ gầm một chút liền nghĩ tới Dương Nghị Vân. Bởi vì hắn làm Dương Nghị Vân luyện chế trăm đầu độc huyết đan đúng là bực này trúng độc dấu hiệu. Dương tiên sinh mấy ngày nay vẫn luôn đang bế quan luyện đan, không ra tới quá. Đoạn làm mạnh mẽ sửng sốt trả lời. Người lập tức đi xem, Dương Nghị Vân có phải hay không ở luyện đan. Đi chính mắt xác nhận mau đi, ta ở chỗ này chờ, tốc tới hội báo. Đoạn làm hổ gầm cảm giác không thích hợp. Là, ta đây liền đi đoạn làm mạnh mẽ xoay người liền đi. Mà đoạn làm mạnh mẽ càng nghĩ càng không thích hợp, hắn cái này sơn trang nghĩ đến quy củ nghiêm ngặt, không ra quá sự tình gì, cái này Dương Nghị Vân gần nhất liền có chuyện tình, chủ yếu là chúng độc dấu hiệu quả thực cùng hắn làm Dương Nghị Vân luyện chế độc đan giống nhau như đúc, này liền không thể không làm đoạn làm hổ gầm hoài nghi, có phải hay không Dương Nghị Vân đang làm trò quỷ. Đương nhiên cũng không bài trừ là những người khác, dù sao lần này xem ra là muốn phát sinh đại sự. Rốt cuộc hắn sơn trang xuất hiện nhiệt linh tuyền cùng thổ mộc kết tinh hai loại bảo vật, ở hơn nữa hắn liên tục bức bách toàn bộ hổ gầm tiên sơn thế lực thượng cống tiên thạch tu sửa cung điện, khoảng thời gian trước còn diệt phía nam là cái tiểu tông môn, không chừng là những người này trả thù. Mặc kệ thế nào đều phải tiểu tâm mới là. Giờ phút này đoạn làm hổ gầm trong lòng nhịn không được nhảy lợi hại. Không được, tất yếu muốn thông chi gia tộc cao thủ tiến đến, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn ứng phó không được. Tự nói nói thầm xong, đoạn làm hổ gầm phát ra một chương linh phù, thúc giục pháp lực,
tức khắc linh phù hóa thành hôi phi. Đây là bọn họ đoạn làm việc nhà tộc khẩn cấp cầu cứu linh phù, gia tộc có thể ở trước tiên biết phái người tới. Vì để ngừa vạn nhất, đoạn làm hổ gầm biết rất cần thiết. Dương Nghị Vân phía trước nơi cái kia luyện đan đại điện, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch như cũ gác ở đại điện ở ngoài. Mỗi một khắc một đạo quang mang chợt lóe lại là thị vệ trưởng đoạn làm mạnh mẽ xuất hiện ở các nàng trước mặt, liền nữ vội vàng hành lễ, gặp qua thị vệ trưởng đại nhân. Đoạn làm mạnh mẽ giờ phút này không có thời gian bồi bọn họ khách sáo nói thẳng, mở cửa ta muốn gặp Dương tiên sinh. Tiểu Thanh nhìn ra được tới đoạn làm mạnh mẽ sắc mặt âm trầm vô cùng, theo lý thuyết hắn không dám không mở cửa, nhưng hai người hiện tại đã đối Dương mẫu nhân trung thành và tận tâm, biết Dương Nghị Vân ở luyện đan không thể làm người quấy rầy, lại như cũ căng ra đầu nói, thị vệ trưởng đại nhân Dương tiên sinh phân phó qua, hắn luyện đan muốn một tháng thời gian, trong lúc không thể bị người quấy rầy. Kỳ thật là hai nàng còn không biết Dương mẫu nhân đã ẩn thân rời đi, giờ phút này đại điện chung chỉ để lại một cái pháp lực chi thân ở làm bộ làm tịch luyện đan. Lăn lão tử có chuyện quan trọng, lúc này đoạn làm mạnh mẽ biết sự tình nghiêm trọng tính, trực tiếp mắng một tiếng vung tay lên đẩy ra đại điện chi môn đi vào. Kết quả tiến vào sau ở đại điện một góc nhìn đến Dương Nghị Vân nhắm mắt đôi tay là kết ấn bộ dáng. Dương tiên sinh, đoạn làm mạnh mẽ vừa thấy Dương Nghị Vân không thành vấn đề a. Nhân ra như cũ ở luyện đan. Kêu to một tiếng Dương Nghị Vân không động tính, đoạn làm mạnh mẽ cũng liền không hề quấy rầy. Dương Nghị Vân ở luyện đan chung, không thể quấy rầy, lúc này vẫn là trở về cấp trang chủ bẩm báo đi. Ít nhất không cần lo lắng là Dương Nghị Vân phá rối. Tình huống khẩn cấp, đoạn làm mạnh mẽ cũng không dám ở quấy rầy Dương Nghị Vân, kỳ thật Sơn Trang đã xảy ra đại diện tích chúng độc sự tình, hắn cũng là trong lòng hoảng loạn, không cẩn thận đi quan sát Dương Nghị Vân. Nếu không là có thể phát hiện kia chỉ là một cái pháp lực ngưng tụ phân thân. Ngay sau đó đoạn làm mạnh mẽ vội vàng rời đi, hai cái tiểu tiên nữ vừa thấy Dương Nghị Vân còn ở liên tục luyện đan chung, đóng lại đại điện môn, tiếp tục ở bên ngoài bảo hộ. Hổ gầm đại điện, đoạn làm mạnh mẽ bẩm báo, trang chủ Dương tiên sinh không thành vấn đề, hắn như cũ ở luyện đan chung. Người tận mắt nhìn thấy, đoạn làm hổ gầm hỏi. Đúng vậy, thuộc hạ đẩy cửa đi vào tận mắt nhìn thấy. Đoạn làm mạnh mẽ trả lời. Như thế, Dương Nghị Vân liền không thành vấn đề, đi, theo ta đi mẫu đơn cốc nhìn xem đoạn làm hổ gầm cấp gia tộc đã phát cầu cứu lúc sau trong lòng cũng an ổn không ít. Rốt cuộc bọn họ đoạn làm việc nhà tộc là tiên giới 10 đại gia tộc, không phải người nào đều dám trêu chọc. Mẫu đơn cốc, Dương Nghị Vân mạnh mẽ phá trận lúc sau đi vào, lại là một chút làm hắn trong lòng chấn động, hơn nữa đi. Chỗ đã thấy một màn, làm hắn nói thẳng nước miếng tính tình. Hắn chỗ đã thấy không phải khác, là 500-600 hào tiên tử. Một đám mỹ mạo phao, hơn nữa cùng trong tưởng tượng tiên tử giống nhau nữ tiên tử. Có một cái tính một cái tất cả đều là cỏ cây tinh quái nhất tộc. Cùng Tiểu Thanh Tiểu Bạch giống nhau cùng tộc. Phía trước Tiểu Thanh Tiểu Bạch nói qua, ở mẫu đơn nương nương nơi ở, còn để lại một ít các nàng đồng loại hầu hạ mẫu đơn nương nương, đoạn làm hổ gầm vì chính là làm mẫu đơn mau chóng hóa hình, cho nên muốn an bài người chiếu cố hầu hạ. Lại là không nghĩ tới thế nhưng có 600 người bộ dáng. Nơi này nhưng náo nhiệt, có cỏ cây thành tinh tiên tử, có các loại hoa tiên tử từ. Toàn bộ chính là một đám oanh oanh yên yến, đẹp đến không được tiên tử. Tu vi cũng là so le không đồng đều, nhưng phổ biến đều thực mà, phần lớn là thiên tiên kim tiên cấp bậc, chỉ có số ít ba cái tựa hồ mới là hỗn nguyên nói tiên. Có lẽ là phía trước hắn phá trận động tính quá lớn. Cũng có lẽ là này những tinh linh tiên tử bị đoạn làm hổ gầm trường kỳ ép áp nguyên nhân, nhưng hắn đi vào lúc sau, tất cả đều sợ tới mức xúc ở cùng nhau, một đám đều ở nhẹ nhàng phát run. Trọng điểm là các nàng ăn mặc hơn phân nửa, đều là Tiểu Thanh Tiểu Bạch cái loại này màn lụa giống nhau làm thành, mơ hồ chúng gió cảnh vô hạn tốt đẹp, một đám dung mạo diện mạo thật sự cũng là tinh linh giống nhau. Xưng được với tiên tử chi danh. Này những tinh linh giống nhau tiên tử tương đương bị phong tỏa ở cái này tiểu sơn cốc chung, Dương Nghị Vân phá trận mà nhập, xem như một cái khách không mời mà đến, chính là đem các nàng sợ hãi. Ngây người qua đi Dương Nghị Vân vội vàng nói, khụ khụ ngươi chờ không cần hiểu lầm, ta là tới giải cứu của các ngươi, đúng rồi các ngươi mặt mẫu đơn nương nương ở nơi nào. Lời này nói chuyện, không có người trả lời hắn một chút. Cái này làm cho Dương mẫu nhân rất là xấu hổ. Hắn ngẫm lại hắn nói như vậy lời nói, tựa hồ cũng rất khó làm người tin tưởng a. Nhưng là, hiện tại nhưng không có gì ma kỷ đi xuống, vừa rồi phá trận động tĩnh, tất nhiên là kinh động rất nhiều người.
ở kéo dài đi xuống, đừng nói cứu này những tinh linh thiên tử, chính hắn cũng đến bị vây công. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân mày nhăn lại, trực tiếp đối với trong đó một cái hỗn nguyên nói tiên nói, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta nói chính là lời nói thật, là Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch nói cho ta các ngươi tình huống, là các nàng để cho ta tới cứu các ngươi cùng các ngươi mẫu đơn nương nương, hiện tại chạy nhanh, ta phá đại trận, đã kinh động đoạn làm gào thét, không có thời gian cùng các ngươi háo đi xuống. Dương Nghị Vân lời này nói xong, lấy danh hỗn nguyên nói tiên sắc mặt biến hóa một chút tiến lên một bước nói, ta tin tiền bối, nô gia chúc tía. Nói chuyện chung đối với Dương Nghị Vân hành lễ, ngay sau đó nói, bọn tỷ muội tránh ra đi, ta có thể cảm giác được vị tiền bối này là tới giúp chúng ta. Dương Nghị Vân nghe được tự xưng chúc tía tiên nữ nói chuyện, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tin, bất quá ngẫm lại Tiểu Bạch đều có thiên phú trực giác, chúc tía tự nhiên cũng sẽ không kém. Mà đối với chúc tía tới nói, Dương Nghị Vân lời nói nàng có thể cảm nhận được trong đó thật giả, huống hồ các nàng tình cảnh, lại kém cũng kém đi nơi nào. Dương Nghị Vân mạnh mẽ phá vỡ đại trận, kỳ thật chính là tốt nhất chứng minh. Cũng nhắc tới Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hai cái, chân thật độ rất cao, cùng với như thế còn không bằng tin tưởng, bởi vì Dương Nghị Vân nói rất đúng, bỏ lỡ lúc sau, có lẽ liền không còn có cơ hội. Lập tức làm sở hữu tỷ muội tránh ra một cái lộ. Chúc tía làm không tồi Dương Nghị Vân tán thưởng một câu. Tiền bối xin theo ta tới, nhà ta nương nương ở bên này. Nhanh lên dẫn đường không có thời gian. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đi theo chúc tía về phía trước mà đi, một đám tiên nữ tránh ra một cái nói, ngay sau đó hắn nhìn đến một gốc cây tươi đẹp vô cùng mẫu đơn. Nở rộ mẫu đơn bị này đó tiên nữ bao quanh vây quanh ở trung tâm, lúc này tận mắt nhìn thấy đến lúc sau, Dương Nghị Vân cũng là nhìn không được cảm thán, hảo một đóa mẫu đơn, hảo một cái vạn hoa chi vương. Hoa mẫu đơn thụ cao nguyệt 3 mét, nhưng lại cành lá tốt tươi, duỗi khai hoa mẫu đơn làm cho cả thế giới đều ảm đạm. Đây là Dương Nghị Vân đệ nhất cảm giác. Giờ phút này trên vai thần ma điểu lại là mở miệng nói, nhược kê đừng cọ sát, có một vị tiên đế đã tới. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu nói chuyện, lập tức phung tay lên, Hồng Y xuất hiện tại bên người, mở miệng đối Hồng Y hạ lệnh nói, Hồng Y muốn đi ngăn trở cái kia tiên đế. Hồng Y ánh mắt một trận lập lòe, ngay sau đó lại là vèo một chút biến mất tại chỗ, đi địa phương cái kia tiên đế đi. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn về phía Trúc Tiến nói, làm ngươi tỉ muội đều đừng buông ra, ta thu bọn họ tiến ta động thiên, đến lúc đó là có thể rời đi. Trúc Tiến nghe được, thấy được Dương Nghị Vân cùng thần ma điểu còn có Hồng Y đối thoại, nghe được đã có tiên đế mà đến, nhưng cũng biết tình huống khẩn cấp, vội vàng nói, bọn tỉ muội mọi người đều đừng phản kháng, vị tiền bối này sẽ mang đại gia tiến vào động thiên, là có thể chạy đi. Một đám tiên tử đều đối Trúc Tiến nói tín nhiệm, không có người phản kháng. Tiếp được sự tình dễ làm, Dương Nghị Vân thần niệm vận chuyển bao phủ mọi người một chút thu vào càn khôn hồ không gian. Đương nhiên giữa sân còn có cái trúc tía để lại, Dương Nghị Vân trọng điểm là muốn đem mẫu đơn nương nương thu vào càn khôn hồ không gian đi, nhưng phía trước nghe Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch nói chuyện, cái này mẫu đơn nương nương cùng hổ gầm sơn trang tọa trấn tiên đế chiến đấu quá, này liền thuyết minh ít nhất cũng là tiên đế đại viên mãn tu vi. Tuy rằng mẫu đơn nương nương hiện tại hiện hóa ra bản thể, nhưng chung quy là mẫu đơn nương nương, tất nhiên nhưng thông linh, không có người tại bên người thật đúng là không dễ làm. Mẫu đơn nương nương ngươi nếu là tin tưởng ta, cũng đừng phản kháng ta muốn thu ngươi tiến ta động thiên, như thế mới có thể có cơ hội rời đi nơi này. Dương Nghị Vân nói xong lại hỏi Trúc Tiến nói, nhà ngươi nương nương có thể nghe hiểu ta nói chuyện đi. Có thể, nương nương mỗi ngày như cũ còn ở tu luyện chung, chỉ là không hóa hình, cũng không khôi phục đỉnh. Trúc Tiến giải thích một câu. Quả nhiên ngay sau đó, mẫu đơn phát ra một trận lóa mắt vầng sáng. Đồng ý, nương nương đồng ý, nói cảm ơn tiền bối. Trúc Tía vội vàng nói. Hảo, ta đây bắt đầu rồi. Dương Nghị Vân nói xong thần niệm cuốn tịch hướng mẫu đơn nương nương, một trận vầng sáng qua đi, mẫu đơn bản thể biến mất tại chỗ, lại là đã bị Dương Nghị Vân thu vào càn khôn hồ không gian chung. Trúc Tía ngươi cũng vào đi thôi, tiến vào sau chiếu cố nhà ngươi nương nương. Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian đối Trúc Tía vung tay lên, cũng đem Trúc Tía cũng thu đi vào. Đến tận đây sở lại cỏ cây tinh quái tất cả đều bị thu vào càn khôn hồ không gian chung, Dương Nghị Vân cũng tặng khẩu khí, hắn đáp ứng Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hứa hẹn làm được. Oanh! Đúng lúc này nơi xa một tiếng nổ vang vang lên. Dương Nghị Vân đôi mắt nhíu lại, liền biết là Hồng Y cùng tiến đến tiên đế đối thượng. Lập tức thân hình chợt lóe, trực tiếp chạy đến. Một cái tiên đế lúc đầu mà thôi, hắn còn không bỏ ở trong mắt.
Hồng Y thực lực kỳ thật cũng đủ nháy mắt hạ gục sơ cấp tiên đế, nhưng là có nhược điểm, bởi vì Hồng Y bản thân chính là bị Nhiếp Hồn lão tổ luyện hóa á thánh con rối, tuy rằng thân thể cường hãn đến biến thái, nhưng thời điểm chiến đấu chung quy yêu cầu người đi chỉ huy mới có thể phát huy suất chiến đấu lực. Hiện giờ tuy rằng ở trong tay hắn sinh ra ý thức, nhưng lại là hoàn toàn mới ý thức, chung quy chỉ là một cái mỏng manh vô cùng ý thức, còn không thể độc lập đi tự hỏi. Cho nên muốn sát một cái lúc đầu tiên đế, dựa vào nàng tự thân là rất khó làm được. Có thể ngăn trở liền không tồi. Dương Nghị Vân giải quyết mẫu đơn nương nương việc, lúc này qua đi là có thể xử lý cái này tiên đế. Cách thật xa liền nhìn đến cái này tiên đế đúng là Đoạn Làm Hổ gầm bên người hai cái tiên đế chi nhất, cũng là giết hại Bảo Thuận Quang hung thú chi nhất. Nheo lại mắt Dương Nghị Vân lẩm bẩm, lão bảo, hiện tại bắt đầu cho ngươi báo thù, cái này tiên đế coi như khi lợi tức. Giờ phút này tên này tiên đế cùng Hồng Y đối kháng một kích sau, khả năng đã biết cùng Hồng Y chống chọi lợi hại, cư nhiên trực tiếp lắc mình cùng Hồng Y bảo trì khoảng cách, ngay sau đó lại là thấy được Dương Nghị Vân xuất hiện. Tức khắc sừng sốt, rồi sau đó giận tím mặt nói, xem ra, là tiểu tử ngươi ở chỗ này làm sự tình. Dương Nghị Vân ha hả cười nói, không sai chính là tiểu gia ta, bất quá ngươi biết cũng không cái gọi là, dù sao tiểu gia ta đều phải giết ngươi, sẽ ta người báo thù. Ngươi đến ngươi, báo thù, tên này tiên đế có chút không rõ. Có nhớ hay không các ngươi ở hỗn loạn tiên vực giết một người, bắt đi một cái, Nga đúng rồi còn có kiến tạo đại sư Lục Bằng Bân, ta chính là bọn họ chủ nhân, tiến đến cho bọn hắn báo thù, ngươi. Hiện tại xem như lợi tức Dương Nghị Vân lạnh giọng nói chuyện. Một cái nho nhỏ tiên vương mà thôi cũng xứng tìm bản đế báo thù, bản đế hiện tại liền giết ngươi. Đoạn Làm Hổ gầm bên người tiên đế. Bị Dương Nghị Vân coi rẻ ngữ khí chọc giận, lập tức đối với Dương Nghị Vân phó tới, giơ tay chi gian phong vân biến sắc, đại lượng pháp lực hội tụ ở nắm tay, bạo giống một tiếng, chết. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, liền chờ tên này tiên đế nắm tay gần người tạp tới. Hắn đảo cũng muốn thử xem, chính mình trong cơ thể lực lượng chuyển hóa thành thần đạo chi lực sau, đến tột cùng có hay không lão cây liễu nói như vậy nhiêu ích. Đồng dạng một tay nắm chặt, pháp lực hội tụ dưới. Trong cơ thể thần đạo chi lực hội tụ ở trên nắm tay, đối với tên này tiên đế một bước bước ra mạnh mẽ nghênh chiến mà đi. Hừ, giờ phút này tên này lão giả tiên đế nhìn đến Dương Nghị Vân cư nhiên đồng dạng một quyền mà đến, tư thế là cùng chính mình cứng đối cứng, hừ lạnh một tiếng, nghĩ một cái nho nhỏ tiên vương mà thôi, quản chi là tiên vương đại viên mãn cũng không phải tiên đế chi uy lại há có thể là tiên vương có khả năng lý giải. Tiểu tử này cùng hắn chống chọi nắm tay. Quả thực chính là tìm chết. Cười lạnh một quyền mà đi. Ầm vang. Răng rắc. Hai người nắm tay đối nắm tay, lại là bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, cùng với một tiếng cốt cách đứt gãy tiếng động nhớ tới. Dương Nghị Vân khóe miệng dương lên. Nhưng là tên này tiên đế lại là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn phát hiện cốt cách đứt gãy chính là hắn. Phi thường khiếp sợ, một cái nho nhỏ tiên song chính mình khả năng. Càng khiếp sợ chính là hắn phát hiện một cổ cuồng bạo vô cùng thế như trẻ che bá đạo lực lượng theo cánh tay trực tiếp vọt vào trong thân thể hắn. Ngay sau đó tên này hiền đệ hoảng loạn. Cho rằng hắn phát hiện đánh sâu vào trong cơ thể lực lượng nháy mắt hủy diệt trong thân thể hắn kỳ kinh bát mạch, oanh một chút trực tiếp đem hắn nói nguyên cấp phá tan. A! À, kêu thảm thiết một tiếng, tên này tiên đế phát hiện trong thân thể hắn muốn bạo tạc giống nhau. Bị tiến vào trong cơ thể bá đạo lực lượng đánh sâu vào dưới như là hồng thủy mãnh thú, trực tiếp phá hủy trong thân thể hắn cùng nhau. Dương Nghị Vân đâu? Tự nhiên là thấy được chính mình thần đạo chi lực uy lực, căn bản liền không phải cái này sơ cấp tiên đế có khả năng thừa nhận. A, oanh! Ngay sau đó tên này tiên đế ở kêu thảm thiết trung thân thể trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Dương Nghị Vân nhìn chính mình nắm tay, hắn thật là dùng tới toàn lực. Nhưng cũng không nghĩ tới có thể một quyền đem một cái sơ cấp tiên đế cấp đánh bạo trình độ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn thật là một quyền đánh bạo một người sơ cấp tiên đế. Đương nhiên căn nguyên nói đến cùng, vẫn là hắn thần đạo chi lực uy lực. Phục hồi tinh thần lại, Dương Nghị Vân tin tưởng càng thêm 10 phần, cái này có đến chơi. Tiếp đón một tiếng Hồng Y mau sắc rời đi, hướng về Tuyết Miêu nơi sơn động chạy đến, nơi nào mới là đại chiến, có một người tiên đế đại viên mãn tọa chấn. Nhiếp Hồn lão tổ cũng ở nơi nào giam giữ. Chờ Dương Nghị Vân rời đi ước chừng vài phút sau, một đội thần hổ vệ đội cùng Đoạn Làm Hổ gầm lại là trước sau chân tới rồi, đến mẫu đơn cốc, chẳng qua, Đoạn Làm Hổ gầm nhìn đến chính là một cái rỗng tuếch sơn cốc,
hắn quyển dưỡng những cái đó tiên tử tất cả đều không cánh mà bay, trọng điểm là mẫu đơn nương nương cũng không thấy. Còn có lợi hại hơn chính là, hắn bên người trong đó một cái tiên đế ngã xuống, bị người giết chết, ở sơn cốc chỉ là tìm được rồi một đống thịt nát. Phốc, Đoạn Làm Hổ gầm hộc ra một ngụm lão huyết, khí phát ra một tiếng thét dài, a. Mẫu đơn cốc phát sinh sự, đối Đoạn Làm Hổ gầm tới nói quả thực là vô cùng tổn thất thật lớn. Chết tiên đế chính là phụ thân phái cho hắn gia tộc chân chính trung tâm thân vệ, là phụ thân bên người thân vệ chi nhất, hiện giờ ngã xuống lúc sau, với hắn mà nói thật sự là không biết ngày sau cấp phụ thân như thế nào công đạo. Đoạn Làm Hổ gầm cái này là thật sự buồn bực, 600 tiên tử cùng mẫu đơn không cánh mà bay, tổn thất một cái tiên đế, cái này tổn thất thật đúng là quá lớn. Bất quá ngay sau đó hắn nghĩ tới càng quan trọng một vấn đề. Đó chính là thổ mộc kết tinh. Thực hiển nhiên hôm nay là có người lăn lộn tiến vào, đây là cố ý muốn ở hắn Hổ gầm sơn trang làm phá hư. Toàn bộ sơn trang đáng giá nhất bảo vật chính là thổ mộc kết tinh, lúc này hắn sắc mặt biến đổi không kịp lại đi tưởng mẫu đơn việc, vội vàng đối với thần hổ vệ đội hét lớn, đi cấm địa. Cấm địa đó là thổ mộc kết tinh cùng nhiệt linh tuyền nơi ở sơn động. Nhiệt linh tuyền có hắn bên người một cái khác tiên đế trung kỳ thủ hạ bảo hộ, thổ mộc kết tinh bị mạnh nhất tiên đế tọa chấn, tuy rằng như thế. Nhưng Đoạn Làm Hổ gầm như cũ tuyệt đối trong lòng bất an, vội vàng chạy tới cấm địa nơi. Một đường mà đi lại cũng là trong lòng lừa gạt, ở hắn Đoạn Làm Hổ gầm tiên sơn, ở bọn họ Đoạn Làm việc nhà tộc tiên vực nơi, cư nhiên có cuồng đồ dám cướp đi hắn mẫu đơn, chém giết hắn thủ hạ tiên đế, Đoạn Làm Hổ gầm vừa kinh vừa giận. Có thể giết được tiên đế giả, tự nhiên cũng không phải người lương thiện. Cho nên hắn trong lòng vẫn là rất cẩn thận. Bên kia cũng lại một lần đem nơi này phát sinh sự tình đăng báo gia tộc, thỉnh cầu gia tộc mau chóng phái cao thủ tiến đến chi viện. Mặc kệ là nhiệt linh tuyền vẫn là thổ mộc kết tinh, này đã thuộc về Đoạn Làm việc nhà tộc tu luyện tài nguyên, phụ thân đại nhân phi thường coi trọng, toàn bộ gia tộc tộc lão đều vô cùng coi trọng. Đây cũng là vì cái gì hắn đường đường Đoạn Làm việc nhà tộc tộc trưởng con thứ ba, sẽ đến Đoạn Làm việc nhà tộc nhất bên cạnh thiên sơn tỏa trấn nguyên nhân. Chính là bởi vì nơi này có thổ mộc kết tinh cùng nhiệt linh tuyền hai đại trọng bảo, trên thực tế hắn là phụng mệnh tọa trấn gào thét tiên sơn. Hiện giờ nếu là này hai dạng đồ vật xảy ra vấn đề, hậu quả thật sự sẽ không dám tưởng tượng, đừng nói hắn tranh thủ tộc trưởng chi vị, chưa chừng mạng nhỏ đều khó bảo toàn, những cái đó duy trì hắn tộc lão ở ích lợi trước mặt cũng sẽ không nương tay, hắn kia đại ca nhị ca càng thêm đều không phải đèn cạn dầu, thổ mộc kết tinh cùng nhiệt linh tuyền ra vấn đề, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Đoạn Làm Hổ gầm mang theo thấp thỏm hướng cấm địa chạy đến, trong lòng cũng một bên đang an ủi chính mình nói thầm nói, không có việc gì, không có việc gì, Ngưu chết già, cấm địa còn có Mộc lão cùng Trần lão bảo hộ, bọn họ một cái là tiên đế trung kỳ, một cái là tiên đế đại viên mãn đỉnh, nhất định không có việc gì. Gia tộc người thực mau sẽ tới rồi. Đoạn Làm Hổ gầm một đường đi đến, hắn cảm nhận được toàn bộ sơn trang đều bị độc khí bao phủ, cũng phát hiện đã chết rất nhiều sơn nô bộc, nhưng hắn không có biện pháp. Tầm thường giải độc đan dược căn bản là vô dụng tác dụng, chỉ có tu vi đạt tới tiên vương cấp bậc mới có thể nhìn xem loại kém độc khí. Khá vậy không dám vận chuyển pháp lực, liền như hắn đi, nếu không có gia tộc trọng bảo trong người, lúc này sợ cũng muốn đã chịu độc khí ảnh hưởng. Bên người thần hổ vệ đội cũng là hợp thành độc đáo trận pháp mới có thể ngăn cản độc khí, nếu không đều sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Dù sao Đoạn Làm Hổ gầm cảm giác chưa từng có như thế không xong. Không nói đến Đoạn Làm Hổ gầm buồn bực, tương phản Dương Mẫu Nhân lại là mang theo Hồng Y cùng thần ma điểu một đường sát vào Hổ gầm sơn trang cấm địa sơn động. Nhất cử đắc thủ giải cứu 600 cỏ cây tinh quái hoa tiên tử cùng mẫu đơn nương nương, lại một quyền xử lý một cái tiên đế lúc đầu cao thủ, Dương Mẫu Nhân tâm tình không tồi. Đối tự thân lực lượng cũng là tràn ngập tự tin. Sơn động trong vòng tự nhiên không thể thiếu Hổ gầm sơn trang hộ vệ bảo hộ gác, nhưng với hắn mà nói đều là mới, một đường nghiền áp qua đi. Căn cứ Tuyết Miêu giảng thuật vào sơn động lúc sau, 500 mễ nơi, chính là ba điều phân nhánh sơn động, bên trái một cái đi vào là nhiệt linh tuyền thủy nơi, có một người tiên đế trung kỳ tọa chấn, bên kia cũng ở kiến tạo cung điện, bên phải là giam giữ nhiếp hồn lão tổ nơi nhà giam, có 6 gã thần hổ vệ đội tồn tại, với hắn mà nói vấn đề không lớn. Trung gian một cái thông đạo đi vào chính là thổ mộc kết tinh nơi, nơi nào tọa chấn chính là tiên đế đại viên mãn cao thủ. Dương Nghị Vân cấp Tuyết Miêu công đạo. Mặt khác không cần phải xen vào giao cho hắn, làm Tuyết Miêu trực tiếp đi đem 18 viên trăm đầu độc huyết đan kíp nổ đi đối phó cái kia đại tiên đế. Toàn bộ sơn động rất lớn thực rộng mở,
hoàn toàn chính là ở thiên nhiên cơ sở thượng nhân công mở mà ra bộ dáng, cao đều ở 10 trượng phía trên, độ rộng liền càng không cần phải nói, ước chừng có 100 mét. Thực mau Dương Nghị Vân trong tầm mắt thấy được 3 cái thông đạo, tới rồi Tuyết Miêu theo như lời phân nhánh nơi. Không chút do dự Dương Nghị Vân đi bên phải thông đạo, hắn đầu tiên muốn đem Nhiếp Hồn lão tổ cấp liền ra tới. Tiến vào bên phải thông đạo lúc sau hành đến 100 mét, biên thấy được hai sườn đều xuất hiện từng tòa pháp lực dày đặc hình thành nhà tù, Dương Nghị Vân không có nhiều đi chú ý, trực tiếp đi phía trước đi, dựa theo Tuyết Miêu điều tia, Nhiếp Hồn lão tổ bị giam giữ ở số 56 nhà tù. Lão ốc, mau đến thời điểm Dương Nghị Vân kêu to một tiếng. Âm u ẩm ướt nhà giam chung, cả người là thương Nhiếp Hồn lão tổ ốc có trí, hai tròng mắt ảm đạm, tràn ngập tuyệt vọng, hắn hồi tưởng chính mình nhất sinh quả thực chính là bi kịch. Nhập tông môn thời điểm nhấp nhô, thật vất vả đi vào tông môn đã bái cái sư phụ, kết quả ngày hôm sau liền treo, từ nay về sau chính mình một người tu luyện, một đường đi tới nhưng va va đập đập cuối cùng thành tiên. Đi theo sư môn sư thúc đi thủy tinh động lúc sau mới xem như nghiêu bức một hồi, được đến sư thúc trước khi chết công pháp, đến tận đây tu luyện Nhiếp Hồn đại pháp, hơn nữa được đến hai tôn á thánh con rối, vốn tưởng rằng từ đây lúc sau liền nghiêu bức, nhưng không nghĩ tới tu luyện thành công lúc sau lần đầu tiên rời núi liền đụng phải Dương Nghị Vân, kết quả. Không cần phải nói đi. Chỉ chớp mắt trở thành Dương Nghị Vân nô bộc, nhưng Dương Nghị Vân cái này chủ nhân đối hắn cũng không tệ lắm, thực tín nhiệm. Giao cho hắn như vậy nhiều cực phẩm tiên thạch đi chủ hoại kiến lập vân môn. Nhưng hắn ngày đó cũng là khoe khoang, bại lộ tài phú, vì thế bi kịch liền tới rồi, đụng phải đoạn làm hổ gầm cái này sát tinh, trực tiếp bị chộp tới nơi này, hung hăng tàn phá hắn một phen, muốn cho hắn giao ra Nhiếp Hồn đại pháp công pháp tới. Nếu không phải hắn ý thức hải có cấm chế tồn tại, đoạn làm hổ gầm đã sớm đối hắn siêu hồn, đương nhiên hắn cũng sẽ không dễ dàng giao ra công pháp, vì thế hắn liền đã chịu phi người tàn phá. Đã bị giam giữ mười mấy năm, tại đây không thấy ánh mặt trời sơn động nhà giam chung, Nhiếp Hồn lão tổ cảm giác chính mình muốn xong rồi, cũng kiên trì không nổi nữa. Bởi vì hắn bị tàn phá đã cả người pháp lực toàn vô, tiên hồn cũng bị phong ấn lên, hiện tại hoàn toàn chính là một cái nửa phế trạng thái, ở như vậy đi xuống, không cần ở đi đòn hiểm hắn, cũng mau treo. Trong lòng nghĩ như vậy, Nhiếp Hồn lão tổ hai tròng mắt tĩnh mịch một mảnh. Mỗi một khắc hắn mơ hồ nghe được một tiếng kêu to. Lão ốc, rất quen thuộc thanh âm, tựa hồ như là chủ nhân Dương Nghị Vân, nhất định là bị thương quá nặng, sinh ra ảo giác. Nhiếp Hồn lão tổ nghĩ như vậy, chính là ngay sau đó hắn lại nghe được một tiếng. Lão ốc, lần này Nhiếp Hồn lão tổ nghe rất rõ ràng, là chủ nhân thanh âm. Khụ khụ, một kích động cắn răng kiên trì bò lên, hai tròng mắt trung tràn ngập hy vọng. Lão ốc, này một tiếng lạc bế thời điểm. Một bóng hình trực tiếp xuất hiện ở nhà giam trước. Một đầu đầu bạc, củ ấu rõ ràng ngũ quan, sáng ngời có thần hai mắt, phía sau đi theo một người thân xuyên đỏ thắm chiến giáp nữ tử. Người này không phải Dương Nghị Vân vẫn là ai? Ngây người lúc sau, Nhiếp Hồn lão tổ lại là rốt cuộc nhìn không được lão lệ tung hoành hoa một chút khóc ra tới, chủ nhân. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Ô ô, Dương Nghị Vân nhìn đến cả người là thương. Thần thức đảo qua toàn thân cốt cách cơ hồ đứt gãy Nhiếp Hồn lão tổ có trí, lại cũng là thất thần, quá độc ác, thực hiển nhiên hắn bị rất lớn khổ. Cũng may nói nguyên cùng tiên hồn tuy rằng bị người phong ấn, nhưng lại không phế bỏ. Cái này làm cho hắn tặng một hơi. Dương Nghị Vân hai tròng mắt trung sát khí bốn phía, hít sâu một hơi nhìn Nhiếp Hồn lão tổ nói, lão ốc người chịu khổ. Nhiếp Hồn lão tổ nghe được Dương Nghị Vân này một câu, trong lòng vô cùng ấm áp, lão lệ tung hoành. Cảm giác thu tội có Dương Nghị Vân những lời này đáng giá. Oanh! Dương Nghị Vân nói chuyện chung bỗng nhiên một kích đem nhà giam thượng cấm chế một kích phá hủy, một chân đá văng cửa lao, đi vào. Chủ nhân! Nhiếp Hồn lão tổ giờ phút này toàn thân xương cốt đại bộ phận đứt gãy, muốn hành lễ giấy ruộng hai lần lại cũng chưa đứng dậy. Đừng nhúc nhích, ta trước cấp chữa thương, há mồm Dương Nghị Vân nói chuyện bên trong, lại là không chút do dự một chút đem tam tích sinh mệnh chi thủy cấp Nhiếp Hồn lão tổ ăn vào. Giống. Tam tích sinh mệnh chi thủy một chút ở Nhiếp Hồn lão tổ trong cơ thể nổ tung, cái này phi thường cường đại sinh cơ năng lượng, làm Nhiếp Hồn lão tổ nhìn không được phát ra một tiếng cực hạn thét dài. Nếu không phải Dương Nghị Vân pháp lực tiến vào trong thân thể hắn dẫn đường, tam tích sinh mệnh chi thủy năng lượng có thể làm hắn nổ tan xác. Bất quá Dương Nghị Vân cũng là tưởng mau chóng làm Nhiếp Hồn lão tổ khôi phục, hắn thương thế quá nặng. Thân thể tiên thể tương đương muốn núp lại một bên.
Cũng may sinh mệnh chi thủy công hiệu chính là làm cái này, sở bất đồng chính là, hắn sẽ hỗ trợ. Một bàn tay đánh vào Nhiếp Hồn lão tổ trên người, cường đại thần đạo chi lực tiến vào Nhiếp Hồn lão tổ trong cơ thể, Dương Nghị Vân trực tiếp thô bạo đánh sâu vào khai Nhiếp Hồn lão tổ nói nguyên cùng tiên hồn phong ấn, rồi sau đó bắt đầu nói, đừng phân tâm vận chuyển công pháp, ta trợ ngươi giúp một tay chữa trị thương thế. Nhiếp Hồn lão tổ nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, vội vàng đi vận chuyển công pháp, quả nhiên hắn pháp lực phong ấn cùng tiên hồn đều giải khai, trong lòng có chút khiếp sợ, chủ nhân tu vi lại cường đại rồi a. Phong ấn hắn nói nguyên cùng tiên hồn người là cái tiên đế đại viên mãn cường giả, Nhiếp Hồn lão tổ rất rõ ràng, bực này phong ấn không có cùng cấp bậc tu vi không giải được, nhưng không nghĩ tới chủ nhân nhà mình cư nhiên nháy mắt liền giải khai phong ấn. Thật sự làm hắn chấn động. Bất quá giờ phút này cũng không có thời gian cảm khái, trong cơ thể sinh cơ bồng bột dựng lên, ở chủ nhân dưới sự trợ giúp, hắn muốn chữa trị thương thế đứt gãy cốt cách từ từ, tương đương là muốn đúc lại. Không bao lâu trong cơ thể cuồn cuộn sinh cơ chi lực dưới sự trợ giúp, Nhiếp Hồn lão tổ kinh hỉ phát hiện hắn thương thế đang ở bằng hỏa tiễn giống nhau tốc độ chữa trị chung, hơn nữa pháp lực vận chuyển mà đến sau, ở chủ nhân pháp lực dưới sự trợ giúp, hắn cư nhiên cảm nhận được muốn đột phá. Mỗ một khắc, Nhiếp Hồn lão tổ trong cơ thể. Răng rắc, oanh, thành tựu tiên đế, không tồi, xem ra ngươi lần này bị tội cũng không tính bạch tao. Dương Nghị Vân cười ha hả thu công. Hắn không nghĩ tới trợ giúp Nhiếp Hồn lão tổ chữa thương lúc sau, cái này lão tiểu tử thuận thế đột phá, tu vi rốt cuộc bước vào tiên đế chi cảnh. Dương Nghị Vân kỳ thật cũng biết, Nhiếp Hồn lão tổ có thể ở thời điểm này đột phá, nguyên nhân là rất nhiều. Đầu tiên Nhiếp Hồn lão tổ bản thân chính là tiên vương đại viên mãn tu vi, hơn nữa thời gian thượng cũng không ngắn, khoảng cách tiên đế chi cảnh cũng chính là một bước xa mà thôi. Tiếp theo lần này bị tội với hắn mà nói cũng là một lần mưu trí lịch trình mài giũa. Khiêng xuống dưới giữa lưng cảnh tất có tăng trưởng. Ở chính là Dương Nghị Vân một lần cho tam tích sinh mệnh chi thủy, tương đương trọng tố một lần thân thể, hơn nữa Dương Nghị Vân thần đạo chi lực giúp dẫn đường trợ giúp, cho nên đột phá tiên đế chi cảnh cũng coi như là nước chảy thành sông. Vài phút sau Nhiếp Hồn lão tổ ngừng lại, xoay người đối Dương Nghị Vân bái tạ, đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Đột phá đến tiên đế chi cảnh sau, Nhiếp Hồn lão tổ trong lòng khói mù trở thành hư không. Trong lòng vô cùng hẹn trước đối với Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ. Được rồi, đây cũng là ngươi tạo hóa, đứng lên đi, lần này việc, chung quy là ngươi cấp tông môn xuất lực tạo thành, giúp ngươi cứu ngươi đều là hẳn là, đi thôi, kế tiếp chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm. Dương Nghị Vân nói xong, tổng cảm giác tựa hồ thiếu cái gì, tả hữu vừa thấy liền phát hiện hắc giáp con rối không hề, lúc này mới hỏi, hắc giáp không cùng ngươi giam giữ ở bên nhau. Nhiếp Hồn lão tổ cười khổ nói. Hắc giáp bị một người tiên đế đại viên mãn cường giả mang đi. Dương Nghị Vân vừa nghe, ngẫm lại hẳn là bị tỏa chấn ở thổ một kết tinh nơi tên kia tiên đế mang đi, lại là không biết mang đi có cái gì mưu đồ, tất nhiên không đơn giản đi. Người cùng hắc giáp chi gian liên hệ cảm ứng như thế nào? Dương Nghị Vân tiếp tục hỏi. Nhiếp Hồn lão tổ cười khổ lắc đầu nói, mất đi cảm ứng. Nói xong lại là tự tin nói, bất quá chủ nhân yên tâm, hiện giờ ta thành tựu tiên đế. Nhiếp Hồn đại pháp có thể phát huy ra lớn hơn nữa uy lực, bọn họ muốn đi thao tác hắc giáp khi đó nằm mơ, Nhiếp Hồn đại pháp huyền diệu há có thể là bọn họ có thể biết được, đợi khi tìm được hắc giáp ta một giây làm hắn trở về. Nói những lời này thời điểm, Nhiếp Hồn lão tổ tràn ngập tự tin. Như thế rất tốt, đi thôi, ta làm Tuyết Miêu đi đối phó cái kia đại tiên đế đi, cũng không biết tình huống như thế nào. Dương Nghị Vân nói chuyện chung đi ra nhà giam. Nhiếp Hồn lão tổ đi theo đi ra ngoài. Lại là mở miệng nói, chủ nhân có không từ từ. Dương Nghị Vân dừng lại, nhíu mày nói, chuyện gì? Nhiếp Hồn lão tổ nói, nơi này giam giữ tu sĩ, phần lớn đều bất phàm, hơn nữa đại bộ phận đều là bị đoạn làm hổ gầm nắm chặt tu sửa cung điện người, chẳng qua những người này đều là đại bộ phận bị đoạn làm hổ gầm diệt tông môn người, chết đều sẽ không cấp đoạn làm hổ gầm hiệu lực, xem như đoạn làm việc nhà tộc kẻ thù, không bằng chúng ta đưa bọn họ thả ra, có nguyện ý đi theo chúng ta đi theo. Không muốn cũng giúp bọn hắn một phen, tiếp một cái thiện duyên tốt không? Dương Nghị Vân nghe Nhiếp Hồn lão tổ nói chuyện, không ngừng gật đầu, có giác ngộ, không tồi, chuyện này ngươi xem, ta đi ra ngoài nhìn xem Tuyết Miêu bên kia tình huống, tổng cảm giác không yên tâm, còn có ngươi ra tới sau, bên trái thông đạo bên kia, đem lục bằng bân cấp mang đi, đúng rồi bên kia có cái tiên đế trung kỳ khả năng ứng phó. Chủ nhân yên tâm, nơi này liền giam giữ hai cái tiên đế, liền đi chỗ sâu trong. Hắn thả bọn họ ra tới,
làm báo đáp bọn họ cũng sẽ giúp chúng ta xử lý cái kia tiên đế. Nhiếp hồn lão tổ nói. Hảo, người xem làm đi, ta đi trước một bước. Nói chuyện chung giống nhau cho nhiếp hồn lão tổ 30 viên giải độc đan, phòng ngừa chúng độc, đương nhiên thứ này hiện tại thành tựu tiên đế hẳn là có thể ứng phó độc khí, bất quá nhiều ít vẫn là sẽ đã chịu ảnh hưởng, liền 30 viên giải độc đan hắn cứu bao nhiêu người chính mình nhìn làm đi. Chủ nhân đi thong thả, ta theo sau liền đến. Dương Nghị Vân mang theo Hồng Y Đường cũ phản hồi, xuất hiện ở trung ương thông đạo, Tuyết Miêu có thể hay không dùng độc đan giải quyết cái kia đại tiên đế hắn cũng không biết, chung quy không yên tâm vẫn là đi xem hảo. Cũng không biết Tuyết Miêu mang theo trăm đầu độc huyết đan có thể hay không đối cái kia đại tiên đế khởi đến tác dụng, thật làm hắn lo lắng. Thực mau Dương Nghị Vân vọt vào trung gian trong thông đạo, thẳng đến chỗ sâu trong. Oanh! Miêu! Theo vào đi không bao lâu, trong tai liền truyền đến tiếng gầm rú cùng Tuyết Miêu tiếng kêu. Dương Nghị Vân trong lòng bỗng nhiên cả kinh, mang theo Hồng Y nhanh hơn tốc độ mà đi. Nghe thanh âm này hiển nhiên, Tuyết Miêu cùng cái kia đại tiên đế đã đối thượng. Dương Nghị Vân biết Tuyết Miêu ẩn nấp bản lĩnh, liền tính là tiên đế cũng rất khó phát hiện nàng, nhưng hiện tại xem ra, chẳng những bị đối phương phát hiện, lại còn có đánh lên. Này cũng thuyết minh tọa trấn nơi này đại tiên đế cũng không phải hời hợt hạng người. Có thể phát hiện Tuyết Miêu ẩn nấp liền không phải bình thường đại tiên đế. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ vội vàng chạy như bay mà đi. 300 mễ sau, một chỗ kết giới nhưng ở trước mặt. Nội loại truyền đến tiếng đánh nhau lớn hơn nữa. Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, giơ lên nắm tay hội tụ pháp lực toàn lực xuất kích, hắn còn sợ một quyền phá không khai kết giới, đối với Hồng Y hạ lệnh, Hồng Y. Làm Hồng Y cùng nhau xuất kích. Oanh răng rác. Cùng Hồng Y thêm cùng nhau sơ cấp, oanh kích ở kết giới thượng, tức khắc một tiếng nổ vang dưới, kết giới nháy mắt phá vỡ. Ngay sau đó một cái rất lớn đại sảnh xuất hiện, 300-400 mét bình phương bộ dáng. Mà trong tầm mắt xuất hiện Tuyết Miêu cùng một người thân xuyên hắc y lão giả. Còn có một cái quen thuộc thanh âm, hắc giáp con rối. Nhìn qua cư nhiên là hắc y lão giả cùng hắc giáp cùng nhau ở công kích Tuyết Miêu. Tuyết Miêu tuyết trắng lông tóc thượng dính đầy vết máu. Hắc y lão giả hơi thở cường đại vô cùng, hiển nhiên tựa hồ tiên đế đại viên mãn tồn tại. Hắn cùng Hồng Y tiến vào sau, lại là đối phương phát hiện bọn họ. Bốn mắt nhìn nhau dưới, Dương Nghị Vân phát hiện tên này tiên đế sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhìn qua là chúng độc dấu hiệu. Trong lòng vui vẻ, nghĩ đến là Tuyết Miêu hạ độc đắc thủ, nhưng đối phương cường đại cũng phát hiện Tuyết Miêu, đánh lên, trọng điểm là hắc giáp. Giờ phút này hắc giáp cư nhiên ở công kích Tuyết Miêu. Này thuyết minh hắc giáp con rối bị tên này tiên đế cấp khống chế, hơn nữa còn thao tác công kích Tuyết Miêu. Dương Nghị Vân hoàn hồn, Hồng Y hắc giáp sao cho ngươi. Hắc giáp đồng dạng là á thánh thân thể, cũng chỉ có Hồng Y có thể đối thượng. Dứt lời hắn nháy mắt công kích hướng hắc y lão giả, đầu tiên phải cho Tuyết Miêu giải vây mới được. Miêu, có lẽ là Dương Nghị Vân xuất hiện, làm Tuyết Miêu đáy lòng có tự tin, phát ra một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó Tuyết Miêu nhào hướng hắc y tiên đế, há mồm phun ra một ngụm hàn băng chi khí. Tên này lão giả tựa hồ đã sớm kiến thức quá Tuyết Miêu miệng phun hàn khí uy lực, cũng không cam đi tiếp, trực tiếp lắc mình tránh né. Mà Dương Nghị Vân giờ phút này xuất kích lại biết là cơ hội tốt, một trường đối với hắc y tiên đế đánh qua đi, hóa hình ra pháp lực ngưng tụ một trường, cũng không có tùy tiện đối phương cận chiến đấu. Hừ tìm chết. Hắc y tiên đế, hừ lạnh một tiếng. Hắn kêu Trần Kỳ Thuật, là đoạn làm hổ gầm bên người mạnh nhất tiên đế, cũng là tỏa chấn hổ gầm sơn trang người, sẽ không dễ dàng đi theo đoạn làm hổ gầm ra cửa. Vẫn luôn ở chỗ này phụ trách chấn thủ, bởi vì nơi này có thổ mộc kết tinh, càng nhiều cũng là đoạn làm việc nhà tộc tộc trưởng ý tứ, có thực lực có địa vị. Xem như đoạn làm việc nhà tộc trung tâm khách khanh chi nhất. Hôm nay hắn lại là nói, vô hình trung bị vẫn luôn miêu cấp hạ độc. Tuy rằng tiến vào trong cơ thể độc khí bị hắn áp chế xuống dưới, nhưng như cũ đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Phẫn nộ dưới Trần Kỳ Thuật cấm thuật thi triển, đem ẩn thân trung Tuyết Miêu bức bách ra tới, lại là phát hiện này chỉ miêu thật sự là quỷ dị vô cùng, phi thường khó chơi. Bất quá cũng may hắn mấy ngày trước tìm đoạn làm hổ gầm muốn tới một tôn con rối, hơn nữa này tôn con rối cư nhiên là á thánh thân thể, nhưng đem hắn cao hỏng rồi, tiêu phí rất lớn sức lực đem này tôn á thánh con rối cấp khống chế. Thao tác ở chính mình trong tay, trở thành cường đại trợ lực. Cũng là vì có này tôn con rối ở, hắn bị thương nặng Tuyết Miêu. Chiến đấu chi gian vốn tưởng rằng thực mau là có thể bắt lấy Tuyết Miêu,
nói biết tại hạ một khắc lại vọt vào hai người, một cái đầu bạc tiểu tử, tiên vương đại viên mãn, một cái khác một thân đỏ thắm chiến giáp nữ tử, cẩn thận một cảm thụ, lại là phát hiện cái này hồng y chiến giáp nữ tử cư nhiên cùng hắc giáp con rối giống nhau. Đều đúng vậy á thánh thân thể. Ngay từ đầu Trần Kỳ Thuật nghĩ tới hắc giáp sau lưng có người, nhưng tuyệt đối không phải Đoạn Làm Hổ gầm chộp tới cái kia lão giả, hiện tại xem ra hắn đoán đúng rồi, cái này đầu bạc thanh niên có lẽ mới là sau lưng người. Tuy rằng nhìn qua cái này đầu bạc thanh niên là tiên vương đại viên mãn tu vi, chính là Trần Kỳ Thuật biết, đều không phải là mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Bởi vì hắn bày ra kết giới, không có đồng dạng tiên đế đại viên mãn tu vi thực lực, phá không khai, nhưng tên này thanh niên cư nhiên phá hắn kết giới. Này thuyết minh thanh niên này đồng dạng có tiên đế cấp bậc thực lực. Nghĩ đến đây thời điểm, Trần Kỳ Thuật trong lòng cũng cả kinh. Đối mặt Dương Nghị Vân một trưởng tới đánh. Hắn cảm nhận được hơi thở, lại là ngây người, hắn cảm giác chung một trưởng này uy lực, nhiều nhất miễn cưỡng tiên đế hậu kỳ, còn không đạt được tiên đế đại viên mãn thực lực. Cái này Trần Kỳ Thuật yên tâm một ít, ngẫm lại vừa rồi phá vỡ hắn kết giới có lẽ còn có cái kia hồng y chiến giáp á thánh nữ tử, hoặc là nói con rối thời điểm, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Nghĩ như thế, Trần Kỳ Thuật đối mặt Dương Nghị Vân một trưởng đánh tới, cười lạnh một tiếng, tiểu tử tìm chết. Bạo giống một tiếng ngay sau đó Trần Kỳ Thuật, đôi tay bỗng nhiên huy động, đế uy vô hình, thiên địa đại đạo, vì Ngô sử dụng, chấn, toái, hóa, sát. Một hơi thi triển ra bốn chữ chân ngôn phương pháp. Đem tiên đế cảnh giới độc đáo thiên phú công kích, đế uy đại đạo cấp thi triển ra tới. Hóa thành bốn cái pháp lực dung hợp đại đạo thực chất hóa vòng sáng, lại là đối với Dương Nghị Vân pháp lực ngưng tụ một trường đối thượng. Oanh! Gần một cái vầng sáng xuất hiện. Đối thượng Dương Nghị Vân pháp lực một trưởng liền đem Dương Nghị Vân một trưởng này hóa giải. Còn lại ba cái vòng sáng lại là đối với Dương Nghị Vân trực tiếp áp đảo mà đến. Giờ phút này Dương Nghị Vân cũng là trong lòng khiếp sợ, ám đạo tiên đế đại viên mãn tiên đế quả nhiên cường hãn, chiêu thức ấy có thiên địa chi uy tồn tại, hắn cảm thụ uy áp cùng cường đại cuồn cuộn pháp lực đối với hắn cuốn tịch mà đến. Giờ khắc này Dương Nghị Vân biết không có thể ở có bảo lưu lại, nếu không cái này chính mình sẽ thiệt thòi lớn. Đôi tay duỗi khai chấp động chi gian tay trái chấp động chi gian còn thừa bốn phiến ngũ lôi tím lá cây toàn bộ nơi tay, tay phải chung ba viên dưa hấu lôi xuất hiện. Cho ta bảo. Dứt lời chi gian Dương Nghị Vân đem trong tay ngũ lôi lá cây cùng ba viên dưa hấu lôi toàn bộ ném tên này tiên đế, cùng thời gian đối với Tuyết Miêu vung tay lên mang theo Tuyết Miêu nháy mắt tiến vào càn khôn hồ không gian. Ầm 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 oanh. Tiến vào càn khôn hồ nháy mắt trong tai liền vang lên tiếng sấm chi uy, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Mới vừa liền đi Dương Nghị Vân thần thức liền ở quan sát, lại là nghe được một tiếng tham gia, a. À. Giây lát chi gian nổ mạnh xong, ngay lập tức Dương Nghị Vân mang theo Tuyết Miêu lại lần nữa đi ra ngoài. Tại chỗ xuất hiện một cái 5 đến 60 mét hố to, khói đặc cuồn cuộn. Hắn thần thức đảo qua tức khắc liền phát hiện tên này tiên đế bị áp chặt đứt hai chân cùng một cái cánh tay, miệng phun máu nằm ở mười mấy mét hố to chung, cư nhiên còn chưa có chết. Bất quá cái này với hắn mà nói đã không có nguy hiểm. Ngắm. Lúc này, lại là Tuyết Miêu một tiếng miêu kêu, hóa thành một đạo bạch quang vọt vào hố to. Ngay sau đó một tiếng tuyệt vọng vang lên, không, a, à. Thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Lại là trực tiếp bị Tuyết Miêu múa may lợi chảo, xé thành mảnh nhỏ. Trần Lão. Giờ phút này nơi xa ngoài động vang lên tiếng quát tháo. Dương Nghị Vân vừa nghe tựa hồ là Đoạn Làm Hổ gầm thanh âm. Ngay sau đó Dương mẫu nhân tốt nhất lộ ra tà tà ý cười. Đang lo xong việc còn muốn đi tìm Đoạn Làm Hổ gầm tính sổ, này khen ngược, tiểu tử này cư nhiên chính mình tìm tới, nhưng thật ra bớt việc. Lần này có thể xử lý cái này đại thiên đế, Dương Nghị Vân nghĩ đến có Tuyết Miêu hơn phân nửa công lao. Thực hiển nhiên Tuyết Miêu hạ độc là thành công, chỉ là sau lại bị phát hiện, nhưng chung quy là hạ độc, hơn nữa Dương Nghị Vân cho Tuyết Miêu một nửa độc đan, cũng đủ cái này tiên đế uống một hồ. Hơn nữa Tuyết Miêu thiên phú dị bẩm, hoặc nhiều hoặc ít là phải cho cái này tiên đế tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Mới đầu Dương Nghị Vân nhìn đến hắc y tiên đế khóe miệng lưu lại chính là tốt nhất chứng minh. Độc đan có khả năng bị tiên đế áp chế xuống dưới, nhưng là bực này độc đan nếu thúc dục công tất nhiên phản phệ, hắn toàn lực sơ cấp, hơn nữa thần đạo chi lực lực lượng độc đáo, tuy rằng không có đối cái này tiên đế tạo thành cái gì nguy hiểm, nhưng chung quy làm cái này tiên đế toàn lực ứng phó rồi một lần. Như thế tất nhiên vận dụng công pháp, khiến cho độc khí phản phệ, đây là trong đó một nguyên nhân. Bất quá nói trở về tới,
đích xác cao giai tiên đế có thủ đoạn, Dương Nghị Vân thừa nhận dựa pháp lực thần thông, chẳng sợ hắn pháp lực đặc thù cũng không phải cao giai tiên đế đối thủ. Trực tiếp bị đối phương cấp toàn lực áp chế xuống dưới, nếu không phải trong tay hắn có ngũ lôi tím lá cây cùng dưa hấu lôi bực này đại sát khí, còn có tiên đế bản thân trúng độc, Dương Nghị Vân nghĩ đến hôm nay kết quả hắn tất nhiên sẽ thảm bại. May mắn chính là, hắn dùng đại sát khí đem cái này tiên đế cấp tạc đến tàn phế, Tuyết Miêu phía trước bị tiên đế hiện lên, đối cái này tiên đế có hận ý, vô dụng hắn mở miệng trực tiếp vọt vào hố to liền đem cái này tiên đế cấp xé thành mảnh nhỏ. Từ điểm này thượng xem, Tuyết Miêu cũng là cái mang thù miêu. Dương Nghị Vân nghĩ về sau vẫn là đối Tuyết Miêu hảo điểm, chung quy là mẫu, tính tình liệt, mang thù, không hảo sống chung, thế gian vì nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Những lời này hắn cho rằng áp dụng với bất luận cái gì từ tính sinh vật. Cũng may một cái đại địch cuối cùng là cho diệt trừ. Kỳ thật Dương Nghị Vân cẩn thận tưởng tượng, hắn hiện tại thực lực hơn nữa phần ngoài như Tuyết Miêu Hồng Y chờ phụ trợ, cổ lực lượng này bực này thực lực, đã siêu nghiêu ích. Tuyết Miêu là thiên phú dị bẩm biến dị tồn tại, là đã chịu hàn băng căn nguyên chi lực ảnh hưởng hạ biến dị yêu tu, bản thân là có thể phát huy ra hàn băng căn nguyên lực lượng. Muốn thẳng tới bực này lực lượng chính là có thể đông chết tiên đế chi cảnh cường giả, hơn nữa Tuyết Miêu thiên phú bản lĩnh, còn đừng nói thật không phải giống nhau cường hãn. Mà Hồng Y cũng sinh ra hoàn toàn mới ý thức, lại còn có ở dần dần thành thục xưởng trưởng, chính là á thánh thân thể, đây là tiên giới cái này trình tự mạnh nhất thân thể tồn tại, có thể kháng hạ bất luận cái gì công kích, lúc trước hắn dùng dưa hấu lôi cũng chưa tạc thương Hồng Y chút nào. Cùng Hồng Y phối hợp thích đáng, đối phó cao giai tiên đế cũng có thể có thừa lực. Mà chính hắn, Dương Nghị Vân chính mình đều không rõ ràng lắm hắn hiện tại là cái gì trạng huống, tu thần đạo, tu luyện xuất thần nói chi lực sau, nghiêm khắc lão nói hắn tu vi cảnh giới đã không thể dùng lẽ thường dùng tiên giới mặt khác tu sĩ tới cân nhắc làm tương đối. Tiên vương đại viên mãn tu vi nháy mắt hạ gục tiên đế lúc đầu, chấn áp tiên đế trung kỳ, cứng đối cứng tiên đế hậu kỳ, chỉ có đối thượng tiên đế đại viên mãn tồn tại hắn mới cảm giác lực bất tòng tâm, nhưng cũng dám một trận chiến. Hơn nữa dưa hấu lôi ngũ lôi diệp từ phụ trợ, tựa hồ hoàn toàn nhưng chiến đấu tiên đế đại viên mãn. Ngẫm lại cũng đích xác, hắn ở bất chi bất giác chung nghiêu ích. Này vẫn là ở thần đạo chi lực hắn không có khai quật ra tiềm lực dưới tình huống, dựa theo lão cây liễu cách nói, chờ hắn chậm rãi khai quật xuất thần nói chi lực sau, liền biết cái gì mới là thần đạo truyền thừa tu luyện giả. Lại còn có thể có cơ hội khai sáng xuất từ thân tu luyện công pháp thần thông chiến kỹ từ. Lại nói tiếp hắn quả thực là hắc mã tiềm lực. Dương Nghị Vân như vậy tưởng tượng, hắn tuyệt đối từ nay về sau, chính mình hẳn là đại khí một chút, hoặc là nói hẳn là kiêu ngạo một chút mới hảo. Rõ ràng có tiên đế thực lực, lại là không có tiên đế khí thế. Tỷ như hắn chứng kiến quá những cái đó tiên đế, cái nào không phải lỗ mũi hướng lên trời tồn tại. Như vậy ngẫm lại sau, Dương mỗ nhân nội tâm bất chi bất giác liền có biến hóa, vô hình bên trong sinh ra một cổ khí chàng tồn tại. Đây là tự tin biến hóa, cũng là một loại cường giả tự tin. Càng là tu luyện công pháp mang đến tự tin. Thực lực tự tin. Miêu. Tuyết Miêu một kêu, hóa thành một đạo bóng trắng từ hố to đi lên, trong miệng ngậm một quả chứa đựng tiên giới, đặt ở Dương Nghị Vân trước mặt. Dương Nghị Vân sửng sốt, lần đầu tiên cảm giác Tuyết Miêu thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Ha ha cười thu hồi chiếc nhẫn này. Nhìn thoáng qua Tuyết Miêu trên người có vết máu. Hỏi, thương thế như thế nào? Chủ nhân chỉ là chảy ra, không quan trọng. Tuyết Miêu miệng phun nhân ngôn trả lời. Vậy là tốt rồi, Dương Nghị Vân gật gật đầu. Trần lão. Lúc này bên ngoài kêu to lại vang lên, càng ngày càng gần. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt chờ. Cái này có thể xác định người tới đúng là đoạn làm hổ gầm. Bên kia Hồng Y cùng Hắc Giáp cũng ngừng lại, Hắc Giáp bị tiên đế thao tác, này đó cái này tiên đế bị xử lý. Hắc Giáp liền vẫn không nhúc nhích. Hồng Y cũng ngừng lại. Là chủ động dừng lại, không có Dương Nghị Vân hạ lệnh. Từ điểm này thượng xem, Dương Nghị Vân biết Hồng Y ý thức có thành thục một ít, có lẽ chậm rãi sẽ học được tự mình tự hỏi. Đây là chuyện tốt. Kế tiếp liền chờ đoạn làm hổ gầm tiến vào, rồi sau đó, Dương Nghị Vân cấp bảo thuận quang báo thù. Đối với đoạn làm hổ gầm cái này nhị thế tổ, Dương Nghị Vân chút nào không để vào mắt. Một cái tát là có thể chụp chết hắn 100 lần. Ngay sau đó, đoạn làm hổ gầm phong trần mệt mỏi rốt cuộc xuất hiện ở cái này đại sảnh cửa. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được Dương Nghị Vân cười khanh khách đứng ở không xa ra nhìn hắn. Đoạn làm hổ gầm có chút không rõ,
Phía trước Đoạn Làm mạnh mẽ tới báo nói là Sơn Trang thượng đại diện tích trúng độc, hắn liền hoài nghi quá Dương Nghị Vân, làm Đoạn Làm mạnh mẽ đi xem xét, kết quả là Dương Nghị Vân như cũ ở luyện đan đại điện trung luyện đan, cũng không có ra tới quá. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dương Nghị Vân xuất hiện ở hắn Sơn Trang nhất trung tâm địa phương. Hơn nữa Đoạn Làm hổ gầm cảm nhận được Trần Lão hơi thở, vừa mới biến mất. Đang xem Dương Nghị Vân phía sau xuất hiện hố to, cùng toàn bộ đại sảnh tình huống, hiển nhiên là vừa rồi trải qua một hồi vô cùng thảm thiết đại chiến. Giờ phút này liền tính hắn Đoạn Làm hổ gầm ở nhị thế tổ, cũng minh bạch. Đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Sơn Trang độc, cái thứ nhất mẫu đơn cốc 600 tiên tử cùng mẫu đơn nương nương biến mất, cùng với hắn bên người tiên đế ngã xuống, ở cảm thụ một chút nơi này tỏa chấn Sơn Trang mạnh nhất tiên đế hơi thở cũng tiêu tán hiển nhiên là ngã xuống. Này hết thảy đều cùng trước mắt cái này Dương Nghị Vân thoát không được can hệ. Nghĩ đến đây Đoạn Làm hổ gầm mồ hôi lạnh xoát một chút rơi xuống, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nhìn lại, Dương Nghị Vân bên người nhiều một cái hồng y chiến giáp nữ tử, còn có vẫn luôn tuyết trắng miêu, đều là chưa thấy qua, cũng là chút nào cảm thụ không đến hơi thở. Này thuyết minh rất cường đại, có lẽ hai cái tiên đế chết, Sơn Trang độc đều là các nàng làm. Có thể sát đại tiên đế, này không phải hắn có thể đối phó. Tuy rằng bên người có thần hổ vệ đội, chính là thần hổ vệ đội cũng không phải tiên đế đồ ăn a. Nghĩ đến đây, Đoạn Làm hổ gầm biết hắn hẳn là muốn chạy trốn, Sơn Trang bảo vật đừng động, mạng nhỏ không có, cái gì đều xong đời, chờ gia tộc người tới, tự nhiên hết thảy có thể trở về. Bất quá thân là Đoạn Làm việc nhà tộc tam thiếu gia, nhị thế tổ phong phạm không thể ném, dù sao cũng phải nói cái gì đó, cũng muốn hiểu biết một chút, cái này Dương Nghị Vân là cái gì lai lịch. Vì cái gì sẽ đến hắn Sơn Trang nháo sự? Nguyên nhân yêu cầu biết. Vì thế Đoạn Làm hổ gầm nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói, Dương tiên sinh. Xem ra ta là dẫn sói vào nhà, hôm nay phát sinh hết thảy đều là ngươi cái gọi là đi. Dương Nghị Vân ha hả cười, ngươi nói đi. Đối Đoạn Làm hổ gầm vô tận coi rẻ. Ta Đoạn Làm việc nhà tộc cùng ngươi Dương Nghị Vân có gì thù hận? Đoạn Làm hổ gầm phẫn nộ rồi, bị Dương Nghị Vân coi rẻ chọc giận. Ha ha, hỗn loạn tiên thành, giết ta một cái thủ hạ, bắt ta một cái thủ hạ, đoạt ta muốn người, ngươi nói có gì thù hận. Hôm nay Dương mẫu nhân liền dùng ngươi đầu người cùng ngươi Sơn Trang cho ta người hầu tế điện trên trời có linh thiêng đi. Dương Nghị Vân sâu kín nói. Sát! Dương Nghị Vân nói xong, không bao giờ nhiều lời, trực tiếp cấp Tuyết Miêu cùng Hồng Y hạ lệnh. Chính hắn cũng thân hình vừa động xông thẳng Đoạn Làm hổ gầm mà đi. Đoạn Làm hổ gầm hoảng sợ lớn tiếng đối bên người mười mấy danh thần hổ vệ đội hô to, kết trận ngăn trở. Giống giống giống. Ngay sau đó một đám thần hổ vệ đội, phát ra giống giận chi thân, lại là hổ gầm thanh. 18 cá nhân phía sau đều hiện ra bạch hổ hư ảnh, nháy mắt kết thành trận pháp. Rầm rầm. Hồng Y cùng Tuyết Miêu công kích tới, ầm vang rung trời, lại là tất cả đều bị đương xuống dưới, nhưng bọn hắn trận pháp cũng đang run rẩy. Núp ở phía sau mặt Đoạn Làm hổ gầm nhìn đến trận công kích, tức khắc đối với Dương Nghị Vân mắng nói, Dương Nghị Vân tiểu tử ngươi sợ đúng vậy không biết ta Đoạn Làm việc nhà tộc là cỡ nào tồn tại, nói cho ngươi ta Đoạn Làm việc nhà tộc là tiên giới 10 đại gia tộc chi nhất, ngươi chờ ta đã thông chi gia tộc cường giả tiến đến lúc đó sẽ giết ngươi toàn. Dương Nghị Vân nghe được Đoạn Làm hổ gầm này một phương lời nói, sát ý phóng lên cao, đặc biệt là cuối cùng một câu giết ngươi cả nhà nói, thật sự là kích thích đến hắn. Bỗng nhiên giống to thét dài, hàn băng cắn răng nói, Đoạn Làm hổ gầm, chỉ bằng ngươi những lời này, tiểu gia thề, đem ngươi nghiền xương thành cho. Đoạn Làm việc nhà tộc này đó thần hổ vệ đội tạo thành trận pháp tuy rằng cường hãn, nhưng Dương mẫu nhân bão nổi, hậu quả rất nghiêm trọng, nói đến cùng là huyện vương cấp bậc tạo thành trận pháp, liền tính là có thần hổ hư ảnh, nhìn hù người, nhưng ở Dương mẫu nhân cùng Tuyết Miêu hơn nữa Hồng Y công kích hạ, cũng khó có thể ngăn cản. Rốt cuộc Dương mẫu nhân cùng Tuyết Miêu Hồng Y đều có thể phát huy ra đế cảnh chi uy. Dương mẫu nhân đừng Đoạn Làm hổ gầm cấp một câu kích thích tới rồi, toàn thân sở hữu lực lượng bùng nổ, trong cơ thể khổng lồ thần đạo chi lực bùng nổ dưới, làm bốn phía không khí đều có cuồng phong rung động thanh. Ở giống giận chung Dương Nghị Vân toàn lực đi ra ngoài song trưởng bỗng nhiên chụp được, bàn long cùng đồ long hai kiếm cũng là vỏ kiếm hợp nhất hung hăng xuất kích. Tuyết Miêu cùng Hồng Y lần này không có Dương Nghị Vân hạ lệnh. Cũng đi theo công kích dựng lên. Ầm ầm ầm, vang vọng toàn bộ sơn động đại sảnh oanh kích nổ vang vang lên. Phốc, a, rốt cuộc phá. Đoạn Làm việc nhà tộc thần hổ vệ đội tạo thành trận pháp, tại đây một khắc bị dập nát.
Ngay sau đó Dương Nghị Vân ngự kiếm mà động, Đồ Long kiếm cùng Bàn Long Giang bóng kiếm vũ động, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuyết Miêu hóa thành bóng trắng như ẩn như hiện, mỗi một lần thoáng hiện nhất định có một người ngã vào vũng máu chung. Hồng Y hóa thành tàn ảnh một quyền một cái, trực tiếp đánh bạo một người thần hổ vệ đội thành viên. Như thế nghiêng về một phía nghiền áp hạ, 18 danh thần hổ vệ đội trong khoảng thời gian ngắn, bị toàn bộ tiêu diệt. Đoạn Làm Hổ gầm núp ở phía sau mặt đem này hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt, hắn cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm, sở hữu thần hổ vệ đội đã bị tiêu diệt. Giờ phút này Đoạn Làm Hổ gầm phục hồi tinh thần lại, nhanh chân liền chạy. Nhưng là... ngắm! Một tiếng chói tai mèo kêu vang lên, Tuyết Miêu toàn thân ngân quang chói mắt, lông tơ dựng thẳng lên, một đôi yêu dị màu bạc đôi mắt nhìn chằm chằm muốn chạy Đoạn Làm Hổ gầm, cắt đứt đường đi. Cái này Đoạn Làm Hổ gầm ứa ra mồ hôi lạnh, hắn là kiến thức quá này chỉ miêu quỷ dị, cảm giác đối thượng căn bản liền không nắm chắc, bị ngăn trở đường lui, chỉ có thể dừng lại, quay người lại lại là Dương Nghị Vân xuất hiện. Đoạn Làm Hổ gầm vừa thấy Dương Nghị Vân, chung quy là chuẩn bị liều mạng, hắn đối nhưng ở phía trước Tuyết Miêu không tự tin, chính là Dương Nghị Vân tu vi trong mắt hắn chung quy là tiên vương, nghĩ đến tổng muốn so với kia chỉ miêu dễ đối phó. Dương Nghị Vân bổn thiếu ra cùng ngươi liều mạng. Đoạn Làm Hổ gầm ánh mắt nhìn quét một vòng, mặc kệ là Tuyết Miêu vẫn là Hồng Y, hắn đều cảm giác đối thượng không đế, chỉ có Dương Nghị Vân hẳn là có thể một trận chiến. Lúc này chạy cũng chạy không được, cũng chỉ có thể chiến đấu, hy vọng gia tộc chi viện mau chóng tới rồi. Hét lớn một tiếng Đoạn Làm Hổ gầm nhào hướng Dương Nghị Vân, giống giận chung, trong tay xuất hiện một khối hổ phù lệnh bài, lại là tại hạ một khắc hóa thành một con màu trắng mãnh hổ. Đây là gia tộc thành viên trung tâm mới có thể có bảo vật. Là hắn lão cha thân thủ luyện chế thần hổ phù, có được cường đại lực lượng, có thể cùng tự thân dung nhập nhất thể, thực lực cùng phòng ngự ở nháy mắt đạt tới đế cảnh, đến tột cùng có thể đạt tới tiên đế cấp bậc cái gì trình tự, kỳ thật Đoạn Làm Hổ gầm bản nhân cũng không biết, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng hổ phù bảo mệnh, ngày thường hắn bên người có rất nhiều tiên đế cấp bậc khách khanh bảo hộ hắn, căn bản không cần hắn đi liều mạng. Nhưng là hôm nay đã chết hai cái tiên đế, còn có một cái tiên đế trung kỳ khách khanh tọa trấn ở Nhiệt Linh Tuyền nơi. Hiện tại nghĩ đến chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Như thế Đoạn Làm Hổ gầm chỉ có thể gửi hy vọng ở hổ phù thượng, đây là hắn Đoạn Làm việc nhà tộc tộc trưởng cũng là hắn lão cha thân thủ luyện chế hổ phù, có được cường đại lực lượng, chỉ cần hắn có thể kéo dài thời gian, chờ gia tộc chi viện tới rồi, chính là Dương Nghị Vân ngày chết. Chỉ là thực đáng tiếc, Đoạn Làm Hổ gầm không biết, hắn lựa chọn Dương Nghị Vân hoàn toàn tương phản là Tuyết Miêu cùng Hồng Y chủ nhân, cái này xem như chọn sai đối tượng. Mà ở Dương Nghị Vân trong mắt, Đoạn Làm Hổ gầm trong tay quang mang một tiếng lại là sau lưng cũng hiện lên một đầu bạch hổ hư ảnh, hơi thở so với phía trước thần hổ vệ đội cường đại rồi không biết nhiều ít. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhìn phát lại đây Đoạn Làm Hổ gầm, lại là nheo lại đôi mắt, nắm tay nắm chặt trong cơ thể thần đạo chi lực không ngừng hội tụ, chờ Đoạn Làm Hổ gầm xông tới. Hôm nay hắn đối Đoạn Làm Hổ gầm định nghĩa là nghiền xương thành tro. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Đoạn Làm Hổ gầm phía sau bạch hổ hư ảnh cùng hắn tự thân hòa hợp nhất thể. Chỉ cần từ lực lượng thượng cảm giác, thứ này lực lượng cư nhiên trực tiếp đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc, thực sự làm hắn giật mình, cũng không biết Đoạn Làm Hổ gầm trong tay lấy ra hổ phù là cái gì bảo bối, thật là bất phàm. Bất quá ở cường đại, giờ phút này ở Dương Nghị Vân trong mắt cũng liền như vậy hồi sự. Gần là lực lượng trình tự đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc mà thôi. Còn không phải chính hắn lực lượng càng không phải chân chính tiên đế hậu kỳ tu vi, đối Dương Nghị Vân tới nói chỉ cần không phải tiên đế đại viên mãn hắn đều không sợ. Hơn nữa Đoạn Làm Hổ gầm thực hiển nhiên là một loại ngoại lực, đơn thuần lực lượng mà thôi, lúc này cái này nhị thế tổ giống giận chung đối với hắn một quyền đánh tới, hiển nhiên là muốn cùng hắn hợp lực lượng, như thế Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh lên. Hợp lực lượng hắn ở lão cây liễu chỉ điểm hạ chuyển hóa thần đạo chi lực, tựa hồ đến nay còn không có ăn qua mệt. Như thế, nhìn Đoạn Làm Hổ gầm một quyền mà đến, Dương Nghị Vân lẳng lặng đứng ở tại chỗ, động đều không có động một chút. Thẳng đến Đoạn Làm Hổ gầm một quyền mau đến hắn nửa thước nơi thời điểm, Dương Nghị Vân khóe miệng cười lạnh, dự trữ chờ phân phó một quyền bỗng nhiên xuất kích, trực tiếp đón nhận Đoạn Làm Hổ gầm một quyền. Dương Nghị Vân phía trước nội tâm tràn ngập cường đại tự tin, càng là vô cùng rõ ràng bình tĩnh, hắn ở dự trữ lực lượng thời điểm, trong cơ thể thần đạo chi lực giống như hồng thủy tuyệt đề giống nhau. Cũng tự thao thao sông nước chảy xuôi, lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được thần đạo chi lực là có linh tính, là khả cương khả nhu, cương nhu cũng tế. Bỗng nhiên bạo giống, đem loại cảm giác này,
hoặc là nói thần đạo chi lực ở trong cơ thể lưu chuyển cảm giác nhớ kỹ, ra quyền hết sức, ma xui quỷ khiến giống lên một câu, thần đạo quyền, sông cuộn biển gầm. Đích xác hắn cảm thụ chung, ở vừa rồi trên nắm tay hội tụ pháp lực thời điểm, trong cơ thể thần đạo lực lượng liền xuất hiện loại này thao thao sông nước sông cuộn biển gầm cảm giác, rất có khí thế, ở trong óc hiện ra. Một quyền mà ra còn đúng là đánh ra sông cuộn biển gầm khí thế. Vô hình chung có sông nước lao nhanh thanh âm ẩn ẩn xuất hiện, khổng lồ pháp lực ngưng tụ ở trên nắm tay, Dương Nghị Vân nhìn đến cư nhiên diễn biến ra một con sông Hà trút ra cảnh tượng. Biến hóa này chính là chính hắn đều không có nghĩ đến, nhưng là này một đấm xuất ra tới, thật sự rất mạnh. Lực lượng cùng khí thế thượng biến hóa, cường đại rồi không ngừng gấp ba. Chủ yếu là một quyền đánh ra khí thế, đánh ra sông nước lao nhanh khí thế. Oanh! Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Giống! Ầm vang!